Đây là đoạn thời gian này tới nay, Diệp Thần lần đầu tiên phát hiện âm ma thiên thạch khác thường động. Thậm chí Diệp Thần thiếu chút nữa muốn quên âm ma thiên thạch tồn tại. Chẳng lẽ âm ma thiên thạch và nơi này có cái gì nhân quả dính? Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra, nhìn một cái Nhâm Phi Phàm, do dự mấy giây, vẫn là hướng một phương hướng đi. Hai tiếng sau đó, Diệp Thần bước chân dừng lại, trước mắt tựa hồ là một cái hải vực. Hắn thậm chí có thể từ trong hải vực cảm giác được thất lạc không gian hơi thở. Vào thời khắc này, vùng đan điền bên trong âm ma thiên thạch dị động đổi được mãnh liệt, Diệp Thần thành tựu kỳ chủ, có thể sâu sắc cảm nhận được, đó là một cổ sát ý nồng nặc. Xem tới nơi đây chính là âm ma thiên thạch bên trong, vậy tôn đại ma rơi xuống địa giới. Thảo nào cũng như này oán niệm ngất trời sát ý. Diệp Thần ánh mắt khẽ híp một cái, chỉ gặp được sau lưng, vậy một tôn đại ma hư ảnh hiển hóa, nơi buồng tim trống giống như cũ ở mịch mịch rỉ ra máu đỏ tươi, nhỏ vào hải lý phát ra bốc hơi thử thử tiếng. Diệp Thần nhìn thẳng đại ma, thanh âm bình tĩnh bên trong ẩn chứa không cần suy nghĩ ý nói, ta mặc dù không biết rõ quá khứ của ngươi, nhưng đã từng đáp ứng rồi sự việc, ta là sẽ không đổi ý, yên tâm đi, ngươi và ta nhân quả dính, cái thù này, ta sẽ tận lực giúp ngươi đòi lại. Vậy trên hư không gần đây lãnh đạm đại ma hư ảnh lại là khẽ gật đầu một cái, to lớn ngón tay đưa về phía phương xa, đó là trên biển một tòa thật to hòn đảo. Cái hướng kia sao? Diệp Thần theo đại ma chỉ điểm phương hướng nhìn lại, phương xa hòn đảo in vào mi mắt, hắn hít sâu một hơi, hướng về phía đại ma hư ảnh gật đầu một cái, thân hình vội vã đi. Nhâm Phi Phàm khôi phục còn cần một ít ngày giờ, mình chỉ cần không quá hơn dính, hẳn không có chuyện gì. Vậy tại chỗ đại ma hư ảnh khóe miệng dâng lên lau một cái độ cong, chậm rãi tiêu tán cùng ở giữa thiên địa, trên mặt biển lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, gió lớn cuộn sạch phiên trào sóng lớn. Cùng lúc đó, hòn đảo bên trên, một tên lụa đen tố y thiếu nữ nhưng là ngực có chút khó chịu, cái loại này tim hồi hộp cảm giác, từ nàng ra đời tới nay, vẫn là lần đầu tiên cảm giác được. Thánh nữ, nhưng mà có cần gì trợ giúp? Một đội tiến lên đội ngũ bên trong, dẫn đầu người trung niên tựa hồ phát giác thiếu nữ khác thường, mở miệng hỏi nói. Lụa đen tố y thiếu nữ cúi đầu không nói, màu đen mặt nạ đem dung nhan che giấu đi. Ngược lại là nhìn không rõ lắm vậy mặt nạ dưới thiếu nữ vẻ mặt, chỉ là một hồi lâu sau mới nghe có con gái tử đáp lại. Không việc gì, chỉ là có chút không quá thích ứng cái này thất lạc không gian vùng lân cận khí hậu thôi. Cô gái đáy mắt chỗ sâu vẻ chán ghét cảm, nhưng là khôn khéo tránh được người áo bào đen. Áo bào đen hộ pháp lúc này mới cười giải thích, cưỡng ép vượt qua cái này thất lạc biển cấm, liền liền ta đều sẽ có chút không thích ứng, khá tốt nơi đây cùng thất lạc không gian còn có không thiếu khoảng cách. Thánh nữ có chút phản ứng dị thường, cũng thuộc về bình thường, qua tối nay, ngày mai là được đến U Thiên Điện, đến lúc đó liền có thể nghỉ ngơi cho khỏe. U Thiên Điện, thiếu nữ nghe vậy, trong mắt bên trong ánh mắt lại nữa thuần túy, nàng tựa hồ có chút những ý nghĩ khác, nhưng vì chứng thật mình phỏng đoán, vẫn là chịu nhịn tính tình mở miệng hỏi nói, hộ pháp, cái này U Thiên Điện cùng ta âm ma thánh điện so sánh, thực lực như thế nào? Dẫn đầu trung niên quần áo đen hộ pháp suy nghĩ một phen. Dẫu sao cũng không phải cái gì cơ mật, chính là đúng sự thật đáp, cái này U Thiên Điện ba vị điện chủ, đều là cực kỳ cường đại tồn tại, ba người hợp lực, có thể cùng ta âm ma thánh điện vị kia đánh một trận, nếu như đến phiên trẻ tuổi đồng lứa, ta âm ma thánh điện bảy vị thánh nữ, đều là bách giả cảnh bên trong không kém cường giả, vậy U Thiên Điện chính là muốn hơi kém một bậc. Thiếu nữ nghe vậy, lụa đen mặt nạ xuống môi mỏng khẽ cắn, tựa hồ đang làm gì lựa chọn. Tối nay chúng ta ở chỗ này hạ trại nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai, đi U Thiên Điện gặp. Đầu lĩnh kia trung niên hộ pháp mắt gặp sắc trời đã tối, chào hỏi đám người mấy câu, liền bắt đầu tháo hành lý về đóng trại cắm trại, thiếu nữ ở một bên cẩn thận quan sát tất cả mọi người nhất cử nhất động, đầu óc bên trong giống như là nổi lên một ít kế hoạch. Kỳ quái, làm sao luôn là có một loại tim hồi hộp cảm giác, chẳng lẽ là khẩn trương sao? Thiếu nữ vội vàng vỗ vỗ ngực mình. Hít sâu một hơi, thở ra, như vậy tuần hoàn. Mà một màn này, đang bị cách đó không xa ẩn núp ở trong bóng tối Diệp Thần vọng ở trong mắt. Có hư bia nơi tay, ẩn núp sẽ không quá khó khăn. Căn cứ âm ma thiên thạch phương hướng chỉ, cũng không tệ, chính là cái này một đám người. Âm thầm Diệp Thần cũng không có bước dây động rừng, mà là cẩn thận đánh giá phía trước cách đó không xa, đóng trại cắm trại một nhóm 8 người. Dẫn đầu tên kia thực lực mạnh nhất. Vượt qua bách giả cảnh 6 tầng thiên,
những người còn lại thực lực kém không đủ, có bách gia cảnh cũng có nửa bước bách gia cảnh, còn như thần bí kia lụa đen cô gái, đoán không sai mà nói, chắc cũng là bước vào bách gia cảnh. Diệp Thần đánh giá một phen đối phương đội ngũ thực lực, cũng có chút khó mà ra tay, dẫu sao chỉ là vậy người đàn ông trung niên, mình ở chưa từng giao thủ trước, đều là không biết thực lực như thế nào, hơn nữa mấy người còn lại hợp lực vây quét, cưỡng ép động thủ, không khác nào tự tìm cái chết. Mấu chốt, Nhâm Tiền Bối để cho mình ở chỗ này không nên động dùng cửu thiên thần thuật và quá mức cường đại công pháp. Đột nhiên, Diệp Thần con người đông lại một cái, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ bên hông một quả ngọc bội, bừng tỉnh, xem ra, người mới thật sự là nhân vật trọng yếu. Ngọc bội hơi thở, cùng lúc trước âm ma thiên thạch tản ra hơi thở khác thường rét lạnh âm lãnh, trên đó vậy khác vẽ phong cách cổ xưa tối tăm tà ác phù văn, thậm chí là có thể ảnh hưởng đến một ít cấp thấp người tu luyện tâm thần. Đã như vậy, vậy thì dùng trí là hơn. Bất quá nơi này và thất lạc không gian đến gần, nếu như vận dụng hư linh thần mạch không gian hiệu quả, kết hợp với trận tự quyết, sợ rằng có hiệu quả không tưởng được. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, bóng người lặng lẽ thối lui. Ngay tại Diệp Thần rời đi ở một chớp mắt kia, thiếu nữ tựa hồ là lòng có cảm giác vậy, quay đầu nhìn về mảnh rừng cây kia, nói chính xác, là Diệp Thần phương hướng. Kỳ quái! Rõ ràng cảm giác được nơi đó có thứ. Bốn mắt có thể đạt được đều là không thiếu nữ nghi ngờ cảm càng thêm mãnh liệt hơn, cái này vô luận như thế nào cũng không thể là khẩn trương cảm giác. Bất luận như thế nào, kế hoạch tối nay, cũng được bình thường tiến hành, đến lúc U Thiên Điện, đó mới thật sự là xuống đất không cửa. Thiếu nữ khẽ cắn răng quan, đứng dậy hướng mình đội ngũ đi tới. Giờ phút này vòng ngoài Diệp Thần. Ở lấy thiếu nữ lụa đen làm trung tâm một đội người mã đông tây nam bắc chỗ, lấy trận tự quyết tinh túy bảy trận. Mắt gặp thiếu nữ lụa đen một người thoát khỏi đội ngũ tới đây, Diệp Thần bóng người chớp mắt, trốn tới hắc ám bên trong, liếc mắt nhìn phía dưới thiếu nữ. Rõ ràng cảm giác được là nơi này, chẳng lẽ là... Thiếu nữ lại là một mắt liếc qua, Diệp Thần vội vàng thu hồi ánh mắt quang. Thánh nữ, trung niên áo bào đen hộ pháp chỉ là một lắc mình. Liền xuất hiện ở trước mặt thiếu nữ, hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ trầm giọng hỏi, thánh nữ người đây là. Thiếu nữ lụa đen chỉ là thuận miệng đáp, ta phát hiện nơi đây có chút dị thường, cho nên muốn tới điều tra một phen. Âm thầm Diệp Thần cả kinh, hắn muốn sớm thúc giục trận pháp, một khi bị này nhóm cường giả phát giác, hắn chính là lại không khả năng ẩn thân. Trung niên hộ pháp nhướng mày một cái, nghe văn thiếu nữ nhắc nhở sau đó, hắn bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh. Liền ở rừng rậm phương Nam phát hiện có người là phác họa trận pháp bị che giấu đi. Chính giữa năm toàn thân người chăm chú truy xét dấu vết lúc đó, thiếu nữ chân nhưng là dè đặt từng bước hướng vòng ngoài di chuyển. Thánh nữ người chớ tới gần, nơi đây có người là bố trí trận pháp, vì an toàn khởi kiến, ngươi. Trong hắc bào người đàn ông vừa muốn quay đầu dặn dò thiếu nữ, bỗng nhiên quay đầu gặp mới phát hiện thiếu nữ lụa đen đã lui đến bên bờ vòng ngoài, đang cười hì hì nhìn chằm chằm hắn. Áo bào đen hộ pháp ngay tức thì cảm thấy không ổn, vẫn bị cô gái nhỏ này đùa bỡn. Một tiếng tức giận, áo bào đen hộ pháp liền muốn đứng dậy hướng thiếu nữ vào tới, thiếu nữ lụa đen ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ hốt hoảng, chợt trong tay móc ra mấy cái phủ chiếu hướng áo bào đen hộ pháp ném đi. Áo bào đen nam tử sắc mặt đại biến, hắn lạnh lùng nói, sớm biết ngươi cô nàng này bất an hảo tâm, ngoan ngoãn theo ta đi U Thiên Điện, nếu không, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Giờ phút này ẩn núp hắc ám bên trong, vừa muốn phát động trận pháp Diệp Thần nghe vậy, ngược lại là dừng chân ngắm nhìn. Xem tới nơi này mặt còn có không thiếu câu chuyện, Diệp Thần ánh mắt híp một cái, bóp ở trong tay cái cuối cùng pháp ấn nhưng là chưa từng rơi xuống. Chỉ nghe cây trong rừng hai người tiếp tục tranh luận nói. Ta mới không cùng cái gì U Thiên Điện người thông gia, muốn lấy, chính ngươi gả đi đi. Thiếu nữ lụa đen một cổ não nhì đem mình lá bài tẩy vẩy ra. Âm thầm Diệp Thần cũng là diễn cảm cổ quái. Vật này, lại có như vậy trí huyễn và tâm ma hiệu quả. Ngược lại là và đế thích thiên công pháp có chút tương tự. Liền Diệp Thần cũng thiếu chút nữa nói. Vậy áo bào đen hộ pháp tiến lên tốc độ rõ ràng chậm chạp mấy phần, hắn mới thật sự là bị công kích đối tượng, âm ma huyễn tim. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vật này có thể mệt không ở ta. Chợt người đàn ông trung niên bước nhanh hơn. Hướng vòng ngoài chỗ thiếu nữ lụa đen tập kích bất ngờ tới. Này, hiện tại không động thủ, người còn muốn đợi tới khi nào? Thiếu nữ lụa đen dưới tình thế cấp bách,
hướng về phía Diệp Thần phương hướng hô to một tiếng. Quả nhiên vẫn bị cảm ứng được sao? Chỗ tối Diệp Thần nhướng mày một cái, bị thiếu nữ này làm đầu thương. Nhưng dưới mắt hắn cùng thiếu nữ có cùng chung mục tiêu, cái này phải giải quyết, thật muốn động khởi thật cách tới, tại chỗ không người là hắn đối thủ. Diệp Thần cũng là biết rõ quan hệ lợi hại, không do dự nữa, hư linh thần mạch bùng nổ, đồng thời trận tự quyết vận dụng. Lại một giây kế tiếp, người trung niên bóng người biến mất ở tại chỗ. Phương xa mấy tên người tuổi trẻ trong mắt đông lại một cái, nhìn tàn mát ra ánh sáng bảy màu mang trận pháp, cầm đầu một tên phong tư chắc tuyệt áo thun đen nam tử tay cầm một chuôi cương thương, trầm giọng nói Tiểu Ngọc ở bên kia. Còn lại mấy tên đi theo tại áo thun đen phía sau nam tử người tuổi trẻ tất cả đều là mắt sáng chớp mắt, giết. Cũng không biết là ai gào to một giọng, còn lại võ giả, đều là theo áo thun đen nam tử cùng hướng ánh sáng bảy màu nở rộ đại trận chỗ tới. Thâu thiên hoán nhật đại trận, ngược lại là chỉ có đến gần thất lạc không gian mới có thể bố trí đi ra, người ngược lại là chuẩn bị đầy đủ. Thiếu nữ lụa đen nhìn tại chỗ biến mất trung niên hộ pháp, không khỏi được chặc chặc lấy làm kỳ nói. Cái gọi là thâu thiên hoán nhật đại trận, danh như ý nghĩa, chính là một loại chỉ có nắm giữ không gian quy tắc mới có thể bố trí ra trận pháp, có thể hiểu là vặn vẹo không gian, đem bên trong trận pháp không gian cưỡng ép cả nhận được khác một bên trong không gian. Đây cũng là Diệp Thần thức tỉnh hư linh thần mạch và trận tự quyết, cùng với đang đến gần thất lạc không gian khu vực, mới có thể làm được. Cũng may trận tự quyết còn chưa xong chỉnh cửu thiên thần thuật, hẳn không nhâm tiền bối nói như vậy nguy hiểm. Người kết quả là người nào? Áo thun đen thiếu nữ mắt gặp cứu mình cũng không phải là mình tưởng tượng ở giữa đồng bạn, mà là một cái chưa từng gặp mặt người tuổi trẻ, không khỏi được thần sắc run lên. Diệp Thần chậm rãi đi tới thiếu nữ phụ cận, nhẹ giọng nói, xem ra ngươi còn có đồng minh, bất quá đáng tiếc, bọn họ hiện tại vậy không vào được trận pháp này. Ngươi, lúc này thiếu nữ lụa đen mới tỉnh hồn lại, cái gọi là thâu thiên hoán nhật trận, trận linh hạch tim chính là thi triển thuật này chủ nhân. Rất rõ ràng, Diệp Thần ở chỗ này, vậy liền thuyết minh, nàng vậy còn ở trận pháp bên trong, bất quá là vào vậy áo bào đen hộ pháp, ở vào bất đồng không gian mà thôi. Đáng chết, ta đã rất cẩn thận lui về sau, vẫn không thể nào đi ra trận pháp này phạm vi bao trùm. Thiếu nữ than thầm một tiếng khinh thường, lúc này mới lần nữa nhìn kỹ dậy trước mặt vậy thần sắc lãnh đạm nam tử, nàng trầm giọng hỏi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi rốt cuộc là người nào? Hai người miệng đồng thanh đặt câu hỏi nói, bất đồng duy nhất chính là, thiếu nữ vậy chất vấn thanh âm, ít đi mấy phần chấn định thần sắc, thân hình không khỏi được về phía sau bước chậm di động. Diệp Thần chính là đứng tại chỗ, đứng chắp tay, thần sắc lãnh đạm. Tại sao ta có thể cảm ứng được ngươi hơi thở? Đây mới là giờ phút này lụa đen cô gái muốn hỏi vấn đề. Diệp Thần là bực nào thông minh, bất quá là từ cô gái chỉ nói ngắn gọn bên trong, đã là đoán được đại khái. Nghe trung niên kia người gọi hô ngươi thành thánh nữ, ngươi hẳn là một cái mọi người thế lực con em, bất mãn gia tộc thông gia, lúc này mới thiết kế muốn chạy trốn, mới vừa rồi ngươi cảm ứng được ta hơi thở, chắc là nhận lầm người, cầm ta làm là ngươi đồng bạn, lúc này mới đánh bậy đánh bạ tới một trong ứng ngoài hợp. Diệp Thần tiếp tục phân tích nói, nếu ngươi mục đích đã đạt thành, như vậy xin trả lời ta, tại sao ngươi trên mình sẽ có âm ma thiên thạch hơi thở? Thiếu nữ hiển nhiên thần sắc bên trong thoáng qua vẻ bối rối, nhưng nghe Diệp Thần nói tới âm ma thiên thạch một từ, lúc này mới chấn định lại, lúc đầu lại là đến tìm ta báo thù, đã như vậy, nói nhiều không muốn, động thủ đi. Thiếu nữ lụa đen nghe Diệp Thần nói tới ma thạch, liền lại nữa qua giải thích thêm, âm ma thánh điện tác phái nàng là biết được, tàn sát sinh linh vô số tồn tại, trước mắt Diệp Thần ở nàng trong mắt xem ra, bất quá là chặn đánh tầm thường một thành viên thôi. Đã như vậy, vậy thì thiên hạ thủ vi cường, nói không chừng có thể thu được một đường sinh cơ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, thiếu nữ bóng người chớp mắt, một cây chủy thủ chính là nắm chặt tại lòng bàn tay, vô tận võ đạo hội tụ, hư không chập chờn, kinh thiên nhất kích hướng Diệp Thần nhô lên gai tới. Giỏi một cái sát phạt khí nặng cô gái. Diệp Thần trong mắt sạch bóng chớp mắt, bất quá là nói tới âm ma thiên thạch mấy chữ, chính là đưa tới đối phương như vậy sát tâm. Xem ra chỉ có thể bắt được mới có thể hỏi ra manh mối. Đây nếu là ở bên ngoài, hai người nói không chừng được chinh chiến một phen, nhưng là giờ khắc này ở Diệp Thần trận pháp bên trong, không gian chính là do hắn sáng tạo. Hắn tức là mảnh thế giới này chủ nhân, thiếu nữ nhất kích nhô lên gai,
từ Diệp Thần trước ngực nhập vào cơ thể mà qua. Nhưng khác thường nhưng là cũng không có vang lên nửa điểm đỏ thắm, liền kể cả thiếu nữ bổn tôn, cũng là từ Diệp Thần bóng người bên trong xuyên ngang qua, một cổ giảm bớt lực cảm giác truyền tới, lảo đảo tài mấy bước, ngã ngồi dưới đất. Xem ra ngươi còn không rõ ràng cái này thâu thiên hoán nhật đại trận uy lực. Diệp Thần nhẹ nhàng lắc đầu một cái, giống như quỷ mị bóng người chớp mắt, xuất hiện ở thiếu nữ phụ cận, hai cái ngón tay nhẹ bỗng điểm ở thiếu nữ đầu vai. Thiếu nữ lụa đen lảo đảo mấy bước, mới vừa muốn đứng lên, nhưng phát hiện Diệp Thần bóng người lấy một cái không thể tưởng tượng nổi độ cướp tới mình phụ cận, vừa muốn làm phản kháng, nhưng là bị hai ngón tay điểm ở đầu vai, không thể động đậy chút nào nữa. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thiếu nữ nhiều lần vùng vẫy, nhưng là phát hiện không có chút nào tác dụng sau đó, ánh mắt bên trong bắt đầu hiện ra sợ hãi. Diệp Thần nhưng là nhìn thẳng thiếu nữ ngọc bội bên hông, đưa tay liền muốn đem tháo xuống, nhưng vào lúc này, ngọc bội hung mang tách thả ra. Một cổ bóng tối năng lượng tựa hồ là bị cảm ứng vậy tràn ra, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chui vào thiếu nữ thất khiếu. Một giây kế tiếp, thiếu nữ tránh thoát trói buộc, cường đại lực lượng phún ra ngoài, nàng mấy cái lắc mình, cướp tới Diệp Thần đối diện, cách mấy chục mét đứng yên, con người có cổ xưa màu đen phù văn tránh tốc, giống như nhập ma, nàng phù văn kia hai tròng mắt trợn mắt nhìn Diệp Thần. Đáng tiếc mang cái khăn che mặt, thời khắc này Diệp Thần, vẫn là không thấy rõ thiếu nữ dung mạo. Cùng lúc đó, ngoại giới. Lão đại, chính là chỗ này, chúng ta mới vừa rồi điều tra qua, nơi đây hẳn là bị người sử dụng trận pháp che đậy đi. Xem thủ pháp này, sợ là liền ta sư phụ đều không đạt tới, hơn nữa người này có sâu đậm không gian thành tựu. Một tên vóc người thấp bé người tuổi trẻ hướng về phía tay cầm cương thương áo thun đen chàng trai nói. Nam tử nghe vậy, như có điều suy nghĩ, không gian. Chẳng lẽ là thâu thiên hoán nhật trận? Xem ra tiểu ngọc hẳn ở trận pháp bên trong. Rốt cuộc là ai giúp nàng? Áo thun đen nam tử ánh mắt như đuốc, dừng chân chưa từng lên tiếng. Nhưng vào lúc này, sau lưng lại truyền tới mấy đạo thanh âm. Lão đại, không xong, U Thiên Điện người đuổi tới. Áo thun đen nam tử ánh mắt đông lại một cái, xem ra chiến đấu mới vừa rồi, U Thiên Điện người đã biết được, hiện tại phái tới cường giả áp trận. Tiểu Ngũ, phân phó các huynh đệ, các phe chế tạo thanh thế, đem người dẫn ra, chớ tới gần nơi này trận pháp vùng lân cận. Điệu Hổ Ly Sơn, lão đại cái này mưu kế dây à? Tiểu Ngũ lại là không tiếc nói nịnh. Áo thun đen nam tử trong tay cương thương hàn mang chớp mắt, quay đầu quên một mắt thâu thiên hoán nhật đại trận, hướng phương xa phóng tới. Nơi đây không lưu người, mới là đối với trận pháp lớn nhất bảo vệ. Bên trong trận pháp, Diệp Thần nhìn quanh thân tách thả ra hung mang lụa đen cô gái. Phải mau sớm ngăn lại nàng, tiếp tục như vậy, mất trí, sợ rằng sẽ bị ngọc bội này xâm chiếm đi. Diệp Thần than thầm một tiếng không tốt. Cô gái trước mắt này trạng thái, cực kỳ giống khi đó bị âm ma thiên thạch chiếm đoạt thần trí, mắt lộ ra đỏ thắm vẻ hắn. Thiếu nữ lụa đen thống khổ quỳ xuống đất, co do thân thể vùng vẫy. Diệp Thần mới vừa tới gần một chút, cô gái nhưng là đứng dậy dành cho Diệp Thần sấm sét nhất kích. Nàng ở phòng bị ta, Diệp Thần lo lắng một tiếng hô to, giờ phút này ngọc bội ma khí vào cơ thể, chỉ có thể chính nàng để giải quyết, Diệp Thần một khi đến gần. Ngược lại sẽ trầm trọng hơn ma khí xâm lược. Ta không thể tạo sát nghiệt. Áo thun đen cô gái thống khổ co giúp ở bên tai bên trong nhưng là vang lên một món khác thanh âm đạm mạc. Tiếp nhận ta lực lượng, chu diệt này liêu. À, mãnh liệt cảm giác đau thời khắc ảnh hưởng thiếu nữ thần trí. Thời khắc này nàng tròng mắt chớp mắt, toàn thân toát ra ánh sáng khác thường. Nàng muốn tự bảo, Diệp Thần nhất thời cảm thấy không ổn, liền hướng thiếu nữ phóng tới. Ngọc bội kia bên trong tà mị lực lượng mắt gặp chủ thể muốn tự bạo, lại nữa làm dây dưa, lặng lẽ lui về ngọc bội bên trong. Ngọc bội lực lượng biến mất, thời khắc này thiếu nữ cũng là khôi phục thần trí, mắt gặp không cách nào ức chế tự bạo, nàng không cam lòng nhắm lại hai tròng mắt. Thời khắc này Diệp Thần giống như gió mát vậy phất qua thiếu nữ bên người, lại là hai ngón tay nhẹ nhàng điểm ở thiếu nữ trên trán, một cổ hào hùng lực lượng lại là đem nàng trong cơ thể thời khắc phun trào nổ lực lượng áp chế xuống. Cái này, thiếu nữ khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tự bạo lại vẫn có thể bị áp chế. Hai cổ lực lượng kích động va chạm, từ Diệp Thần cùng thiếu nữ quanh thân chấn động tản ra, thiếu nữ cái khăn che mặt giờ phút này cũng là bị sức lực gió thổi tán, lộ ra hình dáng.
tuyệt đẹp gương mặt bên trên, ngũ quan xinh xắn tô điểm, màu da trắng ngán, mắt đẹp lưu phán tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tám bộ phù đồ khí. Diệp Thần một trường huy động, một tòa Phật tháp từ hắn lòng bàn tay toát ra, hung hăng chấn rơi xuống đi. Hào hùng lực lượng ở Diệp Thần trên mình phun trào, hắn đem Phật tháp dùng để áp chế thiếu nữ tự bảo. Hô, một tiếng thở dài, rốt cục thì ổn xuống tình thế. Nhưng mà một giây kế tiếp, thiếu nữ sát chiêu đã tới. Nhưng giống nhau, vẫn như cũ là không dậy nổi chút nào tác dụng, từ Diệp Thần trên thân hình qua lại mà qua. Ta cứu ngươi, ngươi không cảm ơn cũng được đi, còn muốn giết ta. Diệp Thần nhìn trước mắt sát ý phủ đầy gương mặt thiếu nữ, cười hỏi nói. Ngươi còn không biết xấu hổ cười. Thiếu nữ trong mắt bên trong trải qua một chút dùng mình, dò ngó ta hình dáng người, chết. Vẫn như cũ là sát chiêu tới, Diệp Thần không tránh, mặc cho thiếu nữ giày vò. Trong đó vẫn không quên lời nói nhạo báng mấy câu. Hừ, tự tìm cái chết, thiếu nữ phát động mạnh nhất thế công, dao găm bên trên bổ sung thêm cắt nhỏ không gian chi lực quy luật. Có chút ý tứ, một giây kế tiếp, Diệp Thần lại nữa thở ơ, cái này một đao, thật có thể làm bị thương hắn, hắn không thể không nghiêm túc đối đãi. Thiếu nữ nghiêm túc quát một tiếng, ảnh gai. Dao găm tại chỗ biến mất, ngay tại Diệp Thần sững sốt một chút để gặp, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái sát khí lẫm liệt ngắn dao găm. Sắp đến Diệp Thần không cách nào né tránh, hủy diệt đạo ấn. Phá, cuối cùng trong nháy mắt, hủy diệt đạo ấn lực lượng ra chỉ ở Diệp Thần quanh thân. Đi chết đi, thiếu nữ khóe miệng dương lên lau một cái độ cong, bởi vì nàng đã nhìn thấy mình dao găm đâm vào Diệp Thần trên trán. Nhưng thiếu nữ vậy nụ cười trên mặt chưa hoàn toàn lộ ra, nhưng là bị theo sát phía sau trước mắt vẻ rung động thay thế. Chỉ gặp kẹp theo nàng tốc độ quy tắc lưỡi dao sắc bén mà lại ở Diệp Thần trán lúc đó, vỡ nát. Có thể rạch ra không gian lưỡi dao sắc bén, đâm không thủng một cái thân máu thịt nam tử. Giờ khắc này thiếu nữ, thật tuyệt vọng. Thời khắc này Diệp Thần mới là ngược lại hít một hơi khí lạnh, vậy mau đến vô biên sấm sét một gai, nếu không phải mình ra chỉ hủy diệt đạo ấn, chỉ sợ cũng phải bị mấy phần tổn thương. Con bé này, phải là một sát thủ, một kích này nếu là thả ở trong bóng tối, sợ rằng ta liền phản ứng chỗ trống cũng không có. Diệp Thần nội tâm chỗ sâu nhất dành cho thiếu nữ nhất đánh giá cao. Một sát thủ cùng mình chính diện ngạnh cương, phát ra một gai mình lại là suýt nữa mất mạng, hoàn toàn không tránh thoát. Thiếu nữ này, thật là khủng bố. Nhất kích mệt là thiếu nữ, lúc này sụi lơ đổ xuống đất, nàng hoảng sợ nhìn Diệp Thần, cái này một cái ảnh gai. Nhưng mà liền bách giả cảnh 6 tầng thiên cường giả đều là khó mà đề phòng, nhưng là bị Diệp Thần chính diện phá giải. Hai người nhìn nhau không nói, giờ phút này bầu không khí thật là vi diệu, chỉ gặp thiếu nữ ngọc bội bên hông lần nữa tách thả ra hung mang, thanh âm đạm mạc vang vọng ở Diệp Thần trận pháp bên trong không gian. Khặc khặc, may mà người cái thằng nhóc này, đã tiêu hao hết nàng trong cơ thể toàn bộ lực lượng. Tiếp nhận ta lực lượng đi, người có thể chém chết cái thằng nhóc này. Thiếu nữ quật cường thanh âm vang lên, ta khinh thường cùng ngươi cái này cùng tà ma nhập bọn. Ngọc bội thanh âm lần nữa cười như điên, truyền tới bản ý vị giọng, hiện tại ngươi tiếp nhận ta lực lượng, ngươi lập tức chính là âm ma thánh điện thực lực mạnh nhất thánh nữ, thậm chí tương lai trở thành âm ma thánh điện đứng đầu, cũng không phải không thể nào. Ngươi ta hợp lực, thiên hạ này đại khả đi được. Diệp Thần nghe vậy, trong lòng dị động, âm ma thánh điện. Cái này âm ma thánh điện hẳn cùng âm ma thiên thạch tồn tại liên hệ nào đó, khó trách âm ma thiên thạch ở giữa tồn tại sẽ chỉ dẫn tự mình tới này, xem ra cái này âm ma thánh điện chủ nhân, cùng năm đó đại ma chết, không thoát được quan hệ. Xí, trở thành cả ngày dựa vào phệ nhân máu mà sống quái vật, ta mới khinh thường. Thiếu nữ quật cường đứng dậy, quả quyết cự tuyệt nói. Nếu tốt nói khuyên giải ngươi không nghe, vậy ngươi cái này cái thân thể mềm mại ta liền thu nhận. Bây giờ ngươi nhưng mà liền tự bảo tư cách cũng không có. Khặc khặc. Vậy thanh âm đạm mạc bắt đầu cười như điên nói, thiếu nữ nghe vậy, quật cường gương mặt bên trên thoáng qua một chút tuyệt vọng thần sắc, nàng tươi đẹp gương mặt bên trên tràn đầy thảm trắng, cắn chặt môi, lau một cái đỏ thấm theo khóe miệng chảy xuống. Đợi nửa ngày, người rốt cục thì chịu đi ra, chính gặp thiếu nữ đang lúc tuyệt vọng, Diệp Thần nhưng là lên tiếng. Khặc khặc, thằng nhóc, ngươi thật sự có chút thủ đoạn. Liền Ngọc Khanh Âm cũng làm sao ngươi không được, bất quá, cái này cũng không thể trở thành ngươi cản rỡ lý do. Ta âm ma thánh điện làm việc,
không tới phiên một mình ngươi người ngoài đến quấy rầy. Ngay sau đó một cổ ngập trời tà ý bao phủ nguyên phiến trận pháp không gian. Ngươi cũng không phải là người nơi này, ngươi bố trí trận pháp, chỉ nửa canh giờ nữa vậy liền giải trừ, đến lúc đó, chính là đất chôn của ngươi. Khặc khặc, thiếu nữ nhợt nhạt gương mặt đã mất đi những ngày qua thần thái, sững sờ tại chỗ không nói một lời. Diệp Thần nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn trên hư không ngập trời tà ý lẩm bẩm thì thầm, cũng được, trước dính nhân quả, liền trước từ ngươi trên mình đòi lại đi. Nếu âm ma thánh điện và vật kia nhân quả dính, vậy sợ rằng đối phó ngươi không cần cửu thiên thần thuật. Một khắc sau, Diệp Thần lại không những ngày qua lãnh đạm cảm giác, cả người quanh thân tản ra nồng nặc đỏ thắm sát khí. Cặp mắt bên trong, đều là dâng lên đỏ thắm con mắt, hai hàng máu nước mắt không bị khống chế vậy xông ra. Tựa hồ là âm ma thiên thạch vậy hỉ cực nhi khắp ý chí ảnh hưởng thời khắc này Diệp Thần. Hắn ma khu chấn động một cái, vậy ngập trời tà ý lại là bị đánh tan đi. Cái này không thể nào, âm ma thiên thạch làm sao có thể còn ở nhân gian, lại vẫn thành công trạch chủ. Không thể nào, không thể nào. Trong hư không, thiếu nữ ngọc bội bên trong một món tà niệm lại cũng không khống chế được kinh hãi giọng, luôn miệng sợ hãi nói. Hóa thành lau một cái lưu quang, liền muốn chui hướng ngọc bội bên trong. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nhàn nhạt nói, không phải mới vừa muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Dứt lời, sát khí ngất trời ngưng kết thành một cánh tay, đem thiếu nữ ngọc bội bên hông đoạt lấy. Sau đó chỉ là vặn nhẹ nhàng, thần bí kia chất liệu lại phù văn đầy khắc ngọc bội lại là bị miễn cưỡng bóp vỡ. À, một tiếng gào thét rung động vòng vũ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngọc Khanh Âm giữa eo khối kia quỷ dị ngọc bội phát ra thanh âm hoảng sợ, bây giờ nó xác định, Diệp Thần có thể không phí nhiều sức đem nó miễn cưỡng luyện hóa, cái này làm cho nó làm sao có thể không sinh lòng khiếp ý. Diệp Thần giờ phút này quanh thân đều bị âm ma thiên thạch lực lượng bao trùm, hắn bước ra một bước, nói ta là luân hồi chi chủ, cũng là âm ma thiên thạch đứng đầu. Một giây kế tiếp, động tác trên tay chút nào chưa từng dừng lại. Vậy ma hóa cánh tay đem ngọc bội bên trong hắc ám lực lượng một cái kéo ra, Diệp Thần nơi đan điền, một viên sâu màu đen đá hóa thành một cái màu đậm vòng xoáy, đang không ngừng quanh quẩn. Không, không muốn. Thanh âm hoảng sợ vang lên lần nữa. Ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi, cầu ngươi thả qua ta. Sợ hãi tâm trạng nảy sinh, quỷ dị kia ngọc bội bên trên lại xuất hiện chấm vết rách, lại còn đang không ngừng lan tràn, nó chẳng muốn liền như vậy chết đi. Thả ta thấy mặt trời lần nữa, ta nguyện ý đi theo tại ngươi. Một tiếng quát to, kêu gào thê lương tiếng dưới vào Ngọc Khanh Âm tai, ở Diệp Thần như cũ lãnh đạm nhìn chăm chú bên trong, phong cách cổ xưa kia lại tản ra khí tức quỷ dị ngọc bội phát ra âm. Một tiếng vang nhỏ, trong phút chốc hóa là lau một cái phấn vụn. Không chỗ nương thân hắc ám năng lượng lại cũng không cách nào chống cự vòng xoáy hấp lực, trong thoáng qua chính là bị Diệp Thần thu vào đan điền, giống như châm nhỏ nhập biển. Tung không dậy nổi chút gợn sóng nào. Vậy bi thảm tiếng kêu gào cũng là sau đó hơi ngừng. Từ đầu tới đuôi không nói một lời Diệp Thần giờ phút này nhắm lại hai tròng mắt, mấy tức tới giữa, trên mình ma ý tiệm xu rút đi, trùng tiêu vậy sát ý cũng là liếm hết sức, hai tròng mắt chỗ trong veo trong suốt, rất nhiều một bộ mạch thượng nhân như ngọc, công tử đời vô song nhã trí cảm tưởng. Cái này một trước một sau mãnh liệt so sánh tương phản, rung động thật sâu mắt thấy hết thảy phát sinh Ngọc Khanh Âm. Giờ khắc này thiếu nữ mới rõ ràng, cái này nhìn như chỉ có hoàn chân cảnh người, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Cùng hắn đối nghịch, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Này, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngay tại thiếu nữ Ngọc Khanh Âm vẻ mặt hoảng hốt để gặp, Diệp Thần nhưng là lần nữa đưa mắt đặt ở thiếu nữ trên mình, cười hỏi. Ngọc Khanh Âm tê liệt ngồi dưới đất, lúc trước một kích kia mang đến cho mình cảm giác mệt mỏi còn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Nàng lúc này còn không cách nào tự do hành động. Mắt gặp Diệp Thần từng bước một ép tới gần, nàng co do thân thể cái mông về phía sau điên cuồng di động, dẫu sao mới vừa rồi hắn chiếm đoạt ngọc bội lúc vậy sát thần vậy làm người sợ hãi vẻ mặt còn rành rành trong mắt, mặc dù giờ phút này nhìn qua không có như vậy uy hiếp. Thiếu nữ vội vàng lắc đầu một cái, không suy nghĩ lung tung nữa. Diệp Thần thấy vậy, không khỏi mỉm cười. Mới vừa rồi bộ dáng kia, liền liền Linh Nhi trước đây lần đầu tiên thấy lúc đó, cũng cho là mình nhập ma, cũng khó trách con bé này sẽ có như vậy phản ứng. Ta kêu Diệp Thần,
sở dĩ tìm được ngươi chính là bởi vì ngươi bên hông khối ngọc bội kia. Diệp Thần không gần thêm nữa Ngọc Khanh Âm, cách đối diện nàng mấy chục mét, ngồi xếp bằng, mình nói liên tục. Mà cùng lúc đó, Nhâm Phi Phàm tròng mắt mở ra. Hắn nhìn một cái Diệp Thần phương hướng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói, là ta không có suy nghĩ kỹ càng, trên mình ngươi còn có vậy âm ma thiên thạch. Vậy âm ma thiên thạch, đổ là cố ý muốn dẫn nhập ngươi bàn cờ này, bất quá đối với ngươi mà nói, hoặc giả là chuyện tốt. Ở ta thương thế hoàn toàn khôi phục trước, theo ngươi đi, nói không chừng cái này mấy ngày ngươi sẽ có không tưởng được thu hoạch. Nếu như, những lão gia hỏa kia dám ở chỗ này đối ngươi ra tay, vậy ta trực tiếp giúp ngươi xóa đi chính là. Nói xong, Nhâm Phi Phàm lần nữa nhắm lại trong mắt, tiếp tục khôi phục thương thế. Cùng lúc đó, cùng thất lạc chi hải cách nhau trăm ngoài vạn dặm một nơi cấm địa bên trong. Hống! Một tiếng không biết tên gào thét chấn động chân trời, cả dãy núi đều là vì sôi trào, thời khắc này âm ma thánh điện gần ngàn môn đồ đều là cảm thấy giọng chỗ một ngọt, phun một ngụm máu tươi vẩy ra. Đại trưởng lão, không xong! Cấm địa! Điện chủ bế quan cấm địa, phát ra khó hiểu vang động. Một đám đệ tử cuống cuồng bận bịu hoảng liền lăn một vòng sông về đại điện. Vậy rét lạnh u ám trên đại điện, ông già áo bào đen nhẹ nhàng vuốt râu, trước mắt vẻ ngưng trọng. Điện chủ từng nói bế quan, không dòm ngó gặp cái vật kia không bỏ qua, trừ phi. Ông già tròng mắt bên trong sạch bóng chớp mắt, chợt tay áo vung tay lên, trong nháy mắt ngăn cách tiếng gào rung trời. Kết giới, bóng người tại chỗ chạy trốn xa đi. Mấy tên giữ núi đệ tử chố mắt nhìn nhau, cái này. Đây cũng là đại trưởng lão thủ đoạn sao? Xuyệt, nghe bế quan điện chủ so đại trưởng lão mạnh hơn. Chẳng lẽ điện chủ muốn xuất quan? Vậy có phải hay không thời tiết muốn thay đổi? Rất nhanh ông lão bóng người xuất hiện ở cấm địa phía trên, đầu tiên là vững chắc gần như vỡ nát kết giới, sau đó đem trông chừng cấm địa đã hôn mê đệ tử đưa ra nơi đây, hồi tưởng lại, sắc mặt cung kính chờ đợi cái gì? Không lâu lắm, một vị mặc màu đỏ tươi trường bào tóc đen thiếu niên chân không từng bước tự kiềm chế đi ra. Tuấn giật gương mặt bên trên, ngũ quan xinh xắn cho người một loại như mộng như ảo cảm giác. Thiếu niên liếm liếm khô đét môi, nâng lên mình vậy không có chút huyết sắc nào hai cánh tay, mười ngón tay nhẹ nhàng cầm hợp, tham lam hô hấp trong núi không khí. Ông già cúi đầu không nói, an tĩnh chờ đợi. Ta bế quan bao lâu? Màu máu trường bào thiếu niên khẽ mỉm cười, cho người một loại tà mị cảm giác, nhưng thanh âm bên trong nhưng là để lộ ra đầy đủ kinh thế sự bể dâu cảm giác. Cùng hắn vậy tuấn giật trẻ tuổi tướng mạo, hoàn toàn xa lạ. Tuy và vậy đế thích vạn diệp cùng là thiếu niên mặt mũi, nhưng khí chất nhưng là hoàn toàn không cùng. Một bên ông già cung kính cúi đầu, điện chủ, ngài đã bế quan 500 năm có thừa. Màu máu trường bào thiếu niên liếm liếm môi, đang nhìn mình hai tay, khàn khàn thanh âm nói, trong núi ngủ một ngày, trên đời đã ngàn năm. Điện chủ ngày xưa từng nói, không dòm ngó vậy phương thế giới không vào đời. Hôm nay nhưng mà, ông già áo bào đen chính là hôm nay âm ma thánh điện đại trưởng lão, tu vi cường đại dường nào, liền hắn giờ phút này cũng không nhìn ra trước mặt cái này nhìn như thiếu niên điện chủ chân chính cảnh giới. Chẳng lẽ điện chủ thật đột phá thành công? Màu máu trường bào thiếu niên đầy đủ kinh thế sự bể dâu trong mắt bên trong trải qua vẻ tiếc nuối, chứng đạo thành thần, nói dễ vậy sao? Nhưng trong thoáng qua, hắn trong ánh mắt lại có vẻ hung quang, khặc khặc cười một tiếng. Bất quá, cũng sắp. Điện chủ lời ấy là, ông già áo bào đen chẳng biết tại sao nhà mình bế quan này trăm năm lão tổ tông lại đột nhiên ra lời ấy. Gần đây tộc ta có từng có người đi thất lạc chi hải. Âm ma điện chủ lên tiếng hỏi nói. Ông già áo bào đen ánh mắt híp một cái, suy nghĩ một phen trầm giọng nói, đích xác có, gần đây ta điện hắc ám thánh nữ cùng U Thiên Điện thông ra, đã là ở phía trước đi thất lạc chi hải trên đường, coi là tính thời gian. Cũng kém không nhiều đến. Thì ra là như vậy, âm ma điện chủ một bộ bừng tỉnh hiểu ra vẻ mặt, bọn họ có thể đã gặp nạn. Ông già áo bào đen nghe vậy nơi nơi kinh nghi, nói, điện chủ, cái này. Chuyến này chính là con ta tự mình dẫn đội, hắn thực lực theo lý mà nói hẳn sẽ không xảy ra vấn đề. Âm ma điện chủ nhưng là khoát tay một cái, vậy biến mất vô số kỷ nguyên âm ma thiên thạch xuất thế. Ông già chỉ là nghe này một lời. Kích động bò lổm ngổm trên đất, hướng về phía thiếu niên liền liền mấy cái vang đầu nói năng có khí phách. Chúc mừng điện chủ, sắp chứng đạo. Thánh nữ trên mình ngọc bội có theo dõi tác dụng,
điện chủ phải chăng nên ra tay? Ông già áo bào đen con ngươi vừa chuyển, đề nghị. Âm ma điện chủ khịt mũi coi thường, nói, vậy phá đồ chơi đã bị xóa bỏ. Vậy thiếu niên vậy bộ dáng nét mặt biểu lộ lau một cái độ cong, thông báo U Thiên Điện, để cho bọn họ vậy ba cái lão bất tử tự mình ra tay lùng bắt hắc ám thánh nữ. Nếu như làm trễ nãi đại sự của ta, U Thiên Điện liền chờ diệt môn đi. Hình ảnh quay về. Diệp Thần và Ngọc Khanh Âm coi như là hiểu lầm tháo ra. Nói như vậy, người thật sự là âm ma thiên thạch đứng đầu. Thế gian lại thật có âm ma thiên thạch. Ngọc Khanh Âm nhìn hiện tại trước mắt người vô hại Diệp Thần, cùng mới vừa rồi so sánh, đích xác là chừng như hai người. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, lại nữa làm dư thừa lời nói giải thích. Đây là, Ngọc Khanh Âm nhưng là vùng vẫy đứng dậy, hướng về phía Diệp Thần cung kính một bái, âm ma thánh điện hắc ám thánh nữ Ngọc Khanh Âm, bái kiến điện chủ. Cái này một tí đến phiên Diệp Thần có chút tay chân luống cuống cái gì? Cái gì điện chủ? Thiếu nữ lúc này mới lên tiếng giải thích, tổ tiên lưu lại giáo huấn, nắm giữ âm ma thiên thạch, là được trở thành thánh điện đứng đầu. Âm ma thánh điện, Diệp Thần không khỏi được nhíu mày, xem ra cái này âm ma thiên thạch sau lưng, dính dấp rất rộng, xa so mình tưởng tượng phức tạp hơn. Thiếu nữ Ngọc Khanh Âm gặp Diệp Thần không biết chuyện chút nào hình dáng. Cũng là chịu nhịn tính tình giải thích, âm ma thiên thạch chính là thời đại hồng hoang liền sinh ra thánh vật, hắn thứ nhất đảm nhiệm chủ nhân thu phục ma thạch sau đó, thực lực đại tăng, sáng lập âm ma thánh điện, từ đó khai tông lập phái, để lại truyền thừa. Nhưng tựa hồ âm ma thiên thạch chủ nhân, theo con đường tu luyện tràn vào sâu, dễ dàng bị ma thạch ăn mòn, không biết cớ gì, mỗi đảm nhiệm ma thạch đứng đầu, cuối cùng đều là bạo thể mà chết. Diệp Thần nghe vậy. Đổ là một bộ thì ra là như vậy rõ vẻ mặt, nhẹ giọng nói, không nghĩ tới, âm ma thiên thạch còn có như vậy truyền thuyết. Chỉ nghe được thiếu nữ Ngọc Khanh Âm tiếp tục nói, từ sau đó, ma thạch chính là một mực bị thánh điện thu giấu, mỗi một giới thánh điện thiên tuyển chi tử, thông qua nửa tầng tầng khảo hạch sau đó, mới có thể có tư cách tiếp xúc ma thạch. Chỉ như vậy, ma thạch mỗi một đảm nhiệm chủ nhân, đều là xuất thân từ thánh điện tuyệt đỉnh thiên tài, có này ma thạch bằng thân. Hơn nữa mỗi một giới ma thạch đứng đầu yêu nghiệt thiên phú, chỉ như vậy từng đời một truyền thừa, âm ma thánh điện trở thành một cổ đỉnh lưu thế lực. Ở thật lâu kỷ nguyên bên trong, âm ma thánh điện ra đời hai đại tuyệt thế thiên tài, sáng hay tối. Ở cuối cùng tỷ thí bên trong, quang thắng được, mà ám thì là trở thành người thất bại, nhưng âm ma thiên thạch, nhưng là lựa chọn ám. Ở sau cùng trong nghi thức, quang đem ma thạch mang đi, cuối cùng rơi xuống không rõ. Mà ám chính là lựa chọn bế quan, đến nay ở thánh điện đều là chưa từng lộ mặt. Lần nữa gặp nhau, người đã thành ma thạch đứng đầu. Ngọc Khanh Âm thần sắc phức tạp nhìn Diệp Thần, trong này bất hòa, xa không phải hai, ba câu nói có thể giải thích rõ. Như thế nói, năm đó quang nhất mạch sử ra thánh điện. Lại vì sao sẽ để cho âm ma thiên thạch xuất hiện ở hoa hạ? Diệp Thần hỏi nói, một nhóm người lựa chọn đi theo quang đi. Một nhóm người khác chính là lưu lại, bọn họ chỉ thờ phượng ma thạch. Nhưng hôm nay ma thạch rơi xuống không rõ, liền do đại trưởng lão tạm được điện chủ chức, mong đợi âm ma thiên thạch lần nữa trở về một ngày. Diệp Thần trong lòng có quá nhiều nghi ngờ. Đế thích thiên tâm ma phân thân ở hoa hạ coi như là giải quyết. Nhưng cái này âm ma thiên thạch cuối cùng tràn đầy quá nhiều không biết. Hắn vì sao sẽ xuất hiện ở hoa hạ? Chẳng lẽ là cái này cái gọi là quang bố trí? Luân hồi bố trí ban đầu đều ở đây hoa hạ, đối phương như vậy, vậy không phải là không thể hiểu. Cũng hoặc là nói, âm ma thiên thạch xuất hiện ở hoa hạ, linh khí dị biến, đều là bởi vì mình. Diệp Thần lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, trong này chân thực quá mức phức tạp, dưới mắt chỉ có thể đi một bước lại xem một bước. Hai người đối thoại lúc đó, bên người trận pháp không gian một hồi vặn vẹo, Diệp Thần ngưng trọng nói, hư. Chiến đấu mới vừa rồi trước thời hạn trầm trọng hơn liền trận pháp tan vỡ. Bất quá hai, ba câu nói công phu, Diệp Thần cùng Ngọc Khanh Âm bóng người liền là xuất hiện ở bí mật trong rừng, chính là lúc trước âm ma thánh điện các người chú đóng doanh trại. Vậy nhốt áo bào đen hộ pháp đại trận, còn có thể kéo dài bao lâu? Ngọc Khanh Âm khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét, lúc trước trận chiến ấy, nàng đã là kiệt lực. Nếu như hiện tại giao chiến, không khác nào tự tìm đường chết. Diệp Thần cũng là sắc mặt ngưng trọng, hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái, sợ rằng kéo dài không được quá lâu, tối đa nửa giờ. Xem ra phải chính diện giao thủ. Diệp Thần trầm tư hồi lâu,
trịnh trọng nói. Ngươi điên rồi, Ngọc Khanh Âm đây cũng không phải huynh hoang, bằng vào Diệp Thần cái này hoàn chân cảnh tu vi, bất luận hắn yêu nghiệt đi nữa, đều là không thể nào chiến thắng chân chính bách giả cảnh cường giả. Ca ta hẳn ở vùng lân cận, ngươi cùng bọn họ hợp lực, hẳn có thể ngăn cản áo bào đen hộ pháp. Ngọc Khanh Âm vội vàng đề nghị. Không còn kịp rồi, Diệp Thần đang muốn mở miệng, nhưng là thấy một bóng người đã là đứng ở trước mắt hai người, hắn thấp giọng dặn dò thiếu nữ, ngươi giấu, tìm cơ hội một kích chí mạng. Diệp Thần nhưng là dẫn đầu làm khó dễ, vừa định sử dụng thiên kiếm, vừa nghĩ tới Nhâm Phi Phàm giao phó, vẫn là đổi khác vũ khí, một đạo kinh thiên kiếm ý hướng áo bào đen hộ pháp phóng tới. Áo bào đen hộ pháp mới từ đại trận bên trong thoát thân ra, còn chưa phục hồi tinh thần lại, chính là bị Diệp Thần đột nhiên nhất kích, đổ bay ra. Lần nữa đứng yên thân hình, nhưng là phát hiện Diệp Thần một người đứng ngạo nghễ, quanh thân, chính là lúc trước chú đóng doanh trại vùng lân cận, xem ra là trận pháp lực tiêu tán. Hừ, áo bào đen hộ pháp hừ lạnh một tiếng, liếc xéo trước Diệp Thần, chính là ngươi cái thằng nhóc này trợ giúp thánh nữ chạy trốn. Chính là hoàn chân cảnh, còn dám tới chịu chết. Áo bào đen hộ pháp điên cuồng gào thét một tiếng, hướng về phía Diệp Thần một trường bổ tới. Hắn cũng không dùng suất toàn lực, ở hắn xem ra, Diệp Thần tu vi chân thực để cho hắn không để được bất kỳ hứng thú. Diệp Thần hư linh thần mạch và xích trần thần mạch hội tụ, giống vậy một trường đánh ra. Hai tướng đối kháng dưới, Diệp Thần lại chút nào không rơi hạ phong. Giờ phút này ẩn thân tại hư không thiếu nữ Ngọc Khanh Âm chính là âm thầm thán phục, Diệp Thần thân xác lực và lực lượng lại mạnh mẽ như vậy. Nhưng cuối cùng là hoàn chân cảnh, Diệp Thần tiệm xu rơi vào hạ phong. Áo bào đen hộ pháp khẽ cau mày, hướng về phía Diệp Thần nói, người bất quá hoàn chân cảnh, thân xác lại cường đại đến như vậy trình độ, đủ để kiêu ngạo. Áo bào đen hộ pháp nhìn Diệp Thần trên mình vậy nhìn thấy mà giật mình vết thương đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, không khỏi có chút tối từ chắt lưỡi. Thằng nhóc này có vấn đề, tốc chiến tốc thắng. Áo bào đen hộ pháp đã quyết định chủ ý, quanh thân hắc vụ tràn ngập. Sương mù ẩn vặn cổ. Theo một tiếng quát chói tai, áo bào đen hộ pháp bóng người dần dần dung nhập vào sương mù dày đặc bên trong, biến mất không gặp, nhưng thanh âm nhưng là không ngừng truyền tới, thật tốt nhận thức một tí chết ở hắc ám bên trong thống khổ đi. Sương mù dày đặc bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón. Từng cơn gió nhẹ lướt qua, Diệp Thần lại có một loại như mộc gió xuân vậy cảm giác, nhưng một giây kế tiếp, hắn thân xác đã là bị mổ ra tới, tí ti đỏ thấm kích động ra. Nhưng chợt Diệp Thần thân thể ở linh bia và bát quái thiên đan thuật cùng với cường đại sức khôi phục hạ, liền bắt đầu dần dần khôi phục. Đáng ghét, không thấy xuyên hư vô này. Thời khắc này Diệp Thần trong cơ thể linh lực đang nhanh chóng trôi qua, một khi khô kiệt, hắn đem rơi vào cục diện bị động. Âm thầm Ngọc Khanh Âm xúc thế đãi phát, nhìn phía dưới một đoàn hắc phụ, nàng cũng có chút không biết rõ bên trong tình huống, như tính bây giờ, chỉ có ra tay. Ảnh gai. Lại là một cái tuyệt sát. Trong nháy mắt, áo bào đen hộ pháp bóng người đổ bay ra, ở trước ngực hắn, bất ngờ là một cái máu rầm rề lỗ nhỏ, nhập vào cơ thể ra. Đáng ghét, áo bào đen hộ pháp xa xa không nghĩ tới, âm thầm vẫn còn có người xuất thủ tương trợ Diệp Thần, mà đây muốn giết mình người, vẫn là âm ma thánh điện người. Chỉ có âm ma thánh điện người, mới sẽ biết mình sơ hở và nhược điểm. Lần này, hắn bị thương cực kỳ nặng. Thánh nữ. Áo bào đen hộ pháp thấy rõ ràng người xuất thủ sau đó, không khỏi có chút bất ngờ, trước ngực cửa hang còn đang ồ ồ xông ra máu, người trung niên nhưng là một bộ không ảnh hưởng chút nào dáng vẻ, hướng về phía Ngọc Khanh Âm trầm giọng nói, người dám can đảm phản bội thánh điện. Ta không có phản bội thánh điện, Ngọc Khanh Âm giờ phút này trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm áo bào đen hộ pháp hành động, hôm nay Diệp Thần sống chết không biết trước, nàng phải đứng ra. Âm ma thánh điện giết ta phụ mẫu. Còn ngông muốn lợi dụng ta tới cùng U Thiên Điện kết minh, đơn giản là không bằng cầm thú, các ngươi đều đáng chết. Áo bào đen hộ pháp ngược lại là trong mắt có vẻ kinh ngạc, ngươi lại khôi phục trí nhớ. Nhưng trong thoáng qua hắn lại là lạnh nhạt mở miệng nói, đã như vậy, ngươi liền ngoan ngoãn đi chết đi. Âm Ngọc, còn chưa động thủ. Áo bào đen hộ pháp hét lớn một tiếng, nhưng là không gặp có chút nào động tĩnh. Lại nhìn chăm chăm nhìn một cái. Vậy treo ở thiếu nữ ngọc bội bên hông, đã sớm chẳng biết lúc nào mất đi bóng dáng. Ngọc, ngọc bội. Ngươi là ở tìm khối kia phế vật ngọc bội sao? Nó đã tiêu tán thế gian.
Diệp Thần bóng người giờ phút này từ trong bóng tối đi ra, Ngọc Khanh Âm nghe được Diệp Thần nói chuyện vậy một sát, mới là yên lòng. Sao, làm sao có thể, áo bào đen hộ pháp khó có thể tin nhìn Diệp Thần, Âm Ngọc chính là điện chủ tự mình luyện chế ma linh, làm sao có thể bị người phá hoại. Diệp Thần nhưng là mở miệng đáp, ngươi chưa cần thiết phải biết. Dứt lời, Diệp Thần hai tay mơ hồ có thế giới vô biên mênh mông khí tượng nổi lên, chuẩn bị thi triển Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng, trực tiếp phá đánh ra. Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng cực kỳ cương mãnh, có thể nói là đệ nhất thiên hạ, chỉ cần không phải quá mức nghịch thiên tồn tại, đều có thể một trưởng đánh bể, lúc tối bảo hộ pháp hôm nay trạng thái, đang bị Ngọc Khanh Âm sơ hở sau đó, kém không nhiều cũng chỉ có thể phát huy bách giả cảnh 4-5 tầng thiên thực lực, không đủ gây sợ hãi. Nhưng vào lúc này, thương khung xuất hiện một vòng huyết nguyệt. Diệp Thần trong lòng lột bột một tí, cái này sợ rằng là Nhâm Phi Phàm nhắc nhở, chợt hắn con ngươi đông lại một cái, không dự định thi triển Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng, mà là thi triển 9 tầng hủy diệt đạo ấn. Đụng, ta huyết mạch bên trong, lại có hủy diệt đạo ấn lực lượng. Hắn mở to con ngươi, còn muốn vùng vẫy cái gì, nhưng là thẳng tắp té xuống. Một đời cường giả, lúc này chết. Hô! Diệp Thần liền lật kịch chiến, mấy cái lảo đảo rồi mới miễn cưỡng đứng yên, nhưng chợt cảm giác được phương xa lại là vài cổ khí tức mạnh mẽ truyền tới. Là U Thiên Điện người đuổi tới. Ngọc Khanh Âm lo lắng hô to, nhất định là trước kia chiến đấu đưa tới sự chú ý của đối phương. Ngay tại lúc này, một người đàn ông mang mấy vị hơi thở không kém võ giả đi tới Diệp Thần và Ngọc Khanh Âm bên người. Không còn kịp rồi, các ngươi đi trước, nghĩ biện pháp đến Thất Lạc Chi Hải. Chúng ta có biện pháp rời đi. Nam tử chỉ là lạnh lùng bỏ lại một câu nói, liền dẫn đầu hướng phía trước liều chết xung phong đi. Diệp Thần chính là mang Ngọc Khanh Âm hướng một phương hướng đi. Hai tiếng sau đó, một cái phá lộ trong hang núi. Truy đuổi giết người chúng ta một mực không ngừng, những người này thật giống như có mắt sau lưng như nhau, có thể tùy thời phong tỏa chúng ta vị trí. Diệp Thần bóng người từ bên ngoài sơn động trở về. Lãnh đạm gương mặt bên trên có chút ngưng trọng. Rất hiển nhiên, hắn lại là giải quyết một sóng truy binh, cái này nửa ngày tới, đã là đợt thứ ba. Hiện tại tạm thời an toàn, thần thức đảo qua, Diệp Thần xác định chu vi trăm cây số bên trong lại không cường đại sinh mạng hơi thở, lúc này mới an ngồi xuống. Ngọc Khanh Âm nhìn Diệp Thần, bởi vì mấy phen liền chiến, quần áo trên người đã là rách dưới không chịu nổi, bộc lộ ra bắp thịt đường cong buộc vòng quanh độ cong hoàn mỹ. Trên đó vết thương đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tự khỏi bệnh. Đây chính là người thân xác sao? Ngọc Khanh Âm tự lẩm bẩm, nếu như không phải là như vậy, thông thường thân xác sợ là đã sớm một số gần như vỡ nát chứ. Người ngày hôm nay nói, âm ma thánh điện giết người phụ mẫu. Diệp Thần lại nữa quản mình thương thế trên người, cầm trong tay nhánh cây, hướng về phía một bên đống lửa, nhẹ nhàng nôn nao trước. Cách nóng rực lửa mang. Ngọc Khanh Âm sắc mặt ánh chiếu ra ánh sáng màu đỏ, nàng nhẹ giọng nói, chúng ta tuy là thánh điện thánh nữ, nhưng chẳng qua là thành tựu âm ma thánh điện phát triển thế lực công cụ thôi. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì là chúng ta có tu luyện trên thiên phú, cho nên mới được tuyển ra thi hành tất cả loại nhiệm vụ. Ta phụ mẫu bị âm ma thánh điện người giết, bọn họ phong ấn ta trí nhớ, nhưng trời xui đất khiến dưới, vẫn bị ta giữ nguyên. Ta ẩn núp ở âm ma thánh điện nhiều năm, một mực tìm cơ hội. Nhưng khổ nổi thực lực bản thân nhỏ, hôm nay càng bị làm công cụ cùng U Thiên Điện thông ra. Cho nên ta lúc này mới quyết tâm thoát khỏi, ngay tại gặp phải ngươi trước, hôm nay, ta bản liền dự định muốn chạy trốn, ca ca cũng là ở bên này tiếp ứng ta. Nói đạt tới nơi này, hai hàng nước mắt ở Ngọc Khanh Âm mặt không cảm giác gương mặt bên trên chậm rãi chảy xuống. Không có phản kháng chỗ trống sao? Diệp Thần nhẹ giọng hỏi nói. Ta trong cơ thể từ khi ra đời dậy liền bị trung hạ liền huyết mạch cấm chế, cho nên bỏ mặc như thế nào đều là một con đường chết thôi, ta chẳng qua là không cam lòng, muốn phải chết oanh oanh liệt liệt một ít. Huyết mạch cấm chế một khi phát tác, ta linh hồn sẽ bị hoàn toàn xóa bỏ, mà khối ngọc bội kia chính là sẽ thay thế ta, trở thành mới Ngọc Khanh Âm tiếp tục thi hành nhiệm vụ, cái này thông ra cũng giống vậy, vô luận như thế nào, ta cũng kháng cự không được. Thiếu nữ giờ phút này có giúp ở bên cạnh đống lửa. Một cổ sâu trong nội tâm tự nhiên nảy sinh cảm giác vô lực thật sâu đập trước nàng nội tâm. Ta biết, sở dĩ những người này có thể tìm được chúng ta, chính là bởi vì trên mình ngươi huyết mạch cấm chế nguyên nhân. Diệp Thần chính xác bắt được Ngọc Khanh Âm nói trong đó hữu hiệu tin tức. À,
liền liền Ngọc Khanh Âm tự mình cũng là một mặt nghi ngờ. Cũng được, ta có thể thử một lần, giúp ngươi giải trừ huyết mạch này cấm chế. Diệp Thần suy nghĩ luôn mãi, đứng dậy nhẹ giọng nói. Thiếu nữ nghe vậy, nhưng là trong mắt bên trong dâng lên một chút hy vọng, nhưng trong thoáng qua nàng lại là cúi thấp đầu xuống, mặc dù ngươi là âm ma thiên thạch đứng đầu, nhưng cấm chế này chính là thánh điện đứng đầu tự mình bày ra, ta không muốn liên lụy ngươi. Diệp Thần nhưng là cười khẽ, ngươi tuân ta một tiếng điện chủ, ta tự làm cứu ngươi. Coi như không cứu được ngươi, ta ở đây cũng không phải là một người, ta chỗ dựa vững chắc sợ rằng so ngươi vị kia điện chủ còn kinh khủng hơn hơn. Diệp Thần nói dĩ nhiên là Nhâm Phi Phàm. Hiện tại Nhâm Phi Phàm ở chữa thương, hắn không tiện quấy rầy, nhưng nếu là mình thật xảy ra chuyện, Nhâm Phi Phàm tất nhiên sẽ xuất thủ. Còn như vậy âm ma thánh điện điện chủ và Nhâm Phi Phàm ai mạnh, Diệp Thần vô cùng khẳng định, tất nhiên là Nhâm Phi Phàm. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, mặc dù không tin Diệp Thần có cái gì chỗ dựa vững chắc, nhưng hai viên hổ nha cười một tiếng dưới lại cũng không che giấu được, nói ta cũng chỉ là tuân thủ phụ mẫu di mệnh thôi. Ngươi không động, ta thử một chút xem. Diệp Thần nơi đan điền, âm ma thiên thạch hơi thở lan tràn ra, một cổ u ám năng lượng hóa thành tí ti khói xanh nhập Ngọc Khanh Âm thân thể, bắt đầu dò xét. Rất nhanh Diệp Thần chính là phát hiện, ở thiếu nữ trên đan điền, một cái tối tăm phù văn khác ở trên đó, phát ra ám ánh sáng màu vàng. Chỉ cần thi người phẫu thuật dẫn động cấm chế, như vậy cổ lực lượng này một khi ở trong đan điền bạo tán ra, cho dù ngươi là cường đại dường nào tu giả, cũng được bạo thể mà chết. Âm ma thiên thạch năng lượng bao trùm trên đó, vẻn vẹn chỉ là tháo đi phù văn nửa sừng, cũng đã là tiêu hao hầu như không còn. Diệp Thần mở ra hai tròng mắt, lại thi triển bát quái thiên đan thuật, nhưng vẫn là thất bại. Thất bại? Vẫn là không được sao? Nhất tuyệt vọng sự việc không ai bằng thấy hy vọng lại lần thất vọng, Ngọc Khanh Âm cúi đầu, cuối cùng vẫn là trốn không ra. Không, ta ý phải, này cấm chế có thể rõ ràng, nhưng cần thời gian. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, chắc chắn nói. Có thật không? Thiếu nữ nghe vậy, lần nữa nhìn về Diệp Thần trong con ngươi, hiện đầy trong veo. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, nói, ở chỗ này trước, ta còn cần lần nữa bố trí đại trận. Cùng lúc đó, một chỗ khác. Như thế nào, có từng điều tra được Hắc Ám Thánh Nữ rơi xuống? Thời khắc này Thất Lạc Chi Hải hòn đảo bên trên, trải rộng U Thiên Điện thám tử. Có người quấy nhiễu, nhưng người chúng ta đã từng bắt được hơi thở yếu ớt chập chờn, ngay tại Thất Lạc Chi Hải vùng lân cận. Một cái dẫn đầu bộ dáng trẻ tuổi nam tử đứng chắp tay, yên tĩnh lắng nghe thuộc hạ tiếng báo cáo. Vậy mấy cái chống cự tiểu tử đâu? Hồi Hàn đại nhân, vẫn còn đang trốn vọt bên trong, bất quá cầm đầu cái thằng nhóc đó bị thương, phỏng đoán trốn không xa. Cầm đầu vậy được gọi vì đại nhân trẻ tuổi nam tử hừ lạnh một tiếng, trên mình tản mát ra lanh lợi sát ý, một đám phế vật. Thiếu chủ tới liền lập tức, các ngươi liền mấy cái tạp trùng cũng không bắt được, ta tự mình đi trước, các ngươi tiếp tục tìm kiếm Hắc Ám Thánh Nữ. Cả đám lĩnh mệnh đi. Hàn Phong khôi giáp ở kiều nguyệt trói lọi ánh chiếu dưới, sắc bén ảnh xạ. Tại trời sáng thiếu chủ đuổi trước khi tới, bắt lại các ngươi. Hàn ánh mắt hơi đông lại một cái, thân hình chớp mắt, tại chỗ biến mất. Lúc này, Ngọc Khanh Âm ca ca giờ phút này cũng không dễ chịu. Lão đại, các huynh đệ cũng, Tiểu Ngũ đứng ở tay cầm cương thương người đàn ông đồ đen trước người, hai tay phủ đầy máu tươi, ở bên người hắn, là mấy tên ý khí phấn phát người tuổi trẻ thi thể. Thân sắc bình thản, nhưng cũng đã là sức sống mất hết. Tiểu Ngũ, ta thật xin lỗi các ngươi. Giờ khắc này, người đàn ông đồ đen nắm chặt cương thương không dừng được run rẩy, giờ phút này toàn thân đều là bắt đầu run rẩy. Cái này run lên, quần áo đen xuống vết thương lại bắt đầu biến dạng, đậm đà mùi máu tanh bắt đầu tràn ngập ở trên không khí bên trong. Tiểu Ngũ thấp bé bóng người đứng ở người đàn ông đồ đen trước người, muốn lên trước đỡ, nhưng lực kiệt mình cũng là mấy cái lảo đảo, ngã xuống đồng bạn thi thể bên cạnh. Cũng không biết Tiểu Ngọc hiện tại thế nào, người đàn ông đồ đen trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra, muốn đi đỡ Tiểu Ngũ, có thể mình nhưng là làm sao cũng không để được tay. Trận chiến này, cơ hồ là hắn trình độ cao nhất. Hắn cũng không có Diệp Thần nghịch thiên kia thân xác và năng lực khôi phục. Lúc đầu mấy cái tạp trùng co đầu rút cổ ở chỗ này. Hàn Phong thanh âm đạm mạc truyền tới, trên thân cây hình bóng dưới ánh trăng chiếu rọi dưới, khôi giáp tản ra rét lạnh ánh sáng,
đánh chiếu vào người đàn ông đồ đen trong mắt trên. Ta tưởng là ai, nguyên lai là thất lạc tu la trên bảng hạng lão tam huyết tu la, Ngọc Giác. Hàn Phong hiển nhiên biết người đàn ông đồ đen, làm sao, cái này hắc ám thánh nữ Ngọc Khanh Âm cùng ngươi quan hệ tâm đầu ý hợp à, lại không tiếc dùng hết của cải cũng phải từ ta U Thiên Điện cướp người. Người đàn ông đồ đen yên lặng không nói, chỉ là chặt chẽ nhìn chằm chằm trôi lơ lửng ở giữa không trung Hàn Phong. Tiểu Ngũ chính là theo bản năng đứng dậy, ngăn ở Ngọc Giác trước người, thân thể gầy yếu thậm chí là liền chuôi này cương thương cũng không che giấu được. Tiểu Ngũ, lui ra, Ngọc Giác chống cương thương cưỡng ép đứng dậy, trận lại nói. Tiểu Ngũ thân thể gầy yếu xoay người nhìn lại một mắt Ngọc Giác, lão đại, đi theo anh em ngươi một chàng, không hối. Thân thể gầy yếu kia một cái cướp đoạt qua Ngọc Giác trong tay cương thương, hướng về phía trên bầu trời Hàn Phong phóng tới. Tiểu Ngũ, không muốn. Ngọc Giác thất thanh gào thét nói, thế nhưng đạo xông ra gầy yếu bóng người đã là lại cũng trở không ngăn được. Hàn Phong dư quang chỉ là nhẹ nhàng liếc một cái, lạnh lùng nói, kiến càng hám cây, không biết tự lượng sức mình. Nhìn vọt tới gầy yếu bóng người, Hàn Phong khịt mũi, vậy đầu thương Hàn mang còn chưa tới Hàn Phong trước mắt. Một cái to lớn hư ảnh bàn tay đã là bóp Tiểu Ngũ cổ. Hư ảnh bàn tay nắm chặt, huyết quang vãi hướng mặt đất, vậy kêu là Tiểu Ngũ người đàn ông rơi xuống mặt đất, kéo dài hơi tàn. Ngươi dám! Ngọc Giác một tiếng gào tuyệt vọng, làm bộ liền muốn xông về phía trước cùng Hàn Phong liều mạng, nhưng là bị Hàn Phong nhất niệm khống chế. Lão đại, mau, đi mau, giờ phút này Tiểu Ngũ tựa hồ còn chưa mất đi, miệng phun máu tươi. Ửng đỏ hai tròng mắt bên trong phủ đầy tia máu, cả người bắt đầu sáng dậy một đạo ánh sáng. Tự bảo, cái này người điên. Hàn Phong nhướng mày một cái, cho dù ai cũng không muốn bị cái này tự bảo sóng gió tiệc cuốn vào, hắn lắc mình thối lui. Oanh! Kịch liệt tiếng nổ lật ngược thương khung, Tiểu Ngũ cũng là bách gia cảnh cường giả, bách gia cảnh tự bảo uy năng, tạm thời tới giữa phét sạch thiên địa. Thiên địa làm biến sắc, thất lạc chi hải bên trên. Đạo đạo sấm sét bắt đầu biến dạng thương khung, tàn phá ở trên biển. Tạm thời tới giữa, hòn đảo bên trên cũng là khó thoát kiếp này. Vô số to cỡ miệng chén lôi kiếp tàn phá ở trên đảo, U Thiên Điện phái ra những cái kia thực lực thấp kém thám tử một khi gặp, lập tức hóa thành cướp xám. Hàn Phong mắt lộ ra hung bận bịu, nhìn nổ sau đó bụi bẩm tan hết chiến trường, nhưng là không có một bóng người. Ngọc Giác bóng người cũng đã biến mất không gặp. Hừ! Ta xem ngươi có thể chạy đến nơi nào đi. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, tiện tay vỗ gảy một đạo hạ xuống sấm sét, thân hình chớp mắt trôi giạt đi. U Thiên Điện. Ba vị điện chủ, mới vừa nhận được âm ma thánh điện đại trưởng lão tin tức truyền đến. Niệm, ba vị hình thái khác nhau người trung niên ngồi đàng hoàng ở đại điện Ngọc Loan bên trên, một người trong đó tròng mắt hơi mở một cái. Tộc ta điện chủ đã xuất quan. Chờ mong ba vị điện chủ lập tức tự mình lên đường bắt sống tộc ta hắc ám thánh nữ, nếu như. Tiếp tục niệm. Nếu như hơi có bất ngờ, U Thiên Điện, diệt. Báo tin người làm đặt mông đôn ngồi ở trên đại điện. Hắn căn bản không nghĩ tới, đây là uy hiếp. Nghe vậy, trên đại điện cầm đầu ba tên hình thái khác nhau người trung niên rối rít mở mắt ra, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ phẫn hận, nhưng là tất cả đều yên lặng. Lão nhị lão tam. Các người tự mình đi một chuyến đi, mang theo minh mà lịch luyện một phen. Cầm đầu người trung niên phân phó nói. Đại ca, âm ma thánh điện lấn hiếp người quá đáng, chúng ta ba người hợp lực còn sợ không chống nổi một mình hắn. U Thiên Điện nhị điện chủ giờ phút này tức giận bất bình nói. Nhị ca chớ xung động, hiện tại thế cục chưa trong sáng, chúng ta lại đi trước áp trận chính là, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tam điện chủ giờ phút này sắc bén ánh mắt phát giác sự việc cũng không phải là như thế đơn giản. Lão nhân kia đã có hơn 500 trở chưa từng hiện thế, hôm nay bế quan tới ta U Thiên Điện thủ phủ. Sợ rằng cái đó hắc ám thánh nữ có vấn đề, đi trước bắt lại nàng, chúng ta vậy liền nắm giữ chủ động. U Thiên Điện ba vị điện chủ đầu óc bên trong cũng nổi lên một đạo màu máu trường bào thiếu niên bóng người. Lão tam, người tới tính chung, lão nhị người phụ trách trợ giúp. Cầm đầu người trung niên một cái đứng dậy, hai tay chắp sau lưng nhàn nhạt nói. Còn thừa lại hai người đều là nhìn nhau liếc nhau một cái, lắc mình rời đi. Hình ảnh quay về. Kỳ quái, cái này bị tổn thương nặng như vậy, hẳn chạy không xa mới được. Bóng đêm bao phủ bí mật trong rừng, Hàn Phong tiếng bước chân ở tĩnh mật trong rừng lộ vẻ được phá lệ vang.
Ngọc Giác ăn vào một viên đan dược, ẩn núp thân hình, nghe từ xa đến gần tiếng bước chân, hắn buồn bã cười một tiếng, làm xong đã chết tương bác chuẩn bị. Lúc này đầu óc bên trong nổi lên mấy tên đồng bạn vẻ mặt vui cười, tựa như mấy vị hăm hở người đàn ông còn ngồi chung một chỗ chỉ điểm Giang Sơn. Trước mắt cuối cùng vạch qua là Tiểu Ngũ vậy tự bạo thê thảm cảnh tượng. Các huynh đệ, chúng ta còn sẽ gặp nhau. Ngọc Giác thần sắc hung ác, liền muốn đứng dậy tiến hành sau cùng chống cự. Nhưng vào lúc này, một hồi tất tất tốt tốt vang động bốn phương tám hướng vang lên, Ngọc Giác vừa muốn giơ cao thân hình một lần. Rất hiển nhiên, Hàn Phong vậy chú ý tới nơi đây dị thường vang động, hắn giờ phút này đứng yên ở trong đó, ánh trăng vẩy vào hắn khôi giáp bên trên, dâng lên tí tí sắc bén. Trong trẻo lạnh lùng lại chói mắt. Báo cáo đại nhân, một nhỏ đội nhân mã lao ra, Hàn Phong liếc mắt, chính là U Thiên Điện thủ hạ mình tiểu đội người đến. Mới vừa nhận được thông báo, hai vị điện chủ muốn đích thân tới tập nã hắc ám thánh nữ, thánh tử cũng ở đây trên đường tới, thỉnh thoảng sẽ đến. Nghe thủ hạ người tin tức truyền đến, Hàn Phong cũng là khá là kinh ngạc. Cái gì? Hắn cũng muốn không rõ ràng, tại sao một cái âm ma thánh điện chính là thánh nữ, đáng U Thiên Điện hai vị tuyệt thế cường giả điều động. Dưới ánh trăng, Hàn Phong sói đói vậy răng nanh leng keng ánh sáng, xem ra cái này thánh nữ trên người có đại bí mật. Bọn họ ở phương nào? Hàn Phong ánh mắt híp một cái, nhẹ giọng nói. Hồi bẩm đại nhân, chúng ta đã phong tỏa cô gái kia phương vị, đang đến gần thất lạc chi hải bên bờ, nhưng... Hàn Phong sắc mặt bên trên thoáng qua lau một cái không nhịn được, đúng sự thật nói. Ừ, các huynh đệ bao vây bờ biển, nhưng là, lại không có phát hiện bóng người. Tiểu đội dẫn đầu Lâu La nơm nớp lo sợ trả lời. Hàn Phong cặp mắt bắn ra lục sâu kín hai đạo tinh quang, vậy hai tròng mắt, ở bóng đêm bao phủ hạ tản ra nhiếp nhân tâm phách sát ý. Xem ra là bố trí không gian trận pháp, ta tự mình đi trước lùng bắt. Cùng hai vị điện chủ đạt tới thánh tử đến trước, nhất định phải đem cô nàng kia bắt. Hàn Phong hét lớn một tiếng, cũng không đoái hoài được lại tìm Ngọc Giác, xoay người hướng rừng rậm chỗ sâu chạy đi. Những người còn lại chờ mắt gặp lão đại đều đi, cũng là tốc tốc vậy lắc mình rời đi. Một lát sau, Ngọc Giác bóng người từ trong bụi cỏ nhô đầu ra, nói, đáng chết, được mau sớm thông báo bọn họ. Không biết bọn họ có thể chống đỡ mấy ngày. Hắn mới vừa đứng dậy, nhưng là hai cái lảo đảo mới ngã xuống đất, vết thương trên người lại bắt đầu ồ ồ xông ra đỏ tươi chất lỏng. Hai ngày sau, Diệp Thần cùng Ngọc Khanh Âm hoàn toàn tụ tinh hội thần đắm chìm trong lau đi huyết mạch cấm chế thế giới bên trong. Diệp Thần nhìn vậy đã lau đi một nửa huyết mạch cấm chế, trên đó một nhóm không lưu loát u ám phủ văn, đã là bị Diệp Thần xóa đi hơn nửa hơn. Tiếp tục, Diệp Thần xoa xoa giữa trán mồ hôi hột, lần nữa ngưng thần, chắp tay hành lễ, đầu ngón tay phun trào ra màu đậm ánh sáng, đem khắc ở Ngọc Khanh Âm nơi đan điền cấm chế phủ văn, một chút xíu lau đi. Vậy bị lau đi phủ văn hóa thành lau một cái phấn vụn tản ra từng cơn sát ý, nhưng đều bị Diệp Thần tất cả đều thu vào âm ma thiên thạch bên trong. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần đứng lên, thở ra một hơi, đối Ngọc Khanh, kém không nhiều luyện hóa, bọn họ tạm thời hẳn không tìm được ngươi, bất quá hôm nay ta còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, ngươi lại chờ ở nơi này. Diệp Thần sở dĩ nói như vậy, là bởi vì là Nhâm Phi Phàm đã phi kiếm truyền thư, có thể tiến vào vậy bàn võ đế mộ. Ngọc Khanh Âm sự việc cố nhiên trọng yếu, nhưng cuối cùng không sánh bằng Nhâm Phi Phàm chuyện. Ngươi phải đi, Ngọc Khanh Âm có chút bất ngờ. Diệp Thần gật đầu một cái, sau đó vận dụng trận tự quyết bày trận, lần này, đủ để chống đỡ mấy ngày để cho Ngọc Khanh Âm không bị phát hiện. Ngươi liền ở chỗ này mấy ngày, chờ ta xử lý xong sự việc liền sẽ đến tìm ngươi. Ngọc Khanh Âm mặc dù trong lòng có chút thất lạc, nhưng vẫn gật đầu nói, được. Diệp Thần nhìn một cái Ngọc Khanh Âm, lắc đầu một cái, vẫn là biến mất ở giữa trời đất. Cùng Diệp Thần trở lại Nhâm Phi Phàm bên người lúc đó, Nhâm Phi Phàm đã tỉnh lại. Nhâm Phi Phàm nhìn một cái Diệp Thần, nói, người đi dính nhân quả. Diệp Thần gật đầu một cái, chuyện này và âm ma thiên thạch có liên quan, ta không thể không nhúng tay. Nhâm Phi Phàm cười một tiếng, ta không phải trách cứ ngươi, bản thân này chính là bàn cờ một phần chia, bất quá dưới mắt, bàn võ đế mộ quan trọng hơn. Cùng giải quyết bàn võ đế mộ sự việc sau đó, ngươi lại đi giải quyết vậy nhân quả cũng không muộn. Đi, lên đường, đi bàn võ đế mộ. Mà ở nguyên khí sau khi khôi phục,
Nhâm Phi Phàm ánh mắt tinh mang bạo sáng, không do dự nữa, lập tức mang Diệp Thần, chạy thẳng tới bản võ đế mộ. Bản võ đế mộ, chính là xa thời xưa, bản võ thiên đế lăng mộ. Diệp Thần đi tới lăng mộ bên trong, nhưng gặp vậy lăng mộ phong cách cổ xưa âm u, tràn ngập so ngày cũng còn muốn khí tức cổ xưa, chung quanh là một phiến mơ hồ hỗn độn, không hôm nay ngày. Chúng ta mau vào đi. Nhâm Phi Phàm mang Diệp Thần, trực tiếp bước vào lăng mộ bên trong. Nhưng gặp lăng mộ bên trong, yên lặng tĩnh mịch một phiến, không nghe được chút thanh âm nào, liền tiếng gió cũng không có, chung quanh không gian thời gian, phảng phất là dừng lại, làm người ta có chút da đầu tê dại. Diệp Thần vậy cảm thấy một hồi kiềm chế, cẩn thận bắt dưới, nhưng phát hiện lăng mộ bên trong không gian, cấm chế vô cùng nghiêm trọng, khắp nơi đều có vô hình không gian bình phong che chở. Người ở lăng mộ bên trong đi đi lại lại, rất dễ dàng liền đụng vào không khí tường, hoạt động đặc biệt bất tiện. Cái này lăng mộ không gian cấm chế quá rườm rà, thằng nhóc, sử dụng ngươi hư bia, bể tan tành hư không đi. Nhâm Phi Phàm lại nhíu mày, liền hướng Diệp Thần nói. Hắn tự nhiên có thể ở lăng mộ bên trong hoạt động, nhưng khắp nơi đều là không khí tường, quá mức đáng ghét, hơn nữa nếu như kích hoạt không gian cấm chế quá kịch liệt, có thể sẽ quấy rối lăng mộ chỗ sâu ẩn núp đồ, cho nên nếu như có bể tan tành hư không biện pháp, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Diệp Thần gật đầu một cái, trong lòng hướng Linh Nhi kêu, Linh Nhi, người có thể xuất thủ không? Ban đầu ở dẫn hồn quỷ trong ruộng, mấy triệu tín đồ, cung phụng cựu Nhật chi chủ, tin kia ngưỡng năng lượng, toàn bộ bị hư bia hấp thu, Linh Nhi vậy hấp thu bộ phận tín ngưỡng, rơi vào ngủ say tiêu hóa trạng thái. Bây giờ nghe Diệp Thần kêu gọi, Linh Nhi vươn vai một cái, thanh tỉnh lại, nói công tử, ta tỉnh, cái này ngủ một giấc được thật là thoải mái à, ta hiện tại trạng thái là khôi phục rất nhiều. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói, ngươi trạng thái khôi phục cho giỏi, giúp ta giúp một tay. Linh Nhi cười nói, được. Mà khi lấy được Linh Nhi khẳng định trả lời sau đó, Diệp Thần lập tức mở hư linh thần mạch. Linh Nhi điều động hư bia, đem hư bia năng lượng hoàn toàn thả ra ngoài, thật to tăng lên Diệp Thần hư linh thần mạch uy lực. Diệp Thần ánh mắt ác liệt, hư linh thần mạch mở dưới, từng cơn cường hãn không gian chi lực, từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra, chung quanh hư không, nhất thời ông ông tác hưởng, kịch liệt chấn động đứng lên. Hư linh thần mạch, phá. Diệp Thần quát to một tiếng, chung quanh không gian cấm chế, nhất thời từng tầng một vỡ vụn mở ra, vậy cổ không gian uy áp cảm, cũng là ngay tức thì tiêu tán không còn một mống. Rất tốt, thằng nhóc, làm được không tệ. Nhâm Phi Phàm cảm nhận được chung quanh buông lỏng rất nhiều hơi thở, cũng là tán thưởng cười một tiếng. Đi, chúng ta đi vào, vậy tuyết táng tinh trần liền trở về ta, bàn võ thiên đế huyết mạch đạo thống liền trở về ngươi. Nhâm Phi Phàm mang Diệp Thần, bước vào lăng mộ chỗ sâu, đã đang thương lượng phân chia chiến lợi phẩm sự việc. Hắn tu vi cắm ở cổ trai, đạo tâm cần đột phá, tuyết này táng tinh trần đối hắn vô cùng trọng yếu, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Diệp Thần pháp bảo kỳ nhiều, tự nhiên cũng không có cướp được ý, nếu như có thể thu lấy bản võ thiên đế huyết mạch đạo thống, vậy cũng không uổng công chuyến này. Đi theo Nhâm Phi Phàm một đường đi tới trước, Diệp Thần dần dần đi tới lăng mộ chỗ sâu, nhưng phát hiện khắp nơi đều là bể tan tành khí tức hủy diệt, từng ngọn ngôi mộ cùng lối đi, đã hóa thành đất khô cằn, còn khói đen bốc lên. Nơi này hiển nhiên bùng nổ qua đại chiến, Diệp Thần còn thấy được rất nhiều lưu lại võ đạo khí tượng. Huyết nguyệt trói lọi lưu truyền, Phật quang vạn nặng vần quanh, một phiến mảnh bể tan tành hồng liên đánh mất. Không nghi ngờ chút nào, Nhâm Phi Phàm đã từng ở chỗ này, cùng đế thích vạn diệp bùng nổ qua đại chiến. Kịch liệt chiến đấu, cơ hồ đem lăng mộ di là phế tích, khắp nơi đều là tường đổ tàn viên dấu vết. Sốt cuộc, Diệp Thần đi sâu vào phế tích chỗ sâu nhất. Nhưng gặp trong phế tích hương, một tòa cung điện lớn, đột ngột đứng vững vàng. Vậy cung điện nguy nga lộng lẫy, vô cùng khí phái, còn quấn một cấm chế dày đặc, rõ ràng chính là lăng mộ ngôi mộ chính, cũng chính là bản võ thiên đế yên nghỉ địa phương. Cung điện vòng quanh cấm chế, vô cùng cường đại, thậm chí chặn lại Nhâm Phi Phàm cùng đế thích vạn diệp quyết đấu. Mà ở cung điện bốn góc, phân biệt đứng sừng sững một pho tượng, tương tự tượng binh mã, hơi thở thâm trầm mà lạnh tuấn, bảo vệ cung điện, không biết bao lâu. Diệp Thần nhìn khắp bốn phía. Nhưng phát hiện ở cung điện vòng ngoài, còn bố trí một tầng đại trận. Đó là Nhâm Phi Phàm bố trí Hy Hoàng Lôi trận, tràn đầy sấm sét sát phạt. Nhâm Phi Phàm đặc biệt cẩn thận,
lúc rời lăng mộ sau đó, đặc biệt để lại một cái trận pháp, phong tỏa cung điện, miễn được bên ngoài người đến gần. Trận pháp này sấm sét lóng lánh, điện mang không ngừng nhảy lên, vô cùng nguy nga. Nơi này chính là bàn võ thiên đế ngôi mộ sao. Diệp thần nhìn trước mắt cung điện, một hồi rung động. Cung điện này vô cùng to lớn, chừng trăm trượng cao, người đứng ở cung điện bên ngoài, liền giống như con kiến hôi nhỏ bé. Mà Nhâm Phi Phàm bố trí Hy Hoàng lôi trận, khí tượng thì càng là khổng lồ. Diệp thần đi tới vậy phía ngoài cung điện, thật giống như trong thiên địa một cái điểm đen nhỏ, lộ vẻ được đặc biệt nhỏ bé. Cung điện này cấm chế, vô cùng mãnh liệt, nếu như cứng rắn muốn phá vỡ nói, rất có thể kinh động thủ mộ cơ quan con rối, người hư bia, có thể hay không biến dạng hư không, trực tiếp tiến vào vậy cung điện bên trong. Nhâm Phi Phàm đem Hy Hoàng lôi trận rút lui hết, nhìn về Diệp thần nói. Tòa cung điện này, cấm chế từng tầng một vần quanh, Nhâm Phi Phàm đã sớm điều tra qua, phát hiện những cấm chế này, cùng sau lưng thủ mộ cơ quan con rối liên thông, một khi cấm chế bị phá, chôn trong lòng đất cơ quan con rối, sẽ phá giết ra tới, quả thực khó đối phó. Ta thử một chút. Diệp thần ánh mắt đông lại một cái, hít sâu một hơi, quát lên. Hư linh thần mạch, mở. Diệp thần lần nữa mở hư linh thần mạch. Hư bia nổi lên, linh nhi năng lượng hoàn toàn bùng nổ. Lần này mở hư linh thần mạch, Diệp thần thậm chí cháy máu tươi, trong con người mơ hồ có màu máu hiện lên. Mà ở luân hồi máu tươi cháy hạ, hư linh thần mạch uy lực bùng nổ đến mức tận cùng, chung quanh không gian trùng trùng bể tan tành. Trùng trùng không gian bể tan tành dưới, Diệp thần tại chỗ đế tạo ra được một miếng cửa hư không. Hẳn không có vấn đề, tiền bối, chúng ta đi vào. Diệp thần ánh mắt tràn đầy tự tin, trực tiếp bước vào cửa hư không bên trong. Nhâm Phi Phàm vậy ngần than thầm Diệp thần thủ đoạn, liền đi theo cùng nhau đạp đi vào. Hai người xuyên qua cửa hư không, vượt qua cung điện cấm chế, trực tiếp tiến vào bên trong cung điện. Tiến vào bên trong cung điện sau đó, Diệp thần lấy là sẽ thấy bản võ thiên đế di cốt, còn có truyền thuyết kia ở giữa pháp bảo, tuyết táng tinh trần. Nhưng, một màn kinh người xảy ra. Diệp thần vừa tiến vào cung điện, nhưng phát hiện trong giữa cung điện một bộ quan tài, bị người đổ, bên trong trống trơn như vậy. Cái này quan tài, không nghi ngờ chút nào, là bàn võ thiên đế yên nghỉ chỗ. Nhưng hiện tại, quan tài bị đổ, mà bàn võ thiên đế thi thể, cũng là không cánh mà bay. Không thấy. Diệp thần ngạc nhiên, một màn trước mắt, rõ ràng vượt quá hắn ý liệu. Bàn võ thiên đế di hài, lại có thể biến mất không thấy. Hơn nữa truyền thuyết kia ở giữa pháp bảo, tuyết táng tinh trần, cũng không gặp bóng dáng, tựa hồ bị người cướp đi. Chẳng lẽ có người nhanh chân giành trước? Diệp thần kinh ngạc không thôi, ánh mắt nhìn về Nhâm Phi Phàm, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, cung điện cấm chế, cũng không có bị phá ra, Nhâm Phi Phàm trận pháp, cũng không có hư hại dấu vết. Nói cách khác, căn bản không người tiến vào qua cung điện, nhưng hết lần này tới lần khác bản võ thiên đế di hài. Chính là không thấy, vậy chân quý nhất pháp bảo tuyết táng tinh trần, vậy biến mất không thấy. Cái này không thể nào, nếu như có người có thể đột phá ta trận pháp phong tỏa, ta không thể nào một chút tiếng thở cũng không cảm giác được. Nhâm Phi Phàm sắc mặt rất là khó khăn xem, một màn trước mắt, hiển nhiên vậy vượt quá hắn tưởng tượng. Rốt cuộc là ai, cướp đi bàn võ thiên đế hài cốt, còn có pháp bảo tuyết táng tinh trần. Nhâm Phi Phàm trong mắt toát ra sát khí. Vậy tuyết táng tinh trần, hắn chí ở tất được, nếu như có người ngoài dám chấm mút, vô luận là ai, hắn cũng giết không tha, coi như là đế thích vạn diệp dám cướp, hắn đều phải giết. Hiện tại bàn võ thiên đế di hài, cùng tuyết táng tinh trần song song biến mất, tình huống quá đột ngột, quá mức không thể tưởng tượng nổi, Nhâm Phi Phàm tức giận ngạc nhiên dưới, tay phải bấm ngón tay liền liền suy tính, muốn đẩy diễn xuất sau lưng nhân quả. Một hồi suy diễn dưới. Nhâm Phi Phàm con người một hồi co rúc lại, bật thốt lên ba chữ. Đế Thích Thiên. Nghe được Đế Thích Thiên ba chữ, Diệp Thần một hồi kinh ngạc, nói, Nhâm tiền bối, người nói gì sao, Đế Thích Thiên. Là hắn cướp đi bàn võ thiên đế hài cốt cùng pháp bảo. Nhâm Phi Phàm nói, thiên cơ quá phức tạp, ta khó mà biết rõ, nhưng có thể khẳng định, là Đế Thích Thiên ra tay. Diệp Thần diễn cảm có chút cổ quái. Nói, Đế Thích Thiên làm sao sẽ chạy tới nơi này? Nhâm Phi Phàm ha ha cười một tiếng, nói, nhất định là Đế Thích Vạn Diệp chỉ điểm, tên này còn không chịu an tâm, mình cướp không quá ta,
liền kêu hắn hậu bối tới đây tranh đoạt, nhưng chính là một trái tim ma ung thư, cũng xứng cùng ta đấu. Hắn đã trốn thất lạc thời không đi, chúng ta qua đi giết hắn. Diệp Thần nói, Đế Thích Thiên đi thất lạc thời không? Nhâm Phi Phàm gật đầu nói, không sai, hắn biết núp ở thế giới hiện thật, khẳng định chạy khỏi không quá ta thiên cơ theo dõi, cho nên chạy đến thất lạc thời không bên trong đi, nhưng vẫn là quá ngây thơ, ta muốn giết hắn, trừ phi hắn tránh đi không không thế giới, nếu không trên trời dưới đất, lại có ai có thể cứu hắn? Thất lạc thời không, thật ra thì chính là thế giới hiện thật sụp đổ sau đó, hình thành một phiến đặc thù thời không, nơi đó quy luật hết sức đặc thù, nhưng cuối cùng không có nhảy ra thực tế phạm vi. Vẫn là bị thiên cơ nhân quả bao phủ ảnh hưởng. Cho nên, cho dù Đế Thích Thiên, tránh đi thất lạc thời không, cũng bị Nhâm Phi Phàm một tí đẩy tính ra. Nhâm Phi Phàm ánh mắt lạnh như băng được dọa người, Diệp Thần biết hắn động sát tâm, Đế Thích Thiên chỉ sợ sống không quá hôm nay. Dám cùng Nhâm Phi Phàm cướp đoạt pháp bảo, vậy đơn giản là tìm chết. Trước kia Nhâm Phi Phàm, một mực chẳng muốn quá nhiều dính nhân quả, cho nên không để ý Đế Thích Thiên cùng Diệp Thần tranh đấu. Tất cả vấn đề cũng để lại cho Diệp Thần tự mình giải quyết. Nhưng hiện tại, Đế Thích Thiên dám đạp phải hắn trên đầu, vậy hắn vậy sẽ không khách khí. Bàn võ đế mộ khoảng cách thất lạc thời không, vô cùng là đến gần, chỗ này vốn là đã mau sụp đổ than rụt. Nhâm Phi Phàm từ trong cung điện đi ra ngoài, lập tức biến dạng hư không, mang Diệp Thần đi thất lạc thời không. Thất lạc thời không là một phiến bị lạc sụp đổ không gian, người tiến vào, rất dễ dàng liền sẽ thất thủ. Vĩnh viễn không cách nào tránh thoát được. Muốn ở thất lạc thời không bên trong, giữ tự mình, cần, hải đăng, bảo vệ cùng chỉ dẫn. Nhâm Phi Phàm hướng Diệp Thần nhắc nhở. Diệp Thần nói, hải đăng. Nhâm Phi Phàm nói, không sai, chính là hải đăng, ngươi có thể hiểu là có thể bảo vệ ngươi nội tâm đồ, thằng nhóc, ngươi chính là ta hải đăng, ta nếu như một người mà nói, còn thật không dám loạn nhập thất lạc thời không, nhưng có ngươi ở đây, ta liền không sợ bị lạc. Diệp Thần trong lòng ấm áp, lại là một hồi rung động, không nghĩ tới mình lại là Nhâm Phi Phàm trong lòng hải đăng. Tiền bối, ta hải đăng cũng là ngươi. Diệp Thần cơ hồ là bật thốt lên, Nhâm Phi Phàm chỉ dẫn trợ giúp hắn nhiều năm, nếu như nói ở cõi đời này, có ai có thể làm hắn hải đăng, vậy cũng chỉ có Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm vui vẻ cười to, nói, thú vị, không nghĩ tới ta hai người chúng ta, lại có thể lẫn nhau là hải đăng. Tiếng nói rơi xuống. Hắn liền dẫn Diệp Thần, chính thức đi tới thất lạc thời không. Cái này thất lạc thời không, là một phiến xám sương mù, giống như hỗn độn vậy thế giới, thời gian pháp tắc và không gian quy luật, cơ hồ đều là bất động, làm người ta nghẹt thở, tràn ngập cực đoan đè nén bầu không khí. Đặt chân thất lạc thời không, Diệp Thần chỉ cảm thấy đầu trời đất quay cuồng, cả người tựa hồ cũng muốn mất vào tay giặc đi xuống. Cái này thất lạc thời không, so vũ trụ hắc động còn kinh khủng hơn. Có thể hoàn toàn đem người chiếm đoạt. Thật may, Diệp Thần có hải đăng tồn tại. Hắn nhìn một cái Nhâm Phi Phàm, liền cảm thấy tâm thần an ổn rất nhiều. Nhâm Phi Phàm chính là hắn hải đăng. Có chỗ tòa này hải đăng bảo vệ cùng chỉ dẫn, cho dù ở thất lạc thời không bên trong, Diệp Thần vậy chưa đến nỗi mất vào tay giặc. Mà Nhâm Phi Phàm, từ đầu đến cuối cùng Diệp Thần duy trì khoảng cách thích hợp, không có quá mức cách xa. Bởi vì, Diệp Thần cũng là hắn hải đăng. Nếu như đi tán mà nói, hắn cũng có mất vào tay giặc nguy hiểm. Luân hồi chi chủ, Nhâm tiền bối, vẫn khỏe chứ? Vừa lúc đó, một đạo thanh âm trầm ổn, từ cạnh truyền tới. Diệp Thần liếc mắt vừa thấy, nhưng gặp thất lạc sương mù dày đặc tản ra, Đế Thích Thiên bóng người hiện ra. Đế Thích Thiên một thân một mình, cũng không có hải đăng tồn tại, nhưng hắn cũng không có mất vào tay giặc, đứng lơ lửng trên không. Gương mặt trầm ổn mà chấn định, tựa hồ đã dự liệu được Nhâm Phi Phàm muốn tới. Đế Thích Thiên, người thật là to gan, lại dám cùng ta cướp đoạt pháp bảo. Nhâm Phi Phàm ánh mắt mang theo tức giận, nhìn chằm chằm Đế Thích Thiên nói. Đế Thích Thiên nói, thiên địa chí bảo, có đức người cư chi, vậy tuyết táng tinh trần, còn không bị Nhâm tiền bối luyện hóa, chính là vật vô chủ, ta may mắn đạt được, chính là đồ ta. Nhâm Phi Phàm ha ha cười một tiếng. Nói, rất tốt, người nói rất có lý, người tâm ma thần thông luyện đến tầng thứ 8, tâm tính nhưng là so với trước kia trầm ổn rất nhiều, thấy ta lại có thể cũng không sợ, còn muốn cùng ta cướp đoạt pháp bảo. Đế Thích Thiên nói, sợ dĩ nhiên là sợ, Nhâm tiền bối muốn giết ta, bắn ra chỉ đủ rồi, nhưng sợ cũng không dùng,
ta muốn thành lập lý tưởng nước, dĩ nhiên là muốn khắc phục hết thảy hiểm trở, hết thảy sợ hãi. Hắn nhắc tới lý tưởng nước thời điểm, giọng bên trong, rất nhiều khoáng đạt khí thế bàng bạc, tựa hồ cho dù chết, vậy không sợ. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, vậy cảm nhận được liền đế thích thiên lớn chí nguyện to lớn. Thẩm phán thiên hạ, rửa sạch tội nghiệt, thành lập trong truyền thuyết lý tưởng nước, đây chính là đế thích thiên chí nguyện to lớn, mà nguyện vọng này, cũng là nội tâm hắn hải đăng. Hắn có thể ở thất lạc thời không bên trong, giữ hình thể, không có mất vào tay giặc, hiển nhiên cũng là bởi vì trong lòng nguyện vọng bất diệt, cho nên hải đăng không tắt. Nhâm Phi Phàm nói, rất tốt, người rất có quyết đoán, đáng tiếc người tu vi kém ta quá nhiều, không tư cách cùng ta cướp đoạt bảo vật, giao ra tuyết táng tinh trần, ta cho ngươi lưu một cái toàn thây. Đế thích thiên nguyện vọng quá lớn, thẩm phán thiên hạ, thành lập lý tưởng nước kế hoạch, cũng quá mức điên cuồng, Nhâm Phi Phàm cũng muốn diệt trừ hắn rất lâu rồi. Hiện tại đế thích thiên, cùng hắn cướp đoạt bảo vật, xúc phạm đến hắn ranh giới cuối cùng, hắn cũng muốn thuận tay giết chết đế thích thiên, coi là chém trừ hậu hoạn. Đế thích thiên cười nói, Nhâm tiền bối, ta tự nhiên không phải ngươi địch thủ, nhưng ngươi yên tâm, chờ ta đem tâm ma đại chú kiếm, luyện đến tầng thứ 9, ta sẽ cùng ngươi giao thủ. Ngày hôm nay cùng ngươi trò chuyện với nhau, ta thu được ích lợi không cạn, đại khái đoán được tâm ma của ngươi là cái gì, cáo từ. Tâm ma thần thông nhất đỉnh cấp cảnh giới, có thể vượt qua cảnh giới chênh lệch, lợi dụng tâm ma tập sát kẻ địch. Nếu như đế thích thiên, thật biết Nhâm Phi Phàm tâm ma, vậy hắn thì có thẩm phán Nhâm Phi Phàm cơ hội, đem Nhâm Phi Phàm giết chết. Đến lúc đó, Nhâm Phi Phàm tâm ma bị nổ, chân chính giết chết Nhâm Phi Phàm, thật ra thì chính là Nhâm Phi Phàm mình, cũng không phải là đế thích thiên. Tâm ma giết người, cho tới bây giờ đều không phải là dùng mình lực lượng. Nguyên nhân chính là tâm ma quỷ dị như vậy đặc chất, cho nên mới được gọi là thế gian ung thư. Bằng ngươi cũng xứng thẩm phán ta, một giới con kiến hôi, coi như ngươi tâm ma thần thông, luyện đến tầng thứ 9 thì như thế nào? Ta Nhâm Phi Phàm quang minh lỗi lạc, có cái gì tâm ma cho ngươi thẩm phán? Nhâm Phi Phàm hừ một tiếng, vậy lười được nói nhảm, bắn ra chỉ, một món huyết nguyệt kiếm khí giết ra, hướng đế thích thiên đầu bắn tới. Đế thích thiên đang tự xoay người rời đi, thấy Nhâm Phi Phàm huyết nguyệt kiếm khí bắn tới, mặt không đổi sắc, bỗng nhiên một nặn quyết. Quát lên, bàn võ thiên đế, cho ta ngăn trở hắn. Tiếng nói rơi xuống, đế thích thiên bên cạnh hư không, một hồi vặn vẹo, một người mặc đế bào cường giả, chính là nổi lên. Bàn võ thiên đế. Nhâm Phi Phàm thấy cái này đế bào cường giả, gương mặt hơi đổi, khá cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này đế bào cường giả, lại chính là trong truyền thuyết bàn võ thiên đế. Nhưng gặp thời khắc này bàn võ thiên đế, gương mặt không có một chút người sống khí huyết. Chỉ có người chết ảm đạm, hai tròng mắt là trống rỗng tĩnh mịch hình dáng, cả người quấn vòng quanh tâm ma, tựa như một cái con rối. À, hắn bị đế thích thiên tâm ma khống chế. Diệp Thần nhìn bàn võ thiên đế một mắt, lập tức bắt được thiên cơ, rõ ràng liền hết thảy. Lúc đầu, đế thích thiên sớm liền tiến vào lăng mộ, hơn nữa đi tới ngôi mộ chính bên ngoài, cảm giác được bàn võ thiên đế hơi thở. Bàn võ thiên đế chết nhiều năm, sức sống đã sớm biến mất. Nhưng ý chí võ đạo còn có một chút lưu tích chữ. Cái này một chút còn sót lại ý chí võ đạo, chính là chấp niệm, có thể diễn biến thành tâm ma. Đế thích thiên lợi dụng tâm ma thần thông, khống chế được bàn võ thiên đế, đem luyện thành con rối. Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm, ở ngôi mộ chính bên trong, thấy quan tài bị đánh lật, bàn võ thiên đế cùng tuyết táng tinh trần mất tích. Cái này thật ra thì, là con rối dưới trạng thái bàn võ thiên đế, mình phá vỡ quan tài. Mang pháp bảo, nhờ cậy đế thích thiên. Hiện tại, đế thích thiên muốn dùng bàn võ thiên đế con rối, chỉ hoãn Nhâm Phi Phàm chốc lát. Chỉ cần trì hoãn chốc lát, như vậy là đủ rồi. Hắn đã lấy được rồi tuyết táng tinh trần, có thể bỏ cho chạy đế thích vạn diệp, trực tiếp đi thái thượng thế giới. Chỉ phải đi thái thượng thế giới, có đế thích vạn diệp bảo vệ, hắn là được tránh được Nhâm Phi Phàm đuổi giết, an tâm luyện hóa tuyết táng tinh trần. Cùng tuyết táng tinh trần luyện hóa thành công, hắn đạo tâm thật to lột xác, tâm ma thần thông có thể đột phá đến tầng thứ 9. Đến lúc đó, hắn đem trở thành vạn cổ tâm ma người thứ nhất, vượt qua tất cả kỷ nguyên, lợi dụng tâm ma đặc thù thuộc tính, hắn thậm chí có thể coi thường cảnh giới chênh lệch, giết chết tất cả hắn muốn giết người. Bàn vũ khai thiên, phá. Vậy bàn võ thiên đế con rối, vung tay lên,
một chuôi to lớn lưỡi rìu, đột nhiên hiện lên, hung hăng hướng Nhâm Phi Phàm cùng Diệp Thần bổ xuống. Diệp Thần hô hấp nhất thời nghẹt thở, cái này một búa, đơn giản là muốn khai thiên tích địa, uy thế vô cùng mạnh mẽ, trương hiện ra bản võ thiên đế ngày xưa ngang dọc vũ trụ đại khí phách. Đế Thích Thiên, chính là một cái con rối, ngươi liền muốn ngăn ta lại. Không khỏi quá mức ngây thơ, ta cảnh giới, người đời này đều sẽ không hiểu. Nhâm Phi Phàm thấy Đế Thích Thiên, lại muốn ở hắn mí mắt phía dưới chạy trốn, nhất thời uyển chuyển than thở, vậy không tức giận, chỉ cảm thấy được Đế Thích Thiên đáng thương. Bởi vì, hắn cảnh giới tu vi, vượt qua Đế Thích Thiên quá nhiều, đối phương hết thảy mưu đồ cùng hoa chiêu, ở hắn trong mắt, đều là vô căn cứ, căn bản không sẽ có bất kỳ tác dụng. Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm, phá cho ta giết. Nhâm Phi Phàm rút kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng một kiếm, ác liệt huyết nguyệt kiếm mang bão tố bắn ra, thế như trẻ che vậy chém cướp mà qua. Phốc xích. Vậy bàn võ thiên đế con rối thân thể, liên quan võ đạo dìu lớn khí tượng, ngay tức thì bị Nhâm Phi Phàm một kiếm chặt đứt. Đế Thích Thiên con người có giúp một cái, nhưng gặp vậy bàn võ thiên đế thân thể, ở Nhâm Phi Phàm kiếm khí chém chết hạ, hoàn toàn hóa thành đầy trời mưa máu. Bén huyết nguyệt kiếm khí xuyên phá mưa máu, tiếp tục lấy thế dễ như bớn, hướng hắn chém tới. Hắn tu vi, chỉ có bách gia cảnh giai đoạn trước, ở Nhâm Phi Phàm dưới kiếm, liền giống như con kiến hôi tồn tại. Nếu là bị một kiếm này đánh trúng, hắn nhất định hình thần câu diệt. Thiên táng chi môn, hạ xuống. Trong lúc nguy cấp, Đế Thích Thiên quát to một tiếng, vung hai tay lên, sau lưng ma quang hiện lên, hiển hóa ra một cánh cửa hộ. Cánh cửa này hộ tràn đầy hồng hoang khí tức cổ xưa, toàn thân ma khí vần quanh, tràn ra luyện ngục vậy táng diệt hơi thở, lại là hồng hoang cửu môn bên trong thiên táng chi môn. Đế Thích Thiên thúc giục thiên táng chi môn, đón đỡ Nhâm Phi Phàm kiếm khí. Chanh! Nhâm Phi Phàm kiếm khí, chém ở đó thiên táng chi môn trên, nhất thời phát ra một hồi kim thiết giao minh vậy tiếng vang, tia lửa văng khắp nơi, thiên táng chi môn môn hộ trên, tóe ra một phiến phiến lá phong kỳ voi. Thiên táng chi môn, tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Diệp Thần thấy vậy thiên táng chi môn, nhất thời cả kinh. Phải biết, đây chính là Giang Trần Tử Pháp Bảo. Thoáng suy tư, Diệp Thần chính là tỉnh ngộ, Đế Thích Vạn Diệp giết chết Giang Trần Tử sau đó, vậy cướp đi thiên táng chi môn, muốn đến cuối cùng là ban cho Đế Thích Thiên, cho nên Pháp Bảo này ở Đế Thích Thiên trên tay. Mà vậy thiên táng chi môn, rõ ràng bị Đế Thích Vạn Diệp rèn luyện qua, mang theo Đế Thích Vạn Diệp ý chí. Cho nên lại chặn lại Nhâm Phi Phàm một kiếm. Phí công vùng vẫy, thì có ích lợi gì? Nhâm Phi Phàm gương mặt không thay đổi, cổ tay động một cái, kiếm mang nổ tung, huyết nguyệt kiếm khí lần nữa chém chết ra. Lần này, hắn chí ít khiến cho năm thành công lực, coi như Đế Thích Thiên có thiên táng chi môn phòng ngự, vậy tuyệt không thể nào ngăn trở. Đế Thích Thiên sắc mặt đại biến, tự biết thực lực cùng Nhâm Phi Phàm chênh lệch quá lớn, vô luận như thế nào chống cự. Đều là uổng phí thời gian, nhưng hắn từ đầu đến cuối không muốn ngồi chờ chết. Tâm ma đại chú kiếm, giết. Sống chết trước mắt, Đế Thích Thiên mở thiên táng chi môn, nhưng gặp môn hộ vừa mở ra, đếm không hết đen nhánh ma kiếm, từ môn hộ bên trong bạo giết ra, ùn ùn kéo đến hướng Nhâm Phi Phàm chém tới. Những thứ này kiếm, đều là tâm ma kiếm, hơn nữa cùng thiên táng chi môn dung hợp, lực sát thương cường đại dị thường. Đế Thích Thiên tâm ma tu vi. Trước mắt là tầng thứ 8 tiêu chuẩn, khi lấy được thiên táng chi môn sau đó, hắn đem tự thân tâm ma thần thông, cùng thiên táng chi môn dung hợp, tâm ma kiếm khí uy lực cũng lớn lớn tăng vọt. Cái này ùn ùn kéo đến tâm ma phi kiếm chém chết đi ra, bốn phía không gian một hồi hỗn loạn, từng tia mãi mãi tội nghiệt đang điên cuồng lan tràn, xâm nhập phạt người tinh thần. Diệp Thần mắt gặp vậy tâm ma phi kiếm giết tới, nhưng cảm thấy tinh thần lay động, sâu trong nội tâm tâm ma, tựa hồ phải bị câu đưa ra. Hồng Mông Đại Tinh Không, mở. Diệp Thần vội vàng mở Hồng Mông Đại Tinh Không, chống cự tâm ma, quay đầu nhìn về Nhâm Phi Phàm. Nhưng gặp Nhâm Phi Phàm, vẫn là khí định thần nhàn hình dáng, không nhúc nhích chút nào. Suy suy suy. Vậy vô số cầm tâm ma phi kiếm, chém chết đến Nhâm Phi Phàm trên thân thể, nhưng giống như mưa rơi, toàn bộ nổ tung, hoàn toàn nghiền. Rào, rào, rào. Một phiến phiến thần thánh quang minh. Vô cùng sáng chói mênh mông ánh sáng trắng, từ Nhâm Phi Phàm trên mình bạo dũng ra. Hắn nội tâm, tựa như chỉ có thuần túy quang minh, thuần túy thần thánh, không có một chút tâm ma tội nghiệt tồn tại,
vậy đầy trời tâm ma phi kiếm, đối hắn căn bản không có chút nào tác dụng. Quả nhiên, Đế Thích Thiên thấy tâm ma sát phạt thất bại, gương mặt hơi vặn vẹo, ánh mắt nhưng mang một chút tất cả ý nghĩ tan vỡ ảm đạm. Nhâm Phi Phàm tay phải mãnh liệt nắm chặt, vô hình kình khí thả ra ngoài, đầy trời tâm ma phi kiếm, trong nháy mắt nổ tung nghiền. Ta nói, ta nội tâm quang minh lỗi lạc, đường đường tránh tránh, không có gì tâm ma, có thể bị ngươi lợi dụng. Nhâm Phi Phàm ngắm nhìn Đế Thích Thiên, giống như nhìn một bộ xương khô, ánh mắt lạnh như băng tới cực điểm. Đế Thích Thiên lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, nói, Nhâm tiền bối, ngươi cho rằng ngươi quang minh lỗi lạc, nhưng ngươi cũng có tâm ma của ngươi, chính là luân hồi chi chủ, ngươi muốn phụ tá luân hồi, chiến thắng vạn khư, thậm chí là chứng đạo không không, đây chính là tâm ma của ngươi. Phàm có chút cầu, nhất định có tâm ma, chỉ tiếc, ta tu vi còn chưa đủ, nếu như ta tâm ma thần thông, luyện đến tầng thứ 9 mà nói, ngươi chưa chắc có thể chống đỡ ta sát phạt. Nhâm Phi Phàm hừ một tiếng, nói, muốn luyện đến tầng thứ 9, chỉ sợ ngươi không cái này cơ hội. Dứt lời, Nhâm Phi Phàm bàn tay cách không chấn động một cái. Đế Thích Thiên phốc xích một tiếng, há mồm phun ra máu tươi, trong nháy mắt ngũ tạng lục phủ nổ tung, bị thương rất nặng, trong cơ thể có một viên bụi bặm bay ra. Viên này bụi bặm, ánh sáng trắng vạn trượng, giống như xương tuyết vậy thuần trắng, pháp bảo khí tượng cực lớn, sau lưng tựa hồ ẩn chứa muôn vàn thế giới. Đây chính là Tuyết Táng Tinh Trần sao? Diệp Thần nhìn vậy bụi bặm, chỉ cảm thấy nội tâm một phiến yên lặng, tựa như đứng ở tuyết hậu trong thế giới, có thể nghe được thiên địa tự nhiên thanh âm. Vậy bụi bặm chính là 33 thiên thái thượng thần khí, hạng thứ 2 Tuyết Táng Tinh Trần, cũng không phải là sát phạt pháp bảo, mà là tăng thêm phụ trợ chi dụng, sau khi luyện hóa, đối đạo tâm tăng thêm cực lớn. Nếu như Đế Thích Thiên có thể luyện hóa, hắn tâm ma thần thông đủ để tăng vọt đến tầng thứ 9, có thể gặp pháp bảo này lợi hại. Đáng tiếc pháp bảo này, uy năng quá lớn, luyện hóa khá là khó khăn, cho nên Đế Thích Thiên đạt được sau đó, còn chưa kịp luyện hóa, trước mắt hắn tâm ma thần thông, vẫn là tầng thứ 8. Mà đây Tuyết Táng Tinh Trần, đối Nhâm Phi Phàm mà nói, tác dụng cũng là dị thường to lớn. Nhâm Phi Phàm võ đạo, đã là vô cùng cường đại, phổ thông tu luyện sẽ không lại có đột phá. Muốn đột phá, chỉ có thể là rèn luyện đạo tâm. Đạo tâm tinh tiến, tu vi tự nhiên liền có thể đi theo đột phá. Tuyết Táng Tinh Trần, chính là tăng thêm đạo tâm tốt nhất pháp bảo. Nhâm Phi Phàm đoạt lấy Tuyết Táng Tinh Trần, nắm trong tay, nhìn Đế Thích Thiên nói, ngươi là muốn ta động thủ, vẫn là mình kết thúc. Đế Thích Thiên ánh mắt ảm đạm, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, vẫn là ta tự đi kết thúc đi, đáng tiếc ta thẩm phán thiên hạ, rửa sạch vũ trụ tâm nguyện. Cuối cùng thành bọt nước. Thanh âm rơi xuống, Đế Thích Thiên sử dụng một cái tâm ma phi kiếm, liền muốn tự vận. Chậm. Vừa lúc đó, một đạo già nua tiếng quát, bỗng nhiên vang lên. Nhưng gặp một cái bàn tay khô gầy, lăng không hạ xuống xuống, mang một cổ thiên quân uy áp, đem Đế Thích Thiên phi kiếm đánh rơi. Ừ. Đế Thích Thiên ngẩn ra, nhưng gặp hư không tan vỡ, một cái ông già nổi lên. Cái này ông già. Cả người tràn ra bàng bạc bá đạo hơi thở, lộ ra một cổ vĩnh hằng bất hủ, nhật nguyệt bất diệt đại khí phách, lại là vô lượng thiên quân cấp cường giả khác. Hơn nữa, kinh người hơn chính là, cái này ông lão tướng mạo, lại cùng Nhâm Phi Phàm có ba phần tương tự. Lão tổ, Nhâm Phi Phàm thấy lão kia người hạ xuống, cũng là lấy làm kinh hãi. Nhưng gặp lão kia người bay xuống xuống, bàn tay bắt được Đế Thích Thiên, nói, Đế Thích Thiên, ngươi thua tội cực sâu. Cũng không thể cứ như vậy tiện nghi chết, ngươi và Đế Thích Vạn Diệp âm mưu, đã bị Vũ Hoàng trưởng giáo biết rõ, ngươi chết vạn lần không thể tha tội, cùng ta hồi vạn khư đền tội đi. Đế Thích Thiên nói, ngươi là. Lão giả kia nói, ta chính là 10 đại thiên quân thế gia, Nhâm gia lão tổ tông, tôn hào độc cô thiên quân, Nhâm độc hành. Đế Thích Thiên nghe được lão giả kia danh hiệu, nhất thời kinh ngạc. Diệp Thần cũng là thất kinh. Không nghĩ tới đối phương lại là thập đại lão tổ một trong, là Nhâm gia lão tổ. Đây chẳng phải là nói, cái này Nhâm độc hành, chính là Nhâm Phi Phàm lão tổ tông. Ngươi làm sao tới? Nhâm Phi Phàm nhìn Nhâm độc hành, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn có rất nhiều cái nhà, một cái trong đó chính là ở Thái Thượng Thế Giới, thật ra thì hắn chính là Thái Thượng Nhâm gia người, là Nhâm độc hành hậu nhân. Năm đó thập đại lão tổ phi thăng. Nhâm độc hành ở Thái Thượng Thế Giới sinh sôi, Nhâm gia huyết mạch 10 phần hưng vượng,
sản sinh ra Nhâm Phi Phàm cùng đảm nhiệm thiên nữ hai vị tuyệt thế thiên kiêu, gặp phải Vũ Hoàng Cổ Đế kiêng kỵ. Bất quá cho tới nay, Vũ Hoàng Cổ Đế cũng không dám quá mức gây khó khăn Nhâm gia, dẫu sao Nhâm Độc Hành là khai sáng vạn khư người hùn vốn một trong, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Vũ Hoàng Cổ Đế cũng không muốn xé rách ra mặt. Nhâm Độc Hành nhìn Nhâm Phi Phàm, ánh mắt cũng là hết sức phức tạp, mang hoài niệm, không biết làm sao, thổn thức, thương cảm Vân. Vân rất nhiều tâm trạng, cuối cùng thở dài một tiếng, nói. Tiểu Phàm, Đế Thích Thiên và Đế Thích Vạn Diệp cấu kết, muốn lợi dụng Tuyết Táng tinh trần, rèn luyện tâm ma ung thư, cái này cọc âm mưu, đã bị Vũ Hoàng trưởng giáo biết được. Vũ Hoàng trưởng giáo đã đem Đế Thích Vạn Diệp trấn áp, mệnh ta bắt Đế Thích Thiên quy án, cũng đem Tuyết Táng tinh trần mang về Vạn Khư. Nhâm Phi Phàm nghe được vậy Tiểu Phàm hai chữ, vẻ mặt rất kích động, thậm chí lộ ra một chút vẻ thống khổ, lúc còn trẻ rất nhiều chuyện cũ, đều bị vuốt. Đã từng vậy năm tháng vô tận cuối, hắn ở thái thượng thế giới sinh hoạt, lại là Nhâm gia thiên mệnh, có thể nói là tôn quý quang vinh tới cực điểm, nhưng sau đó gặp phải Vũ Hoàng Cổ Đế nghi kỵ, chỉ có thể chạy trốn rời đi. Mà Nhâm gia, sợ hãi Vũ Hoàng Cổ Đế uy nghiêm, cũng không dám đối Nhâm Phi Phàm chút nào bảo vệ. Nhâm Phi Phàm một đường lang bạc kỳ hồ, hoàn toàn là dựa vào tự thân nghị lực cùng khí vận, nghịch thiên quật khởi, hồi tưởng lại cả đời này lận đận cùng trắc trở, Nhâm Phi Phàm nghiêng đầu đi, trầm giọng nói. Lão Tổ, người muốn mang đi Đế Thích Thiên, vậy thì mang đi đi, ta vốn còn muốn cho hắn một thống khoái, xem ra là không được. Lấy Vũ Hoàng Cổ Đế tính cách, nếu như chộp được Đế Thích Thiên, đây tuyệt đối là thảm thiết hành hạ, sống không bằng chết. Đế Thích Thiên sắc mặt cuồng biến, biết rơi vào vạn khư kết quả, liền muốn tự vận, nhưng hắn cả người khí cơ, đều bị Nhâm Độc Hành bao phủ ở, nhưng là nhúc nhích không được. Nhâm Độc Hành, chính là Nhâm gia lão tổ tông, thập đại lão tổ một trong, cảnh giới tu vi cũng đạt tới vô lượng cảnh, xa xa vượt qua Đế Thích Thiên tự nhiên khó mà phản kháng. Nhâm Độc Hành nhìn Nhâm Phi Phàm trong tay Tuyết Táng tinh trần, nói Tiểu Phàm, còn có pháp bảo này. Nhâm Phi Phàm nói, người muốn làm cái gì? Nhâm Độc Hành thở dài nói, trừ Đế Thích Thiên ra, Vũ Hoàng trưởng giáo còn mệnh ta mang về Tuyết Táng tinh trần, mời đem người pháp bảo này cho ta. Nhâm Phi Phàm sắc mặt trầm xuống, nói, Đế Thích Thiên ngươi có thể mang đi, nhưng pháp bảo này ta không thể cho ngươi. Nhâm Độc Hành nói, Tiểu Phàm, không nên để cho ta khó xử, nếu như mang không trở về Tuyết Táng tinh trần, ta không cách nào giao nộp, chỉ sợ Vũ Hoàng trưởng giáo muốn giết chết ta. Nhâm Phi Phàm nói, Vũ Hoàng Cổ Đế hắn dám, người giàu gì là vạn khư một trong người sáng lập, hắn dám xé rách ra mặt. Nhâm Độc Hành cười khổ một tí, nói, đã hoàn toàn quyết liệt, thiên nữ muốn tự lập môn hộ, cùng Vũ Hoàng trưởng giáo tranh đấu, Nhâm gia bị liên lụy, trước mắt thái thượng Nhâm gia người, cơ hồ bị giết sạch, ta cũng mau đại họa ập lên đầu. Nhâm Phi Phàm con ngươi co rúm một cái, nói, đã quyết liệt sao? Hắn tự nhiên biết. Đảm nhiệm thiên nữ cùng Vũ Hoàng Cổ Đế, hai bên phân tranh to lớn, nhưng một mực duy trì một cái vi diệu thăng bằng, không có hoàn toàn tan vỡ. Nhưng hiện tại, Nhâm Độc Hành lại nói, đảm nhiệm thiên nữ cùng Vũ Hoàng Cổ Đế, đã hoàn toàn quyết liệt. Quyết liệt hậu quả, vậy dĩ nhiên là nghiêm trọng. Thái thượng Nhâm gia người, cơ hồ bị Vũ Hoàng Cổ Đế giết sạch. Nhâm Độc Hành nói, người có thể còn không biết, nửa tháng trước, thiên nữ lấy được hứa nguyện tiên trì. Nàng đã công khai phản bội vạn khư, thành lập nguyện vọng tiên giáo, nàng chính là nguyện vọng tiên giáo giáo chủ. Nghe nói như vậy, Nhâm Phi Phàm, Diệp Thần, Đế Thích Thiên, đều là trong lòng chấn động một cái. Hứa nguyện tiên trì, chính là bốn đại tiên trì một trong, truyền thuyết có thể thực hiện người bất kỳ nguyện vọng, vô cùng lợi hại, nếu như muốn phân chia bài danh, cái này hứa nguyện tiên trì, ở 33 thiên thái thượng thần khí bên trong, có thể xếp hàng thứ ba. Hiện tại, Thái thượng thiên nữ lấy được hứa nguyện tiên trì, trực tiếp phản bội vạn khư, tự lập môn hộ, thành lập nguyện vọng tiên giáo. Đây là đại sự kinh thiên động địa, dự đoán trước mắt thái thượng thế giới, đang lõm sâu kịch liệt vòng xoáy tranh đấu bên trong. Bị chuyện này ảnh hưởng, thái thượng Nhâm gia tộc nhân, cơ hồ bị Vũ Hoàng Cổ Đế giết sạch. Nhâm Độc Hành vậy mau đại họa ập lên đầu, hắn tự nhiên không muốn chết. Có được càng nhiều người, càng không muốn chết. Xem Nhâm Độc Hành cường giả loại này, từ ngâm thân thể cảnh tu luyện tới vô lượng cảnh, từ một cái hèn mọn con kiến hôi, trở thành vô thượng thiên quân, ở giữa không biết trải qua nhiều ít trắc trở, không biết nhận chịu nhiều ít vạn năm lận đận,
nơi nào cam tâm lúc này chết. Nhâm Độc Hành nói, hiện tại Vũ Hoàng trưởng giáo mệnh lệnh ta, mang về Đế Thích Thiên cùng Tuyết Táng Tinh Trần, nếu như có thể thuận lợi, hắn nói sẽ rất nhiều ta một cái an ổn cuộc đời còn lại, nhưng nếu như ta không làm được, hắn lập tức phải giết ta. Tuyết Táng Tinh Trần pháp bảo này, hạng thứ hai, hạng so Hứa Nguyện Tiên chỉ cao hơn nữa còn là đạo tâm thuộc tính tồn tại. Nếu như Vũ Hoàng Cổ Đế đạt được pháp bảo này, hắn liền có thể ung dung đối phó Thái Thượng Thiên Nữ. Thái Thượng Thiên Nữ tu luyện Cửu Thiên Bão Pháp Quyết, mà đây Cửu Thiên Bão Pháp Quyết chính là tu tâm thần thông, Cửu Thiên Bão Pháp Quyết đạo tâm kết giới bao phủ xuống, liền Vũ Hoàng Cổ Đế đều không cách nào phá giải. Nhưng nếu như hắn có thể được Tuyết Táng Tinh Trần, liền có thể phá hư Thái Thượng Thiên Nữ phòng vệ. Cho nên, đối Vũ Hoàng Cổ Đế mà nói, cái này Tuyết Táng Tinh Trần cũng là vạn phần trọng yếu. Nhâm Phi Phàm tay cầm Tuyết Táng Tinh Trần, cũng không nguyện chắp tay nhường ra, trầm giọng nói, lão tổ, để cho ngươi mang đi Đế Thích Thiên, đã là ta ranh giới cuối cùng, cái này Tuyết Táng Tinh Trần không thể nào cho ngươi, ngươi trở về đi thôi. Nhâm Độc Hành bàn tay khớp xương rắc 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 vang dội, nói tiểu phàm, ta không cách nào giao nộp, ngươi há chẳng phải là để cho ta chết. Nhâm Phi Phàm gương mặt yên lặng, ánh mắt vùng vẫy một tí, cuối cùng kiên quyết nói, ta không biết, tóm lại, pháp bảo này, ta vô luận như thế nào đều không thể cho ngươi, ngươi thật muốn, giết ta, là được đoạt bảo rời đi. Nhâm Độc Hành bi tiếng cười thảm, nói, ngươi cảnh giới tu vi một ngày ngàn dặm, hôm nay võ đạo trên ta xa, ta như thế nào là ngươi địch thủ. Nếu đánh thật, ngươi trong vòng ba chiêu, là được đem ta bằng thây vạn đoạn. Nhâm Phi Phàm hoàn toàn yên lặng. Hắn tự nhiên không muốn nhìn Nhâm Độc Hành chết đi, nhưng hắn càng không thể đưa ra Tuyết Táng Tinh Trần. Nếu như Tuyết Táng Tinh Trần rơi vào Vũ Hoàng Cổ Đế trên tay, bữa trước nữ hẳn phải chết. Cái này Tuyết Táng Tinh Trần, vừa vặn là đối phó Cửu Thiên Bão Pháp Quyết đồ sắc bén. Diệp Thần nhìn Nhâm Phi Phàm yên lặng hình dáng, cũng biết nội tâm hắn vùng vẫy cùng mâu thuẫn. Pháp bảo này, vô luận đóng hay không đi ra ngoài, đều sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Hoặc là Nhâm Độc Hành chết, hoặc là đảm nhiệm thiên nữ chết, không cách nào lưỡng toàn. Cân nhắc dưới, tự nhiên vẫn là lưu ở trong tay cho thỏa đáng, dẫu sao ở lại bên trong tay mình, vẫn tốt hơn đưa cho Vũ Hoàng Cổ Đế. Nhâm Độc Hành trong mắt hiện ra tia máu, ánh mắt sau lưng có sợ hãi sâu đậm cùng tuyệt vọng, nếu như không cách nào thuận lợi giao kém, Vũ Hoàng Cổ Đế không thể nào thả qua hắn. Tiểu phàm, ta giàu gì là ngươi lão tổ tông? Trên mình ngươi có ta huyết mạch và nhân quả, ngươi thật muốn khi sư diệt tổ, nhìn ta chết. Nhâm Độc Hành chẳng muốn chết, thanh âm mang cầu khẩn, khi sư diệt tổ bốn chữ, lại nhấn mạnh. Nhâm Phi Phàm thân thể run lên, nhìn Nhâm Độc Hành tịch mịch sợ hãi hình dáng, cắn răng, nói, được, ngươi muốn Tuyết Táng Tinh Trần cũng có thể, vẫn là câu nói kia, võ đạo quyết thắng, ngươi không đánh lại ta, vậy thì cùng Luân Hồi Chi Chủ giao thủ, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Luân Hồi Chi Chủ. Ta liền đem Tuyết Táng Tinh Trần cho ngươi. Diệp Thần kinh hãi, nói, Nhâm tiền bối, ta làm sao có thể. Diệp Thần trước mắt cảnh giới tu vi, chỉ có hoàn chân cảnh 8 tầng thiên mà thôi, đỉnh cấp bùng nổ nói, có thể chém chết bách ra cảnh 5-6 tầng thiên cường giả, nhưng đó đã là cực hạn. Mà Nhâm Độc Hành tu vi, nhưng đạt tới vô lượng cảnh, đây là thực tế võ đạo cảnh giới tối cao, chân chính vô lượng bất hủ, vô thượng thiên quân. Nếu như đánh, Diệp Thần không chống nổi Nhâm Độc Hành một chiêu, liền muốn bị giết hết. Mà Nhâm Độc Hành lại không chống nổi Nhâm Phi Phàm ba chiêu, có thể gặp Nhâm Phi Phàm lợi hại. Nếu như Nhâm Phi Phàm xuất thủ, vậy dĩ nhiên là nắm vững thắng lợi, nhưng nếu là kêu Diệp Thần xuất chiến, vậy thất bại không thể nghi ngờ. Nhâm Độc Hành thấy có mạng sống hy vọng, nhất thời đại hỉ, nói tiểu Phàm, ngươi. Ngươi gọi là ta cùng Luân Hồi Chi Chủ giao thủ sao? Cái này... Mặc dù ỷ lớn hiếp nhỏ, thắng không anh hùng, nhưng... Nhâm Phi Phàm nói, lão tổ, ở giao thủ trước, ngươi tu được trước đem mình cảnh giới tu vi, áp chế đến bách gia cảnh 3 tầng thiên, cũng không thể ỷ lớn hiếp nhỏ. Dừng một chút, lại nhìn hướng Diệp Thần nói, thằng nhóc, đây là một mình ngươi võ đạo đột phá thời cơ, nhà ta lão tổ là chân chánh vô lượng thiên quân, cùng này nhóm cao thủ so chiêu, là ngươi chọn đời ít khi cơ hội, không nên để cho ta thất vọng. Nhâm Độc Hành nghe được muốn áp chế cảnh giới, một hồi thất vọng, cẩn thận cảm ứng một tí Diệp Thần hơi thở, ngoài mặt xem, mặc dù chỉ có hoàn chân cảnh 8 tầng thiên, nhưng chân thật sức chiến đấu, chỉ sợ là thật to vượt qua.
nghe nói luân hồi chi chủ, đã luyện thành đại thiên trọng lâu trưởng, uy thế ngút trời, bách gia cảnh ba tầng thiên, sợ là phải bị hắn một chiêu trong nháy mắt giết, ta áp chế tu vi cũng có thể, áp chế đến năm tầng thiên đi. Nhâm Độc Hành cẩn thận tính toán, bách gia cảnh năm tầng thiên, là một cái tương đối thích hợp cảnh giới, áp chế đến cảnh giới này, hắn cùng Diệp Thần chiến đấu thắng bại, vừa lúc là 5 năm mở, hai bên cũng có thể tiếp thụ. Mà Nhâm Độc Hành, bằng vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, hắn nhưng là có lòng tin, ở cuối cùng đánh bại Diệp Thần. Nhâm Phi Phàm nói, bách gia cảnh 5 tầng thiên, vậy cũng có thể, thằng nhóc, ngươi thấy thế nào? Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, sẽ đối chiến bách gia cảnh 5 tầng thiên cường giả, hơn nữa còn là thiên quân, có thể so 6 tầng thiên một ít tồn tại còn kinh khủng hơn, hắn muốn đỉnh cấp bùng nổ, mới có thủ thắng cơ hội, quả thực không quá dễ dàng. Nhưng, nếu có cùng thiên quân giao thủ cơ hội, Diệp Thần vậy không muốn bỏ qua, nói, được, Nhâm tiền bối, ta có thể đánh một trận. Nhâm Phi Phàm nói, rất tốt. Nhâm Độc Hành ha ha cười một tiếng, không cần cùng Nhâm Phi Phàm động thủ, chỉ là muốn cùng Diệp Thần so chiêu, tâm tình hắn nhất thời buông lỏng rất nhiều, nói, sớm nghe luân hồi huyết mạch bao trùm chư thiên, ngày hôm nay cuối cùng có lãnh giáo cơ hội, ta cũng coi là không uổng công cuộc đời này. Nói xong, Nhâm Độc Hành cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu áp chế mình cảnh giới tu vi. Hắn tu vi hơi thở, một đường bị áp chế, cuối cùng đến bách gia cảnh 5 tầng thiên. Diệp Thần nhìn về Nhâm Độc Hành, vốn là hắn không thấy rõ Nhâm Độc Hành lai lịch, bởi vì vô lượng thiên quân tu vi hơi thở, chân thực quá mênh mông, hắn không cách nào theo dõi. Nhưng hiện tại, hắn nhưng là có thể rõ ràng nhìn ra, Nhâm Độc Hành trước mắt tu vi, chính là bách gia cảnh 5 tầng thiên, thân sắc cường độ, khí vận nội tình vân. Vân, vậy cùng nhau áp chế đến cảnh giới này. Nhâm Phi Phàm thân thể chớp mắt, qua đi bắt Đế Thích Thiên, đứng ở xa xa chuẩn bị xem cuộc chiến. Diệp Thần cùng Nhâm Độc Hành, trôi lơ lửng ở trong hư không, mơ hồ rằng co. Nhâm Độc Hành nói, luân hồi chi chủ, người trước ra chiêu đi. Diệp Thần tim đập bịch bịch, hắn trước đây cho tới bây giờ không cùng thiên quân đã giao thủ, bên trong lòng không khỏi có chút kích động, hít sâu một hơi, thoáng bình phục tinh thần, nói, lão tiền bối, đắc tội. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần thân thể bão tố bắn ra, cả người nổ lên Phật quang, một chưởng hướng Nhâm Độc Hành vỗ tới. Tám bộ phù đồ khí. Khoáng đạt Phật quang, từ Diệp Thần lòng bàn tay nổ lên, hóa thành ngàn tầng cao Phật tháp, cuồng như vậy hướng Nhâm Độc Hành bạo đập đi. Một chiêu này khí tượng uy mãnh, nhưng trong thực tế chỉ là dò xét, Diệp Thần còn không vận dụng lá bài tẩy. Nhâm Độc Hành gương mặt không thay đổi, nhẹ bỗng vung ra một chưởng. Cử trọng nhược khinh, linh khí thúc dục tới giữa, liền đem Diệp Thần phù đồ bảo tháp, uy thế toàn bộ làm tan rã. Diệp Thần nhìn gặp hắn võ đạo thủ pháp, không câu nệ như ý, hồn như là sẵn có, hoàn toàn xem không ra cái gì chiêu số, nhưng chính là nhẹ bỗng đem thế công của mình hóa đi. Không hổ là thiên quân cường giả. Diệp Thần khen ngợi một tiếng, biết rõ Nhâm Độc Hành mạnh mẽ, tại chỗ rút ra Long Uyên Thiên Kiếm, liền triệu hoán ra huyết long. Hống. Huyết long uy mãnh thân thể, quấn quanh ở trên thân kiếm, oai rồng minh mông. Diệp Thần cầm kiếm nơi tay, khí thế nhất thời tăng vọt. Huyết nguyệt đồ thiên trảm. Hạ một sát, Diệp Thần ngửa mặt lên trời chợt quát, hòa lẫn huyết long uy thế, trực tiếp sử dụng huyết nguyệt đồ thiên trảm. Trong thoáng chốc, bảy luân huyết nguyệt bay lên không, Diệp Thần một kiếm thế như hãn biển, quay đầu hướng Nhâm Độc Hành bổ tới. Ha ha, luân hồi chi chủ, ngươi chiêu kiếm pháp này và tiểu phàm chênh lệch còn có chút lớn à. Nhâm Độc Hành nhìn trên trời bảy luân huyết nguyệt, mặt không đổi sắc, bàn tay bỗng nhiên như nhanh như tia chớp phá ra, lại một tí phong tỏa Diệp Thần kiếm khí chỗ bạc nhược, bàn tay như dưới đao rơi nhất kích, hư không đều bị chém bạo, thất lạc thời không bên trong nổ lên vô cùng gió bão. Bầu trời bảy luân huyết nguyệt, ở trong bão tố nghẹn ngào băng diệt, trong nháy mắt tiêu tán. Diệp Thần huyết nguyệt đồ thiên trảm, lại là bị ngay tức thì phá hư. Nhâm Phi Phàm sắc mặt trầm xuống, mở miệng chỉ điểm, đừng dùng chiêu này, lão tổ hắn biết máu này tháng kiếm pháp tất cả lai lịch, trực tiếp dùng ngươi mạnh nhất cửu thiên thần thuật. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói ưm. Một giây kế tiếp, Diệp Thần liền muốn thi triển đại thiên trọng lâu trưởng. Nhưng, Nhâm Độc Hành biết rõ đại thiên trọng lâu trưởng lợi hại, nhưng sẽ không cho Diệp Thần thi triển cơ hội. Thiên ma hàng long ấn. Nhâm Độc Hành hai tay kết ấn. Sau đó một tôn uy mãnh đại thủ ấn,
mang cuồn cuộn ma khí, lấy hàng long phục hổ đại khí phách, hướng Diệp Thần Đầu vỗ tới. Cái này thiên ma hàng long ấn, chính là 33 thiên hồng mông cổ pháp một trong, là rất thông thường thần thông, nhưng ở Nhâm Độc Hành trong tay thi triển ra, lại có hóa hủ mục nát là thần kỳ uy lực, trưởng ấn khí thế 10 phần minh mông. Diệp Thần nhất thời cảm thấy nghẹt thở, trong chốc lát cũng không hạ thi triển đại thiên trọng lâu trường, vội vàng huy động Long Uyên Thiên Kiếm đón đỡ. Thật may hắn chấp trưởng thiên kiếm, kiếm khí mũi nhọn đặc biệt sắc bén, thiên kiếm của múa tới giữa, Nhâm Độc Hành một đôi bàn tay thịt, cũng không dám quá mức ép tới gần, chỉ là hai tay liền vòng lật bay, áp chế Diệp Thần, không cho hắn thi triển cửu thiên thần thuật cơ hội. Diệp Thần bị đánh được ổn định lui về phía sau, hơi thở ngưng đọng chất. Đối mặt Nhâm Độc Hành áp lực, so sánh chiến thường mạch quân còn lớn hơn. Đồng dạng là bách gia cảnh 5-6 tầng thiên, nhưng Nhâm Độc Hành dẫu sao là vô lượng thiên quân, hơn nữa còn là vạn khư người, sau lưng có vạn khư ý chí, võ đạo uy thế không phải chuyện đùa. Thiên ẩn quỷ diệt thứ. Nhâm Độc Hành từng bước ép sát, hóa trưởng là chỉ, dùng lại ra một chiêu hồng mông cổ pháp, chỉ một cái như gai, hướng Diệp Thần tim ám sát đi, từng chiêu đều là thẳng vào chỗ yếu hại, không lưu chỗ trống. Hắn biết rõ trận chiến này mấu chốt, nếu như không cách nào đánh bại Diệp Thần, hắn liền không lấy được Tuyết Táng Tinh Trần, trở lại vạn khư, đây tuyệt đối là một con đường chết, cho nên từng chiêu đòi mạng, đặc biệt hung hãn. Hư Linh Thần Mạch, mở. Diệp Thần mắt gặp tình thế bất lợi, thậm chí ngay cả thở khí cũng khó khăn, lập tức mở Hư Linh Thần Mạch. Hư Linh Thần Mạch mở một cái, chung quanh không gian nhất thời vặn vẹo. Diệp Thần nhìn chính xác cơ hội, một cái thoáng hiện, phi độn đến xa xa, rốt cuộc xuyễn qua một cái khí. Không tốt, Nhâm Độc Hành thấy Diệp Thần đột nhiên chui mở, nhất thời ám hô không ổn. Cửu Thiên Thần Thuật, Đại Thiên Trọng Lâu Trường. Diệp Thần một đạt được thở dốc, trong mắt nhất thời nổ lên sát khí, cả người linh khí cùng ý chí hội tụ, sau lưng có thế giới vô biên, vạn trọng lâu các bàng bạc khí tượng hiển hóa. Chợt, Diệp Thần hung hăng một trường, mang long trời lở đất, hoành đẩy vũ trụ uy thế, cuồng như vậy hướng Nhâm Độc Hành đánh giết ra. Đây là hắn nắm giữ mạnh nhất võ đạo, cũng là mạnh nhất cửu thiên thần thuật, Đại Thiên Trọng Lâu Trường. Này trường vừa ra, thiên địa làm rung chuyển, vũ trụ làm hỗn loạn, ra giới đại lộ phai mờ, uy thế hung mãnh hung dữ, có thể nói hiện thế võ đạo đỉnh cấp. Ung ung, Đại Thiên Trọng Lâu Trường hoành đẩy mà qua, cuốn lên ngàn vạn nặng đợt khí, vô cùng cường hãn. Nhâm Độc Hành sắc mặt đại biến, ở Đại Thiên Trọng Lâu Trường trưởng pháp đợt khí nổi bật hạ, hắn già nua thân thể, giống như bạo gió sóng biển bên trong một chiếc thuyền con, lộ vẻ được đặc biệt nhỏ bé. Địa mẫu nguyên thần quang, cho ta hấp thu. Trong lúc nguy cấp, Nhâm Độc Hành hai tay cua múa, đánh ra một đoàn mơ hồ mậu thổ ánh sáng. Cái này đoàn quang mang, chính là địa mẫu nguyên thần quang, là từ vạn vật mẫu kiếm quyết bên trong diễn hóa ra tới giả thần thuật. Vạn vật mẫu kiếm quyết, cửa này cửu thiên thần thuật, núp ở huyền hải, vạn khư vậy không gặp qua. Nhưng vạn khư thần điện cất giấu vật quý giá phong phú, vạn vật mẫu kiếm quyết không có, giả thần thuật vẫn phải có, cho nên Nhâm Độc Hành vậy nắm giữ địa mẫu nguyên thần quang. Diệp Thần tự nhiên gặp qua môn thần thông này, trước huyền hải kiêm ra kiếm phái người, mang đi huyền cơ nguyệt thời điểm, liền đã từng dùng cửa này giả thần thuật, chặn lại hắn Đại Thiên Trọng Lâu Trường. Nhưng, lúc đó Diệp Thần, là nỏ hết đà, thế khó khăn Mặc Hạo làm, cho nên bị ngăn trở, mà bây giờ Diệp Thần. Nhưng là khỏe hẳn trạng thái, chính là một môn giả thần thuật, muốn ngăn trở hắn trưởng thế, đó là nói vớ vẩn. Phá cho ta! Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, Đại Thiên Trọng Lâu Trường thúc dục đến mức tận cùng, trưởng thế một đường bão táp, trực tiếp nghiền nát Nhâm Độc Hành địa mẫu nguyên thần quang, hung hăng bạo giết hướng hắn thân thể. Nhâm Độc Hành thần sắc đại biến, sớm đoán được Đại Thiên Trọng Lâu Trường cường hãn, nhưng không nghĩ tới cường hãn như vậy. Mắt xem Diệp Thần một trường quay chụp, Nhâm Độc Hành trong mắt thoáng qua vô số ánh sáng, cuối cùng lại không có né tránh, ngược lại là nghịch trưởng thế, bạo sông lên lên. Minh ma tay, phá. Nhâm Độc Hành quát lên một tiếng lớn, sử dụng một chiêu hồng mông nguyên thuật, chính là từ thiên ma hàng long ấn bên trong lột xác thăng cấp thần thông, bàn tay như minh ma vậy nổ lên hắc khí, một trường đánh về phía Diệp Thần ngực. Diệp Thần con người co rúc lại, hoàn toàn không nghĩ tới Nhâm Độc Hành như thế hung hãn. Đối mặt hắn Đại Thiên Trọng Lâu Trường, lại không né tránh, vẫn là tấn công. Cái này một tí nổi lên biến cố, Diệp Thần vậy không dự liệu được, vội vàng lui về phía sau,
nhưng vẫn là chậm nửa bước, kết kết thật thật bị đánh một chưởng. Phốc xích. Diệp Thần tại chỗ hộc máu, chỉ cảm thấy ngực xương cốt nổ tung, ngũ tạng lục phủ sôi trào vặn vẹo, đau nhức dị thường. Mà Nhâm Độc Hành, không có né tránh dưới, vậy rất miễn cưỡng bị Diệp Thần một chưởng. Đại Thiên Trọng Lâu trưởng, uy thế há là trò đùa, Nhâm Độc Hành cứng rắn bị một chưởng, cả người xương cốt cơ hồ nghiền, hộc máu liền liền, gương mặt ngay tức thì trắng bệch, bị thương so Diệp Thần còn nặng. Lão tiền bối, ngươi. Diệp Thần liền ngay cả thở khí, thi triển bát quái thiên đan thuật, điều thuận thương thế. Nhâm Độc Hành vậy móc ra một viên chữa thương đan dược, chính là đi qua vạn khư thúy trúc tiên chỉ rèn luyện linh đan, uống vào, điều chỉnh thương thế, ha ha cười một tiếng nói. Võ đạo tranh phong, khí thế không thể thua, ta coi như là lưỡng bại câu thương, cũng sẽ không lui về phía sau nửa bước. Hắn kinh nghiệm võ đạo cực kỳ phong phú, chỉ là tỷ võ quyết đấu, tranh nhưng thật ra là một hơi, khẩu khí này, vô luận như thế nào cũng không thể yếu. Cho nên, coi như đối mặt Đại Thiên Trọng Lâu trưởng, hắn cũng không từng lui về phía sau, liều chết cũng phải cướp công, tình nguyện lưỡng bại câu thương, thậm chí mình bị thương nặng hơn, đều không nguyện yếu thế. Diệp Thần rung động thật sâu, vậy cảm nhận được liền vô lượng thiên quân khí phách cùng ý chí. Nhưng gặp Nhâm Độc Hành phục chữa thương đan dược sau đó, thương thế hơi có chuyển biến tốt, lập tức ký kết dấu tay, phóng thích pháp bảo. Thương thế hắn tuy có chuyển biến tốt, nhưng hơi thở chưa khôi phục, lần này ra tay, là muốn cướp công. Đại Nhật Kim Luân, như trời hạ xuống. Nhâm Độc Hành quát lên một tiếng lớn, một vòng màu vàng kim viên luân, từ trong tay hắn thả ra ngoài. Cái này luân màu vàng kim viên luân, ánh sáng so với thái dương còn muốn sáng chói, uy thế nóng rực. Kịch liệt ánh sáng chiếu rọi xuống tới, Diệp Thần thậm chí không mở mắt ra được. Chú ý, là 33 thiên thái thượng thần khí, Đại Nhật Kim Luân, thiên nữ rèn luyện qua pháp bảo. Nhâm Phi Phàm thấy Đại Nhật Kim Luân hạ xuống, thanh âm mang vẻ ngưng trọng, nhắc nhở. Đại Nhật Kim Luân. Diệp Thần nhìn vậy nhức mắt Kim Luân, vậy bắt được thiên cơ. Lúc đầu cái này Đại Nhật Kim Luân, chính là 33 thiên thái thượng thần khí bên trong, hạng sau cùng tồn tại. Pháp bảo này, nguyên bản cũng không tại hạng nhóm, nhưng bởi vì đi qua thái thượng thiên nữ rèn luyện, phẩm chất thật to tăng lên, cho nên bước lên hạng. 33 thiên thái thượng thần khí, đầu tiên là thiên quân phong thần bia, thứ hai là tuyết táng tinh trần, đi về sau là bốn đại tiên trì, hồng quân thất bảo, hồng hoang cửu môn, thập đại thiên châu, hơn nữa cái này Đại Nhật Kim Luân. Vừa lúc là 33 kiện. Còn như luân hồi thánh hồn thiên, bởi vì lâu dài không có ai chấp trưởng, hơn nữa luân hồi độc tôn, đã sớm chóc liền hạng, bao trùm ở 33 thiên thái thượng thần khí bên trên. Đã từng luân hồi thánh hồn thiên, còn ở đứng đầu bảng thời điểm, cũng không có Đại Nhật Kim Tua tồn tại, chỉ là bởi vì luân hồi thánh hồn thiên chóc, chống đi một vị trí, mới để cho pháp bảo này bước lên đi vào. Mặc dù hạng cuối cùng, nhưng có thể bước lên 33 trời. Có thể gặp thái thượng thiên nữ cường hãn. Nhâm Độc Hành hơi thở không phục, lần này cướp công, rõ ràng cho thấy liều mạng. Hắn biết trận chiến này không thể thua, thua liền mất mạng, cho nên coi như cướp công, liều mạng cắn trả nguy hiểm, vậy phải nhanh một chút đánh bại Diệp Thần. Diệp Thần thấy đối phương như thế hung hãn, cũng là lớn là kiêng kỵ. Thương thế hắn chưa khôi phục, đối mặt cái này Đại Nhật Kim Tua trấn áp, nhất thời cảm thấy vô cùng áp lực. Phảng phất có một vòng mặt trời gay gắt, quay đầu hướng mình nổ tới vậy. Luân hồi thánh hồn thiên, hồn thể đổi thành, luân hồi hồn thể, mở. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần ngửa mặt lên trời chợt quát, tay trái chống một cái, lòng bàn tay nổ lên một đoàn hắc mang bên trong lóng lánh ra một cá ơ quỷ chữ, đó là diệt quỷ hồn đạo thánh hồn khí tức. Luân hồi thánh hồn thiên, ngay tức thì mở. Nhưng gặp một phiến hồi vụ mông lung, tràn đầy khói mù quỷ khí bầu trời. Từ Diệp Thần đỉnh đầu nổi lên. Luân hồi hồn thể, vậy là theo chân mở, Diệp Thần hồn thể đổi thành, cả người hơi thở điên cuồng bạo tăng. Cái này luân hồi thánh hồn thiên, Diệp Thần tuy chỉ góp nhặt một khối mảnh vỡ, nhưng đối với luân hồi hồn lực gia trì, nhưng là đặc biệt to lớn. Hiện tại hắn thân xác bị thương, tinh thần cũng không bị thương, linh hồn lực lượng thả ra ngoài, hồn thể đổi thành, chống đỡ luân hồi thánh hồn bầu trời, ngăn cản Nhâm Độc Hành thế công. Nhâm Độc Hành Đại Nhật Kim Luân, uy như mặt trời gay gắt vậy đánh giết tới. Nhưng cái này luân mặt trời gay gắt, không cách nào phá rõ ràng thánh hồn bầu trời khí tượng. Diệp Thần luân hồi thánh hồn thiên,
rất miễn cưỡng chặn lại đại nhật kim tua tấn công sát phạt. Cái gì? Nhâm Độc Hành ngũ quan vặn vẹo, không nghĩ tới Diệp Thần còn có cái này lá bài tẩy. Ta cầu nguyện, đại thiên trọng lâu, uy áp bát hoang. Diệp Thần ngửa mặt lên trời gào thét, sử dụng nguyện vọng thiên tinh, mượn nguyện vọng thiên tinh uy lực, lần nữa thi triển đại thiên trọng lâu trưởng. Oanh oanh oanh! Nhưng gặp nguyện vọng thiên tinh bên trên, nổ ra vô cùng trưởng ảnh, mỗi một dấu bàn tay, đều mang đại thiên trọng lâu uy thế, ùn ùn kéo đến hướng Nhâm Độc Hành lướt đi. Nhâm Độc Hành sắc mặt cuồng biến, đối mặt ngàn vạn trọng trưởng ấn đánh tới, nhưng thì không cách nào ngăn cản. Thiên quân uy nghi, tồi thiên diệt. Sống chết trước mắt, Nhâm Độc Hành không thể đè thêm chế tu vi, lập tức phóng thích tất cả trói buộc, để cho tự thân thực lực, khôi phục lại vô lượng thiên quân cảnh giới. Hắn cảnh giới một khôi phục, thiên quân uy nghiêm bộc phát ra, bắn ra chỉ, lập tức tiêu diệt trước mắt tất cả trưởng ảnh. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, cho dù thi triển đại thiên trọng lâu trưởng, tự nhiên cũng không khả năng đối kháng thiên quân, hơn nữa Nhâm Độc Hành còn không phải là phổ thông thiên quân, mà là vô lượng cảnh thiên quân, càng không phải là Diệp Thần có thể đối kháng. Nhưng Nhâm Độc Hành lại nữa áp chế, mà là bộc lộ ra chân thực tu vi, chàng này tỷ võ, hắn đã là thua. Lão tiền bối, đa tạ. Diệp Thần chắp tay một cái, thu hồi nguyện vọng thiên tinh, nói. Nhâm Độc Hành ở giây phút sau cùng, cưỡng ép khôi phục thực lực, đối kháng Diệp Thần, đó đã là vi phạm tỷ võ quy tắc, dĩ nhiên là Diệp Thần thắng. Cái này, Nhâm Độc Hành cả người cứng ngắc, không nói ra lời, gương mặt ngay tức thì ảm đạm trắng xám, ánh mắt đã là chết, tất cả ý nghĩ tan vỡ hình dáng. Nghĩ đến bị thua hậu quả, Tuyết Táng Tinh Trần mang không đi trở về, vậy chắc là phải bị Vũ Hoàng Cổ Đế giết chết, hắn không khỏi mồ hôi lạnh nhễ nhại, thân thể run dữ dội hơn. Nhâm Phi Phàm tiến lên trước một bước, nói, lão tổ, người thua, người đi thôi. Sau đó, Nhâm Phi Phàm đem Đế Thích Thiên thân thể, ném cho Nhâm Độc Hành. Nhâm Độc Hành cả người run rẩy run, ánh mắt mang cực lớn sợ hãi, lại tại chỗ hướng Nhâm Phi Phàm quỳ xuống, nói tiểu Phàm, ta không muốn chết, van cầu ngươi, đem Tuyết Táng Tinh Trần cho ta, để cho ta mang về giao nộp, nếu không Vũ Hoàng Cổ Đế nhất định phải dùng vô cùng tàn nhẫn thủ đoạn, đem ta hành hạ chết. Hắn cái này một cái quỳ, để cho được Nhâm Phi Phàm cũng là thất kinh. Lão tổ, cần gì phải như vậy? Nhâm Phi Phàm liên tiếp lui về phía sau, cũng không dám bị Nhâm Độc Hành quỳ bái, dẫu sao Nhâm Độc Hành là hắn lão tổ tông, hắn vội vàng cách không ngự dùng linh khí, đem Nhâm Độc Hành đỡ lên. Nhâm Độc Hành lại hướng Diệp Thần cầu khẩn nói, luân hồi chi chủ, van cầu ngươi, đem vậy Tuyết Táng Tinh Trần cho ta, ta thuận lợi giao nộp sau đó, Vũ Hoàng Cổ Đế nói qua. Sẽ rất nhiều ta một cái an ổn cuộc đời còn lại, ta sau này liền ẩn cư, tuyệt không cùng ngươi tranh đấu. Diệp Thần nhìn Nhâm Độc Hành như vậy đáng thương hình dáng, trong lòng vừa âm thầm thống hận Vũ Hoàng Cổ Đế tàn nhẫn, nói, lão tiền bối, thật xin lỗi, ta không làm chủ được. Nhâm Độc Hành cả người run rẩy, vạn niệm câu hôi. Nhâm Phi Phàm nói, lão tổ, ngươi mang đi Đế Thích Thiên, chỉ ít vậy coi là công lao một kiện, Vũ Hoàng Cổ Đế chưa chắc sẽ giết ngươi. Nhâm Độc Hành cười khổ nói, Vũ Hoàng Cổ Đế nóng nảy, ngươi cũng không phải không biết. Nhâm Phi Phàm nói, tóm lại, chàng này tỷ võ ngươi thua, y theo ước định, ta không thể đem Tuyết Táng Tinh Trần cho ngươi, mời ngươi thứ lỗi, ngươi có thể mang đi Đế Thích Thiên. Nhâm Độc Hành nhìn Đế Thích Thiên một mắt, ảm đạm trong ánh mắt, lại dấy lên một chút hy vọng. Có lẽ, đúng như Nhâm Phi Phàm mà nói, có thể đem Đế Thích Thiên cái này tội nhân, mang về Vạn Khư, vậy coi là công lao một kiện. Có thể Vũ Hoàng Cổ Đế biết lái ân. Tâm ma ung thư, cùng ta trở về đi thôi. Nhâm Độc Hành cắn răng, sợ hãi bi thương dưới, nhưng là đem tức giận tung ở Đế Thích Thiên trên mình, bắt Đế Thích Thiên cổ áo. Đế Thích Thiên sắc mặt trầm xuống, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, lớn tiếng nói, ta Đế Thích Thiên người thế nào, ta cho dù chết, vậy tuyệt không lâm vào là Vạn Khư tù nhân. Tâm ma hiến tế, cho ta bảo. Một đoàn minh mông quang minh, so đại nhật kim luân. Trên trời nhật nguyệt, còn muốn sáng chói hàng tỷ lần ánh sáng, từ Đế Thích Thiên sâu trong nội tâm, bạo dũng ra, ầm ầm nổ. Cái này đoàn quang mang, thật ra thì chính là Đế Thích Thiên tâm ma. Phàm có chút cầu, nhất định có tâm ma. Đế Thích Thiên cũng không ngoại lệ, thật ra thì hắn cũng có tâm ma của mình. Hắn tâm ma, chính là phát động thẩm phán, rửa sạch thiên hạ, thành lập trong truyền thuyết lý tưởng đất nước. Đây là hắn nguyện vọng.
cũng là hắn chấp niệm, lại là hắn tâm ma. Cái này tâm ma, nhưng là cuồn cuộn quang minh hình dáng, không mang theo một chút thế tục bụi bẩm cùng hắc ám, đại biểu đế thích thiên chọn đời lý tưởng. Hắn cho dù chết, cũng không muốn lý tưởng tan biến. Nhưng hiện tại, hắn sắp muốn lâm vào là vạn khư tù nhân, muốn chết cũng không thể. Cho nên, hắn lại đem tâm ma của mình, vậy chính là mình nội tâm chỗ sâu nhất nguyện vọng, trực tiếp hiến tế nổ. Cái này hiến tế, đại biểu lý tưởng tan biến. Sau này thì coi là đế thích thiên sống sót, hắn đều là một cái mất đi lý tưởng cái xác biết đi. Phịch, tâm ma lý tưởng một hiến tế, mênh mông quang minh nổ, đế thích thiên thân xác, trong nổ tung lâm vào là bụi bặm. Không tốt, nhâm độc hành thần sắc đại biến, vội vàng lui về phía sau, né tránh nổ đánh vào. Mắt xem đế thích thiên thần hồn, cũng phải trong nổ tung chôn vùi, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc ngay tức thì, nhâm phi phàm ngang nhiên ra tay. Cự kình thần thụ, lên. Nhâm phi phàm phẩy tay áo một cái bào, cự kình thần thụ thả ra. Một đầu cự kình, ngang trời bay vút lên ra, đi tới đế thích thiên bên người, đang kịch liệt nổ bên trong, che ở hắn thần hồn. Đế thích thiên lần này tự bạo, không lưu chỗ trống, cho dù là chết, cũng không muốn lâm vào là vạn khư tù nhân. Nhưng, nhâm phi phàm ra tay một cái, hắn liền chết cũng không chết được, mặc dù thân xác bạo diệt, nhưng thần hồn bị nhâm phi phàm bảo vệ xuống. Nhâm phi phàm, người muốn làm chi? Đế thích thiên giận dữ, thần hồn bị cự kình che chở, nhưng cũng bị trói buộc, nhúc nhích không được. Nhâm phi phàm nói, xin lỗi, đế thích thiên, ta hiện tại vẫn không thể để cho ngươi chết. Nói xong, nhâm phi phàm đem đế thích thiên thần hồn, giao cho nhâm độc hành. Vô luận như thế nào, nhâm độc hành dù sao phải cầm ít đồ trở về giao nộp, cho nên, đế thích thiên hiện tại vẫn không thể chết. Nhâm độc hành mặt xanh một hồi, trắng một hồi, kịch liệt thở một hơi, ám hô mạo hiểm. Nếu như đế thích thiên thật đã chết rồi, vậy hắn liền hoàn toàn xong rồi, vũ hoàng cổ đế sẽ không bỏ qua hắn. Hiện tại cứu về đế thích thiên, chỉ ít còn có thể cầm hắn giao nộp. Đế thích thiên người này, chính là ở giữa thiên địa, duy nhất chấp trưởng tâm ma đại chú kiếm người, hắn còn có giá trị lợi dụng, vũ hoàng cổ đế khẳng định sẽ không dễ dàng thả qua hắn. Tiểu phàm, đa tạ ngươi. Nhâm độc hành lau mồ hôi, đem đế thích thiên thần hồn, phong ấn nhập đại nhật kim luân bên trong. Đế thích thiên tức miệng mắng to, nhâm phi phàm, người chết không được tử tế. Hắn muốn chết cũng không thể, trong lòng lý tưởng lại hiến tế tan biến, sau này còn sống cũng là đau khổ, huống chi rơi vào vạn khư trong tay, vô luận sống hay chết, cũng định trước thảm thiết. Tiểu phàm, lần này thật là thật cảm ơn ngươi. Nhâm độc hành lần nữa nói cảm ơn, lại nhìn xem Diệp Thần, sau đó móc ra một quả ngọc bội, nói. Ngọc bội này, là mở ra nhân gian cấm thành chìa khóa, có lẽ đối các ngươi hữu dụng. Nhâm phi phàm nói, nhân gian cấm thành. Nhâm độc hành nói, ừ, người nọ gian cấm thành, ở hắc ám biển cấm, bí mật hết sức, liền ma tổ vô thiên đều không cách nào chạm đến, ta từng đi hắc ám biển cấm ẩn núp gián điệp, thỉnh thoảng đạt được nhân gian này cấm thành chìa khóa, đáng tiếc chỗ đó dẫu sao ở hắc ám biển cấm, vạn khư cũng khó mà đến, cho nên vũ hoàng cổ đế cũng không có bước vào tâm tư, chìa khóa này liền đưa cho các ngươi. Dừng một chút, nhâm độc hành nhìn về Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, người nọ gian cấm trong thành. Có một khối luân hồi thánh hồn thiên mảnh vỡ, là liên quan tới nhân gian hồn đạo, có lẽ sẽ đối với ngươi hữu dụng, ta bại trong tay ngươi, là ta kỹ không bằng người, ngược lại cũng không trách ngươi. Lần này hồi thái thượng thế giới, ta hơn phân nửa là phải chết, chìa khóa này, coi là ta đưa cho các ngươi sau cùng lễ vật. Vừa nói, nhâm độc hành đem ngọc bội giao cho Diệp Thần. Nhân gian hồn đạo, nhân gian cấm thành. Diệp Thần trong lòng động một cái. Luân hồi thánh hồn thiên có 6 khối mảnh vỡ, trước mắt hắn trên đầu, chỉ có một khối diệt quỷ hồn đạo mảnh vỡ, mà hiện tại, nhâm độc hành lại nói, ở nhân gian cấm thành, ngoài ra có một khối mảnh vỡ, là liên quan tới nhân gian hồn đạo. Nếu như có thể thu thập được tay, luân hồi thánh hồn thiên là được viên mãn một bước. Đa tạ lão tiền bối. Diệp Thần nhận lấy ngọc bội, nghĩ đến nhâm độc hành tương lai vận mệnh, tâm tình 10 phần phức tạp. Nhâm độc hành thảm cười nhạt một tiếng, nói ta ít nhất có thể mang đế thích thiên trở về, vũ hoàng cổ đế chưa chắc sẽ giết chết ta, có thể sau này ta ở thái thượng thế giới, còn có thấy ngươi cơ hội. Diệp Thần cùng nhâm phi phàm đều là yên lặng. Tiểu phàm, người sau này muốn chú ý,
Phú Hoàng cổ đế chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ, là đời này có khả năng nhất chứng đạo không không tồn tại, ngươi và luân hồi chi chủ, muốn cùng hắn đối kháng, thật là khó hơn lên trời. Còn nữa, thiên nữ cũng muốn giết ngươi. Nàng nói, thiên không cho hai ngày, nhâm gia chỉ có thể có một cái khí vận chi tử, đó chính là nàng. Ngươi sau này trở lại thái thượng thế giới, nàng hơn phân nửa muốn động thủ giết ngươi, cướp lấy ngươi thiên mệnh khí vận. À, đều là oan nghiệt, ta lấy là ta nhâm gia sản sinh ra hai vị thiên tài, là vạn cổ ít khi thở mạnh voi, nào nghĩ tới các ngươi tương lai sẽ xảy ra chết tướng mạo gặp. Nhâm Độc Hành thật sâu ngắm nhìn Nhâm Phi Phàm một mắt, dặn dò cảnh cáo, lại là ngửa mặt lên trời thở dài, thổn thức vạn phần. Diệp Thần có vẻ chấn động, trong đầu nghĩ, thiên nữ lại muốn giết Nhâm tiền bối. Chuyện này, hắn nhưng là mới liệu chưa kịp. Nhâm Phi Phàm nhưng sớm có dự liệu, gương mặt bình tĩnh rửng rưng, nói ta đều biết, lão tổ, ngươi an tâm trở về đi thôi. Nhâm Độc Hành thân thể già nua, run rẩy tốt một trận. Cuối cùng trầm mặc xoay người rời đi. Uy trấn thái thượng thế giới Độc Cô Thiên Quân, Nhâm gia ngày xưa nắm giữ, bây giờ nhìn lại chỉ là một đáng thương lão đầu tử. Diệp Thần nhìn Nhâm Độc Hành hình bóng, mơ hồ tới giữa, thấy được một đoàn quang. Đó là Hải Đăng Quang. Cái này đoàn quang, hơi chập chờn dưới, có thể loáng thoáng thấy Vũ Hoàng cổ đế bóng dáng. Lúc đầu Nhâm Độc Hành trong lòng Hải Đăng, lại là Vũ Hoàng cổ đế. Sự phát hiện này, để cho Diệp Thần nội tâm rung động một tí. Muốn đến là Vũ Hoàng cổ đế võ đạo thông trời, Nhâm Độc Hành hàng năm bầu bạn ở bên cạnh, cho nên sinh lòng sùng bái cùng kính sợ, đem Vũ Hoàng cổ đế coi là Hải Đăng cùng thần minh. Hiện tại, cái này đoàn quang đang dần dần tắt, Vũ Hoàng cổ đế bóng dáng, vậy sắp hóa thành bọt nước tiêu tán. Nhâm Độc Hành trong lòng Hải Đăng, phải đem chính hắn giết chết, thảm như vậy mãnh liệt kết cục, hắn tự nhiên khó mà tiếp nhận, Hải Đăng cũng chỉ dập tắt. Cuối cùng, Nhâm Độc Hành hoàn toàn rời đi, không thấy bóng dáng. Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm nhìn nhau, trầm mặc rất lâu sau đó. Diệp Thần nội tâm bên trong, lướt qua rất nhiều ý niệm. Đế Thích Thiên bị mang đi Vạn Khư Thần Điện, không biết chờ đợi hắn, sẽ là dạng gì vận mệnh. Mà Địa Tâm Vực, vận mệnh tâm ma câu đi, mất đi hai đại trợ lực, tương lai đối kháng Vạn Khư, càng gian nan hơn. Còn có Thái Thượng Thiên Nữ. Nói thiên không cho hai ngày, muốn chém giết Nhâm Phi Phàm, sau này đi đến thái thượng thế giới, chỉ sợ gian nan trọng trọng. Thằng nhóc, Tuyết Táng Tinh Trần ta phân ngươi một nửa. Nhâm Phi Phàm thanh âm, đem Diệp Thần suy nghĩ kéo trở lại. Nhưng gặp Nhâm Phi Phàm ngón tay rạch một cái, đem vậy Tuyết Táng Tinh Trần, chia nhỏ thành hai nửa, một nửa giao cho Diệp Thần. Cái gì? Diệp Thần nhất thời ngạc nhiên. Nhâm Phi Phàm nói, bản võ thiên đế di cốt. Bị tâm ma ô nhiễm qua, huyết mạch đã không có thể hấp thu, thật may Tuyết Táng Tinh Trần, chúng ta thuận lợi bắt vào tay, vậy thì một người một nửa đi, ta có một nửa Tuyết Táng Tinh Trần, đủ để đột phá đạo tâm. Diệp Thần nói, pháp bảo này còn có thể cắt nhỏ sao? Nhâm Phi Phàm gật gật đầu nói, ở 33 thiên thái thượng thần khí bên trong, Tuyết Táng Tinh Trần là hết sức là đặc thù tồn tại, pháp bảo này, ngược lại giống như đan dược kỳ chân, có thể trực tiếp uống luyện hóa. Dung nhập vào huyết mạch bên trong, chỉ cần chúng ta không chết, pháp bảo này liền vĩnh hằng tồn tại. Diệp Thần một hồi ngạc nhiên, đem Tuyết Táng Tinh Trần bắt vào tay bên trong, một viên bụi bặm nơi tay, chỉ cảm thấy băng lạnh buốt, tựa như lòng bàn tay rơi xuống một phiến hoa tuyết. Nếu pháp bảo này có thể phân cắt, vì sao không cho nhà ngươi lão tổ một phần? Diệp Thần hỏi. Nhâm Phi Phàm nói, vô dụng, Vũ Hoàng cổ đế mong muốn, là hoàn chỉnh Tuyết Táng Tinh Trần. Nếu như là không lành lặn trạng thái, không cách nào đối phó thiên nữ cửu thiên bão phát quyết. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, ngươi và thiên nữ. Nhâm Phi Phàm nói, ta sớm dự liệu được, ta cùng nàng tới giữa, chung có đánh một trận, đó là thiên mệnh cuộc chiến, không thể tránh khỏi, hoặc là ta giết chết nàng, hoặc là nàng giết chết ta, tuyệt không hòa giải có thể. Diệp Thần nội tâm chấn động, nói, Nhâm tiền bối, chờ các ngươi cuối cùng quyết chiến tới. Ta sẽ đứng ở ngươi bên này. Nhâm Phi Phàm khoát tay một cái, nói, không cần, đây là ta cùng nàng số mệnh ân oán, không cần người ngoài nhúng tay, ngươi làm trên vách xem là được, ta không cần ngươi hỗ trợ, như ta chết, ngươi thay ta nhặt xác là được. Diệp Thần nói, tiền bối. Nhâm Phi Phàm nói, tốt lắm, không nói, lần này ta cùng lão tổ quấn quanh quá lâu, chỉ sợ sẽ bị Vũ Hoàng cổ đế phong tỏa thiên cơ,
ta phải mau sớm rời đi, người nọ gian cấm thành, ngươi liền mình đi đi, ta không cùng ngươi cùng nhau. Còn nữa, nếu như ngươi còn muốn ở vùng lân cận lưu lại, tận lực không nên động dùng cửu thiên thần thuật và thiên kiếm, thậm chí là luân hồi đạo pháp, nơi đây cực kỳ dễ dàng bị vũ hoàng cổ đế phát hiện, không có ta ở bên người ngươi, một khi vận dụng, thì có bị phát hiện có thể. Vậy nhân quả chi địa đến gần thất lạc thời không, cường giả rất nhiều, tốt nhất không muốn dính qua sâu. Diệp Thần nói, được. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, lập tức nói với đừng rời đi. Sau lưng hắn mơ hồ cũng có một đoàn quang, đó là hải đăng ánh sáng, Diệp Thần thấy được mình bóng người. Hắn chính là Nhâm Phi Phàm hải đăng. Nhâm Phi Phàm rời đi sau đó, Diệp Thần tại chỗ, đứng ngẩn ngơ hồi lâu. Hống. Bỗng nhiên, một tiếng kinh thiên long ngâm, đem Diệp Thần đánh thức. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, ánh mắt nhìn về thất lạc thời không chỗ sâu. Vậy tiếng rồng ngâm, chính là từ thất lạc thời không chỗ sâu truyền tới, mang theo cực mạnh xuyên thấu lực, cơ hồ muốn đâm thủng Diệp Thần màng nhĩ. Chẳng lẽ là bầu trời long hồn? Diệp Thần trong lòng động một cái, tựa hồ bắt được bầu trời long hồn hơi thở. Trước ở hắc ám biển cấm, Già Thiên Ma Đế cùng Vũ Hoàng Cổ Đế tranh đấu, đưa đến bầu trời long hồn thất lạc, không gặp bóng dáng. Mà hiện tại, Diệp Thần lại nghe được bầu trời long hồn thanh âm. Diệp Thần tiến lên trước một bước, rất muốn tiến vào thất lạc thời không chỗ sâu, tìm tòi kết quả. Nhưng, cái này thất lạc thời không, quy luật chân thực quá phức tạp, nếu như chạy loạn nói, rất dễ bị lạc. Chủ nhân, ta tựa hồ đánh hơi được bầu trời long hồn hơi thở. Huyết long thân thể nổi lên, thấm ra một chút thèm thuồng cùng khát vọng. Thiên không chi vương thần hồn, chính là long hồn, cùng hắn khí cơ tương thông. Nếu như có thể luyện hóa bầu trời long hồn, hắn nhất định có thể nghịch thiên lột xác, thậm chí hóa thân thành một đời mới thiên lý, chấp trưởng thiên đạo thần phạt, hùng phách thiên hạ. Nơi này vẫn là quá nguy hiểm, chúng ta sau này lại tới. Có lẽ Ngọc Khanh Âm có thể biết. Diệp Thần suy tư một hồi, lập tức làm ra quyết định. Lấy hắn thực lực trước mắt, đi sâu vào thất lạc thời không tìm bảo, vẫn là quá mức mạo hiểm. Chí ít, muốn chờ luân hồi thánh hồn thiên viên mãn, luân hồi hồn thể đạt tới đỉnh cấp nói sau. Cũng tốt, à, nếu như bữa trước không long hồn thật thất lạc, thật đúng là quá đáng tiếc. Huyết long nội tâm bên trong, đối bầu trời này long hồn, nhưng là vô cùng khát vọng, không đành lòng thấy này cùng cơ duyên thất lạc. Nhưng, thất lạc thời không chỗ này, dẫu sao quá nguy hiểm, bây giờ còn chưa phải là đoạt bảo thời điểm. Huyết long ẩn núp hồi long uyên thiên kiếm bên trong, mà Diệp Thần vậy nhanh chóng hướng một phương hướng đi. Hắn còn có một nơi nhân quả không có giải quyết. Chính là Ngọc Khanh Âm. Chẳng biết tại sao, Diệp Thần luôn cảm giác Ngọc Khanh Âm, thất lạc thời không, âm ma thiên thạch, cùng với bữa trước không long hồn, có một sợi dây quấn vòng quanh. Một cây không thấy rõ, không nói rõ tuyến. Rất nhanh, Diệp Thần liền trở lại trước đây an bài Ngọc Khanh Âm hang núi, dọc theo đường đi, hắn cảm giác được rất nhiều mạnh mẽ bao nhiêu ý định giết người lướt qua. Sợ rằng những người này còn không có buông tha tìm Ngọc Khanh Âm cùng với anh nàng. Đi tới hang núi, Diệp Thần liền thấy Ngọc Khanh Âm đang hang núi đi tới lui, mắt đẹp viết đầy ngưng trọng, khi nàng nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện, rốt cuộc thở ra một hơi. Nàng lấy là Diệp Thần lại cũng sẽ không xuất hiện. Dẫu sao hai người bình thủy tương phùng, cho dù có âm ma thiên thạch nhân quả dính, vậy chưa đến nỗi để cho Diệp Thần như vậy mạo hiểm. Ngay tại nàng hoàn toàn thất vọng thời điểm, Diệp Thần xuất hiện. Diệp Thần con người đông lại một cái, phát hiện cái gì, đưa tay ra, bắt Ngọc Khanh Âm cổ tay, nói, tới để cho ta xem huyết mạch ngươi cấm chế. Ngọc Khanh Âm có chút nghi ngờ, không phải huyết mạch cấm chế đã giải quyết sao? Diệp Thần thần sắc càng thêm ngưng trọng, bởi vì huyết mạch kia cấm chế lại còn lưu lại một chút. Nếu không hoàn toàn giải quyết, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Thần ngồi xếp bằng, hoàn toàn tụ tinh hội thần đắm chìm trong lau đi huyết mạch cấm chế thế giới bên trong. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị hoàn toàn lau đi lúc đó, dị biến nổi lên. Oanh, một tiếng nổ vang, Diệp Thần thức tỉnh. Có người ở đánh trận pháp, xem ra lần này trận pháp, kéo dài không được bao lâu. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, trận pháp bị phát hiện, liền đại biểu có cường giả hạ xuống, có thể nhìn thấu hắn nơi bố trí trận pháp, người đến ít nhất là bách giả cảnh 5 tầng thiên cảnh giới. Đây nếu là đặt ở lúc bình thường, Diệp Thần có thể cái tay xóa bỏ,
nhưng trước đây không lâu và nhâm độc hành cái loại này thiên quân đại chiến, lại đang cái này hao phí tâm thần lau đi cấm chế, sau khi thành công chiến lực có thể còn thừa lại mấy thành, hắn vậy nói không chừng. Điện chủ, người đi trước đi. Ngọc Khanh âm thần sắc hung ác, ta vốn là không dự định còn sống đi ra ngoài, có thể giết một cái ta liền kiếm. Diệp Thần nghe vậy, không có lên tiếng, một lát sau, hắn hít sâu một hơi, yên tâm đi, mặc dù phát hiện ta bố trí trận pháp, nhưng muốn phá vỡ, còn được một hồi, không muốn phân tâm, tiếp tục phá cấm chế. Nhưng, Ngọc Khanh âm còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng là bị Diệp Thần rõ vẻ mặt chế chỉ. Còn có cơ hội, yên tâm đi, ta còn có lá bài tẩy không dùng đâu. Diệp Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, chẳng biết tại sao, trong một cái chớp mắt này, Ngọc Khanh âm có một loại ảo giác. Không thể nói rõ vi diệu cảm giác. Cùng lúc đó, ngoại giới. Không hổ là lão đại, lại còn không lâu lắm, trận pháp này chính là có thể phá, người ở bên trong, đúng là cá trong chậu. Thời khắc này bờ biển bên trên, các sắc nhân cùng tụ tập. Mấy cái nửa bước bách giả cảnh cường giả chen ở Hàn Phong trước người, bắt đầu nịnh nọt nói. Tăng nhanh độ tiến triển, ta không hy vọng đến khi hai vị điện chủ hạ xuống, chúng ta liền người đều không moi ra. Hàn Phong cặp mắt kia, có một loại vừa câu hồn lại hung dã thần sắc, vào thời khắc này bất kỳ người khác trong ánh mắt thì không cách nào tìm được. Lại là qua hồi lâu, Hàn Phong nhìn một chút vậy sắp biến mất ánh trăng, trên mặt không nhịn được vẻ mặt hơn nữa rõ ràng. Vào thời khắc này, trước mặt mọi người bên trong không gian, truyền ra rát ca tiếng vỡ vụn. Lại thêm sức lực, trận pháp không gian phải bị đánh nát. Không chỉ là ai kêu một tiếng, đám người bên trong, mọi người lực lượng tất cả đều là hội tụ đến một chút bên trên, chuẩn bị công phá kết giới. Hừ! Hàn Phong trên mặt mang lên vẻ vui mừng, khinh thường một tiếng hừ nhẹ, chợt yêu khí bùng nổ, lại hóa thành một đầu màu bạc trắng cự lang, có chừng mấy chục trượng cao. Vậy con chó sói thử sắc bén răng nhọn, khạc ra vậy thật dài màu máu đỏ đầu lưỡi, một cái đuôi vung ở kết giới bên trên. Chẳng ai nghĩ tới Hàn Phong lại là yêu tộc. Diệp Thần trước đây không lâu bố trí đại trận, lên tiếng đáp lại cáo phá. Đại trận phá vỡ, phơi bày ở trước mắt mọi người, chính là một tòa bị nhất vĩ quét tới nửa ngọn núi gò núi nhỏ. Không nghi ngờ chút nào, người ngay tại trong hang núi. Cái này bên bờ biển. Vừa nhìn vô tận, ra khỏi sơn động, xem các ngươi còn có thể chạy trốn đi nơi nào. Hàn Phong vẫn như cũ là phơi bày cự lang tư thái, một đôi màu xanh ánh mắt ở trong đêm tối phát ra khác thường quang, chó sói miệng dài mà hẹp, dài 42 cái nanh nghiêm giọng nói. Theo Hàn Phong hiện ra tư thái, ở sau lưng hắn những người còn lại chờ tất cả đều là lắc mình một cái. Mờ tối trong bóng đêm, đom đóm vậy lục quang không ngừng lóe lên, là chó sói ánh mắt đang lóe hung ác ánh sáng. Lấm tấm, một đám ác lang tới. Công phá hang núi, Hàn Phong ra lệnh một tiếng, bầy sói phát điên vậy đồng loạt tràn vào vậy không gặp sâu cạn cửa hang bên trong. Ngao ô thê lương tiếng sói tru vang lên. Đáng chết, là đêm trăng bầy sói, U Thiên Điện người tới. Ngọc Khanh âm sắc mặt ngưng trọng, nơi nơi lo âu. Ừ, nơi này cũng có yêu tộc. Diệp Thần nhìn về thiếu nữ Ngọc Khanh âm, chỉ nghe được nàng tiếp tục nói, dẫn đầu kêu Hàn Phong. Chính là U Thiên Điện cường giả, thực lực rất khủng bố. Bởi vì chủng tộc đặc tính, chúng nhất tộc dưới ánh trăng tắm hạ, chiến lực sẽ bạo tăng. Thời khắc này Hàn Phong, tuyệt đối nguy hiểm. Diệp Thần mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, vốn cho là còn có thể hơn chống đỡ một hồi, không nghĩ tới đại trận lại nhanh như vậy cáo phá. Oanh! Lại là một tiếng nổ vang sau này, vẫn là không gặp bầy sói vọt tới. Tiếp tục, cấm chế còn thiếu cuối cùng một khoản. Diệp Thần suy nghĩ mấy phen, chắc chắn nói. Nhưng mà, không muốn để cho ca ngươi bỏ mạng nói, ngươi liền nghe ta. Diệp Thần quát lên. Ngọc Khanh âm vậy rõ ràng liền là chuyện gì xảy ra, lần nữa nhắm mắt. Hang núi ra. Một đạo thân ảnh xuất hiện, cắt đứt đám người. Không nghĩ tới ngươi người tàn phế, còn dám trước đi tìm cái chết. Hàn Phong nhìn trước mắt bị nhất kích đánh tan bầy sói, từ vậy hậu phương bí mật trong rừng. Một bóng người lảo đảo tới. Màu đen vạt áo bị máu tươi thấm ướt, ồ ồ toát ra đỏ tươi chất lỏng vò tới trên đất, bị hắn từng bước lôi ra nồng nặc mùi tanh. Hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Hàn Phong một chưởng đánh ra, chính giữa ngọc giác ngực, đem quét ngang đi. Vốn là trọng thương khu ngọc giác,
một kích kia, đánh lui bầy sói, đã là nỏ hết đà. Hôm nay ai một kích này, sức sống bắt đầu dần dần tan rã. Ngươi không nên đắc tội U Thiên Điện. Hàn Phong lãnh đạm mắt sói bên trong không gặp chút nào vẻ thương hại, một cước hung hăng đạp. Oanh! Vào thời khắc này, to lớn yêu khí chập chờn truyền ra tới, giống như trong biển sóng lớn vậy, một sóng cường thịnh một sóng. Hàn Phong lại là bị chấn động lui lại mấy bước, lúc này mới lần nữa đứng yên. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần cùng Ngọc Khanh Âm bóng người, đã đứng ở cửa hang núi, một nam một nữ, giống như tiên dáng trần xuống trần, thiếu nữ lụa đen giờ phút này mặt nạ đã là lần nữa che xây ở trên mặt. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ là khó khăn ngăn cản vậy chắc tuyệt dáng người. Diệp Thần đại khái nhìn lướt qua tình huống chiến đấu, đưa ra một viên thuốc, nhàn nhạt nói, viên thuốc này đút cho ca ngươi. Hắn hất tay cho Ngọc Khanh Âm một viên thuốc, tỏ ý nàng kéo Ngọc Giác nhanh lên rời đi. Ngay tại Diệp Thần hai người lau đi huyết mạch cấm chế xuất quan một khắc đó trở đi, chân trời xa chạy nhanh đến một đạo thân ảnh dừng bước. Màu máu trường bào thiếu niên dựng thân cùng hư không, hắn lau mép một cái chảy ra một chút đỏ thấm, thanh âm khàn khàn tự lẩm bẩm, Ngọc Khanh Âm huyết mạch cấm chế bị phá, quả nhiên là âm ma thiên thạch. Ở bên kia sao? Màu máu trường bào phảng phất là giờ phút này sâu nửa đêm sắc bên trong duy nhất ánh sáng, hắn bóng người hơi chút bứa, như là được cảm ứng, cấp tốc đi. Cùng lúc đó, một chỗ khác U Thiên Điện vậy cảm giác được cái gì? Cổ ba động này, U Thiên Điện hai vị điện chủ đạt tới thánh tử, một nhóm ba người cảm nhận được cái này của lực lượng vô danh lan truyền. Nhị điện chủ ánh mắt đông lại một cái, yêu khí đại thịnh, hóa thành một đầu chim đại bàng. Còn lại hai người đứng ở đại bàng phần lưng, chấn động cánh đi. Thời khắc này Diệp Thần xuất hiện, nhìn như lộng lẫy, thực thì hắn nhưng mà rõ ràng trước mắt mấy phe bị động thế cục, không thể kéo dài nữa, phải tốc chiến tốc thắng. Ngươi là người nào? Hàn Phong nói, quanh thân yêu khí cường đại như cũ, yếu ớt lục quang hàn mang nhìn thẳng Diệp Thần, hắn có thể cảm nhận được Diệp Thần khí tức trên người, không phải là người tầm thường. Ngươi giết ngươi! Diệp Thần quanh thân khí thế bén nhọn bạo tán ra, tình huống hôm nay chống đỡ hết nổi cầm hắn theo như đối phương đánh trường kỳ kháng chiến, phải tốc chiến tốc thắng, giải quyết hết tên trước mắt, sau đó rút lui. Tốt ở đối phương là yêu tộc. Hàn Phong ngay tức thì hóa thành cự lang, phát ra một tiếng giống giận, một móng chính là dựa theo Diệp Thần đầu đánh tới. Vô tận không gian mơ hồ chập chờn. Có thể gặp một kích này lực lượng kinh người dường nào. Đá vụn nâng lên. Sức lực gió tứ tán. Quyền chảo đụng nhau, đếm trượng rộng móng vuốt sói lại là bị Diệp Thần gầy yếu quả đấm cách cản lại. Dưới móng vuốt sói, Diệp Thần thân thể bạo tán ra ngất trời sát ý, đỏ tươi con mắt nhìn thẳng to lớn mắt sói. Giờ khắc này Diệp Thần đã lựa chọn thiên yêu thân thể và mượn âm ma thiên thạch nhập ma. Nếu vận dụng thiên kiếm và cửu thiên thần thuật dễ dàng bị Vũ Hoàng cổ đế phát hiện, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Diệp Thần yêu khí kinh thiên. Một quyền nện ở cự lang đùi phải bên trên. Ngao! Một tiếng thống khổ tiếng kêu gào, đầu sói dữ tợn vẻ mặt đã là há mồm hướng Diệp Thần cắn tới, một quyền kia, lại là đem cự lang đùi phải miễn cưỡng cắt đứt đi. Đối mặt yêu tộc, Diệp Thần hoàn toàn bao trùm trên đó. Hủy diệt đạo ấn cửu trọng thiên, Diệp Thần chống đủ lực lượng cuối cùng, ẩn chứa hủy diệt quy tắc lực bao trùm ở toàn thân bề mặt, khí thế lần nữa leo lên. Huyết dịch đỏ thắm bắt đầu tràn ra ra, thoáng qua tới giữa, Diệp Thần đã bị màu máu bao phủ, hắn con người đông lại một cái, hướng về phía cự lang phóng tới. Trong hư không ngân bạch sắc cự lang mắt gặp Diệp Thần lấy thân máu thịt vọt tới, lúc này to lớn miệng sói phun ra nóng rực ngọn lửa, hướng Diệp Thần công tới. Ngân lang phun hơi thở. Lực lượng bá đạo phun ra, Diệp Thần vẫn như cũ là không tránh, ngạnh kháng miệng sói phun hơi thở ra nhiệt mang lên. Chui vào cự lang trong miệng. Không muốn, Ngọc Khanh Âm thấy Diệp Thần vậy cùng cự lang so sánh, nhỏ bé thân thể đón ngân lang phun hơi thở tản ra hủy diệt thiên địa vậy hơi thở, chui vào cự lang trong miệng, cũng là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nuốt vào đan dược, khôi phục thần trí Ngọc Giác mắt gặp Diệp Thần này cùng tác chiến phương pháp, cũng là nhíu mày. Cự lang mắt lộ ra vui mừng, một hơi đem Diệp Thần nuốt vào. Hạng người xấu, không biết trời cao đất rộng. Cự lang đem Diệp Thần một hơi nuốt vào trong bụng, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, mặc dù bị gãy một cái chân, nhưng vẫn là phong tư trác tuyệt. Tiếp theo, nên xử lý các ngươi hai con kiến hôi. Cự lang há mồm một tiếng lớn khiếu,
mọi âm thanh yên lặng, Ngọc Thị huynh muội giờ phút này đều là bị thương tàn phế tàn, Ngọc Khanh Âm giờ phút này đứng dậy, người đừng quên, ta vẫn là âm ma thánh điện hắc ám thánh nữ. Ta cũng không phải là trái hồng mềm. Cự lang nghe vậy, khinh miệt cười một tiếng. Cự lang dưới trạng thái hàn phong, hiển nhiên chẳng muốn đối phía dưới hai huynh muội hạ sát thủ, đây chính là điện chủ chỉ mặt gọi tên muốn bắt sống tồn tại. Các ngươi, cự lang vừa muốn mở miệng, nhưng gặp được phía dưới Ngọc Thị huynh muội nhìn về phía mình ngay trong ánh mắt tồn tại khác thường, lúc này ý thức được không ổn. Một mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện bụng mình lại sáng lên màu đỏ thắm một đoàn quang mang, lại vậy đoàn nóng rực tinh mang ở càng tránh càng sáng. Om sòm, Diệp Thần thanh âm đạm mạc từ cự lang trong bụng truyền tới, ngay sau đó đau nhức làm được vậy có chừng mấy chục trượng cao cự lang từ không trung rơi xuống, sau đó bắt đầu lăn lộn đầy đất. Thất lạc chi hải nội địa nguyên phiến bí mật trong rừng, một đầu nổi điên dã thú ở không chút kiêng kỵ chạy như điên. Ngươi đi ra cho ta. Cự lang hàn phong gầm thét một tiếng, bốn móng nhịp bước nhưng vẫn như cũ là ở lớn bên trên lăn lộn lao nhanh, vậy khập khánh hình dáng thật là chật vật. Theo cự lang gầm thét tiếng tiệm khởi, bụng đỏ thắm mang càng phát huy khỏi bệnh sáng. Thử rồi. Sốt cuộc, đó là kiếm xé ra máu thịt thanh âm. Ngao ô. Một tiếng rên rỉ chấn triệt cửu u, vậy có chừng mấy chục trượng thú thân thể ầm ầm ngã xuống, hấp hối màu xanh lá cây sẫm trong mắt dần dần khép lại. Máu tươi từ bụng ồ ồ xông ra, nhiễm đỏ màu bạc trắng chó sói tông, cũng ở đây mặt đất bên trên, hóa thành một nâng khe suối nhỏ dòng nước chảy. Từ cự lang bụng nhập vào cơ thể da đỏ thắm mang chớp mắt, trong hư không, Diệp Thần bóng người từ màu đỏ tươi chớp sáng bên trong hiện ra. Thời khắc này Diệp Thần đã không có sức lại chiến đấu, quần áo đã bị máu tươi tắm thành đỏ tươi vẻ. Trên lồng ngực, trên cánh tay phải, còn có ngân lang phun hơi thở vậy lưu lại cháy kiêu căng, màu bạc ngọn lửa còn ở cháy. Diệp Thần bóng người từ trên hư không rớt xuống, Ngọc Khanh Âm thấy vậy, đem hắn ôm vào trong ngực, ba người tất cả đều mất đi sức chiến đấu. Mau rút lui. Diệp Thần lảo đảo đứng dậy, kéo hai người liền phải rời khỏi nơi đây. Nháy mắt tức thì, xa xôi chân trời một cổ đồ sộ sóng gió lớn thổi tới, Diệp Thần ba người bị đẩy lui mấy phần, ngay sau đó che khuất bầu trời màu vàng cánh chính là chiếu vào liền ba người mi mắt. Xin lỗi, các ngươi, không đi được. Một đạo thanh âm đạm mạc vang vọng ở giờ phút này tịch liêu mặt đất bên trên, kim quang chớp mắt, ba cái bóng người hiện thân tại trên hư không, nhìn thẳng Diệp Thần ba người. Diệp Thần nhìn trong hư không hai cái người trung niên cùng một tên trẻ tuổi nam tử. Ánh mắt bên trong lần đầu tiên hiện ra vẻ ngưng trọng. Thật là mạnh. Thời khắc này Diệp Thần đã lại không dư lực, cho dù là thời kỳ toàn thịnh, đối mặt trong đó hai người, cũng là chỉ có liều chết lực trốn địa vị. Diệp Thần trong ba người, giờ phút này duy nhất có sức chiến đấu, cũng chỉ có Ngọc Khanh Âm một người. Tiểu Ngọc, trên mình ngươi rốt cuộc giấu có bí mật gì, nói ra, có lẽ U Thiên Điện có thể đảm bảo ngươi một mạng. U Thiên Điện Thánh Tử U Minh. Nhìn phía dưới thiếu nữ, vội vàng mở miệng nói. Đa tạ thánh tử điện hạ hảo ý, chỉ bất quá ta Ngọc Khanh Âm vô phúc hưởng thụ, cái này U Thiên Điện, sợ là vậy không tha cho ta. Ngọc Khanh Âm giờ phút này nhưng là quả quyết cự tuyệt nói. U Minh trong mắt bay qua một chút dùng mình, nhưng trong xương quật cường vẫn không cho phép hắn đối thiếu nữ trước mặt ngồi nhìn bỏ mặc, đang muốn mở miệng, bên cạnh kim xí đại bằng nhưng là tay áo vung tay lên. Om sòm. Không tán thưởng đứa con gái. Diệp Thần các người căn bản không biết chuyện gì xảy ra, Ngọc Khanh Âm chính là phun ra một ngụm máu tươi, thân hình đổ bay ra. Lau một cái đỏ thấm từ Diệp Thần trước mắt thổi qua, nhỏ xuống ở lớn bên trên. Kinh khủng như vậy kim xí đại bằng chỉ là khinh thường liếc mắt một cái té xuống đất ba người, nhẹ giọng phân phó nói, mang về tống giam, đợi nghe xử trí. Hắn xoay người liền muốn rời đi, Diệp Thần nhưng là liều chết vùng vẫy. Nhưng làm sao, đã là kiệt lực. Ngay tại Diệp Thần đã quyết định buông tha chống cự, làm tiếp tính toán thời điểm, hắn đầu óc bên trong nhưng là vang lên một giọng già nua, ngươi thằng nhóc này thật có thể gây họa, cũng được, ngươi là bởi vì là lão phu mới dính chỗ này nhân quả, hôm nay lão phu liền giúp ngươi một cái. Một giây kế tiếp, Diệp Thần chỉ cảm thấy vùng đan điền lau một cái cảm giác ấm áp bay lên, chợt tinh ánh sáng màu đỏ liền tách thả ra, bao phủ cả tòa thất lạc chi hải. Đang muốn xoay người rời đi kim xí đại bằng đột nhiên dừng chân, quay đầu nhìn Diệp Thần, giờ khắc này, hắn tựa hồ là rõ ràng liền cái gì, hô lớn, không tốt, nhị ca mau.
Một bên khác một người trung niên người, cũng chính là Kim Sĩ Đại Bằng trong miệng nơi kêu nhị ca ở hắn lên tiếng để gặp, liền đã phát hiện đầu mối. Dẫu sao đều là nơi này cường giả đứng đầu, hắn hét lớn một tiếng, yêu khí bùng nổ, thân thể bạo tăng vô số lần, hóa thành một đầu màu đỏ thẫm trăm trượng cự viên hướng Diệp Thần một trường vỗ tới. Hắn uy năng, xa không vậy Hàn Phong có thể so sánh. Một trường ra, mưa gió đổi. Dưới chân cả tòa hòn đảo đều run rẩy, tựa hồ cái này vật chết đều là có linh trí vậy, rơi vào sợ hãi mà phát run. Diệp Thần bị một đoàn tinh ánh sáng màu đỏ bao vây, nháy mắt tức thì biển máu tách thả ra, từ trong đưa ra một cái to lớn cánh tay, cùng cự viên cứng rắn hám một trường, không rơi hạ phong. Chỉ gặp từ Diệp Thần thân thể hóa thành biển máu bên trong, vạn trượng đại ma bóng người bắt đầu chui ra. Rồi sau đó chậm rãi ngưng tụ, hóa thành trăm trượng khu, nơi ngực bị móc sạch tim như cũ dữ tợn đáng sợ. Kim Sĩ Đại Bằng một tiếng gáy vang, âm ma thiên thạch, lúc đầu cái này lão bất tử còn âm hồn không tán. Hắn hiển nhiên nhận ra cái này tôn đại ma là người phương nào, móng trên mang theo sán ngọn lửa màu vàng, hướng đại ma nơi cổ họng tấn công tới. Lúc này Diệp Thần, từ biển máu bên trong rơi xuống, đã ngã xuống đất, lâm vào trạng thái hôn mê. Hừ, đã chết ý chí ghé vào một viên vô chủ trên đá, vậy ngông muốn cùng ta hai người tranh đấu. Màu đỏ thấm cự viên, lớn tiếng gầm thét. Đại ma giống như là chỉ có cơ giới tính bản năng chiến đấu, đối với hai vị yêu tộc đại năng nói nơi tiếng nói bịt tai không nghe thấy, cũng vẫn là tái diễn đập cùng phòng thủ tư thái. Tạm thời tới giữa, đại ma cùng hai vị yêu tộc cường giả chiến đấu chung một chỗ. Ngọc Khanh Âm coi tình hình, liền kéo đã hôn mê Diệp Thần chuẩn bị rời đi. Ngọc Giác lúc này ở Diệp Thần đan dược bồi bổ hạ, cũng là có thể tiếng chuông đứng. Ba người liền muốn thừa dịp loạn chạy trốn. Không cần suy nghĩ, hôm nay, các ngươi nơi đó cũng không đi được. U Thiên Điện Thánh Tử U Minh chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở ba người sau lưng, hắn cũng không có lựa chọn đánh lén, mà là lẳng lặng nhìn ba người. Ở trước mặt hắn, cái này bị thương ba người, tựa hồ hắn không để được nửa điểm mà tác chiến dục vọng, nhưng có thể xác định phải, U Minh tuyệt sẽ không thả bọn họ đi. U Minh chưa mở miệng. Nhưng là bỗng nhiên lúc này nghe được trên hư không truyền tới một đạo khàn khàn thanh âm, thật là náo nhiệt à, xem ra ta tới đúng lúc. Một đạo màu đỏ như máu trường bào tuấn giật thiếu niên xuất hiện ở trên chiến trường, khàn khàn giọng âm chắc chắc cười nói. Mặt đất bên trên cùng hai đại yêu tộc thánh mạnh đấu đại ma, xa thấy vậy thân màu máu trường bào, mi mắt tới giữa có chút lộ vẻ xúc động. Thời khắc này Diệp Thần nhưng là trong mắt đông lại một cái, hắn đã đoán được cái này mấy người tới. Toàn cũng là vì âm ma thiên thạch, xem ra cái này thù cũ, đã là không thể hóa giải. Như vậy, vốn là Diệp Thần đã có bó tay chịu trói, sau đó sẽ làm tính toán ý, hôm nay huyết sắc này trường bào chàng trai hiện thân, ngược lại là làm được Diệp Thần trong lòng lần nữa có so đo. Hắn chợt thông qua nơi đan điền âm ma thiên thạch đối diện trước tác chiến hư ảnh bắt đầu truyền lời, đây cũng chính là tại sao cái này tôn đại ma, thấy trong hư không màu máu trường bào nam tử sau đó. Vẻ mặt có chút lộ vẻ xúc động, không hề cam, có căm hận. Lưu được núi xanh có ở đây không sợ không củi đốt, hôm nay đánh một trận, quyền coi là cân nhắc lai lịch của đối phương. Diệp Thần tiếp tục hướng về phía đại ma truyền âm, một khi hao tổn ở chỗ này, liền thật không có hy vọng, hôm nay phải đi. Đại ma im lặng, lấy trước mắt bọn họ thực lực, đối kháng hai người yêu tộc cường giả cùng với trước mặt thực lực này tuyệt đỉnh kinh khủng bộ dáng thiếu niên người, không khác nào là tự tìm đường chết. Âm ma thiên thạch, trong hư không, màu máu trường bào thiếu niên liếm liếm không có chút huyết sắc nào môi, thanh âm khàn khàn tựa hồ phải đem mảnh thiên địa này cắt rời, trong mắt hắn bên trong, tràn đầy tung tăng cùng mừng rỡ ý. Nói thế nào, âm ma thánh tổ, U Thiên Điện Kim Sĩ Đại Bằng cùng Xích Huyết Cự Viên hai đại yêu tộc thánh mạnh, nhìn bị Diệp Thần đánh chết Hàn Phong, trong mắt nổi cơn giận dữ, hết thảy các thứ này cũng là vì trợ giúp âm ma thánh điện. Vậy được gọi làm thánh tổ màu máu trường bào thiếu niên khẽ mỉm cười, thanh âm khàn khàn tiếp theo mở miệng nói, hai vị, hôm nay giúp ta bắt sống lão này, sự kiện kia mà, ta âm ma thánh điện, đúng. Kim Sĩ Đại Bằng cùng Xích Huyết Cự Viên sắc mặt vui mừng, nếu như âm ma thánh điện nguyện ý trợ giúp U Thiên Điện. Như vậy sự kiện kia mà, U Thiên Điện đem thế ở tất được. Liền liền xuống phương vây truy đuổi trận đoạn Diệp Thần đám người U Thiên Điện Thánh Tử U Minh nghe được phía trên âm ma thánh điện thánh tổ mở miệng, cũng là mắt lộ ra cuồng nhiệt vẻ. Đám này lão bất tử,
còn có lợi ích dính dấp. Diệp Thần trong mắt chuyển động, hắn ở suy nghĩ như thế nào rút lui, chuyện báo thù, chỉ có thể làm tiếp dự định. Vậy trong hư không đại ma, giống như là được cảm cho đòi vậy, ma tính đại phát, bắt đầu tràn đầy không mục đích tiến hành công kích. Tạm thời tới giữa, trên chiến trường, một phiến hỗn loạn. Diệp Thần cùng ba người cũng là thừa dịp loạn, từ U Thiên Điện Thánh tử U Minh tầm mắt bên trong, thoát khỏi. Khặc khặc, huyết sắc kia trường bào hình bóng nhìn phía dưới chạy thục mạng Diệp Thần ba người, một tay nhờ tai lẩm bẩm nói, còn ở làm dãy dụa vô nghĩa, cũng được, ta đây muốn thăm các ngươi những con kiến hôi này, có thể tung lên cái gì đợt sóng tới. Giờ phút này hắn mục đích chỉ có bắt vậy đại ma, tìm về âm ma thiên thạch, vô luận như thế nào hắn vậy không nghĩ tới, một cái cũng chỉ có hoàn chân cảnh tu vi tiểu tử, sẽ là âm ma thiên thạch chủ nhân mới. Lão này chính là vật vô chủ, nhất định phải bắt sống hắn. Âm ma thánh tổ ánh mắt run lên, nhìn phía dưới thực lực động trời đại ma, hắn đã chắc chắn liền mình ý nghĩ trong lòng. Mắc câu, bắt đầu giai đoạn thứ hai kế hoạch, Diệp Thần hướng về phía đại ma truyền âm nói. Kim Sĩ Đại Bằng cùng Xích Huyết Cự Viên vậy là đối phía dưới nổi điên đại ma, lần nữa triển khai thế công. Mặc dù không rõ ràng ngươi vì sao sẽ chật vật thành bộ dáng như vậy, nhưng hết thảy các thứ này cũng không trọng yếu. Âm ma thánh tổ lẩm bẩm một tiếng, chợt thân hình chớp mắt, cũng là biến mất ở tại chỗ, hắn vậy lựa chọn quả quyết đánh ra. Tạm thời tới giữa, ba đại tuyệt điên cường giả hướng về phía dưới đại ma, đồng loạt làm khó dễ. Bất quá là chốc lát thời gian, đại ma đã là lần lượt tháo chạy, khí tức trên người cũng là bộc phát phù phiếm, tùy thời có thể vỡ nát tiêu tán. Hống, vậy đại ma phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, chợt lần nữa tăng lên mình khí thế, một vòng lực lượng khổng lồ từ hắn dưới chân khuếch tán ra, trong xung quanh trăm dặm đều là vì chấn động, thất lạc chi hải bên trên, sóng lớn cuồn cuộn. Tên này, muốn tự bạo, mau ngăn lại. Âm ma thánh tổ ánh mắt bên trong xuất hiện vẻ bối rối, cái này chỉ có bản năng chiến đấu, liều chết cũng phải huyết chiến. Một bên Kim Sĩ Đại Bằng cùng Xích Huyết Cự Viên thấy vậy, đều là nhướng mày một cái, tự bạo, đó cũng không phải là đùa giỡn. Có thể hay không ngăn lại không nói, một khi bị dính vào, vậy cũng hở một tí chính là muốn tổn thương nguyên thần, tu vi rơi xuống đều là thường gặp. Ngay tại hai người do dự tới giữa, thiên địa đã bị ánh sáng chói mắt nơi che đậy. Âm ma thánh tổ cũng là bất đắc dĩ trước tiên lui tản ra, hai đại yêu tộc thánh mạnh mắt gặp người chủ sử rút lui, tự nhiên cũng là theo sát phía sau. Nhưng là làm người chố mắt nghẹn họng một màn xảy ra, đám người tưởng tượng bên trong tự bạo cũng không có phát sinh, ở đó ánh sáng chói mắt tan hết sau đó, đại ma đã là biến mất ở tại chỗ, lại cũng không gặp bóng dáng. Lớn như vậy nguyên phiến bừa bãi trên chiến trường, chỉ có Diệp Thần dắt Ngọc Thị huynh muội hoành lập trên không. Lúc trước liền lật đại chiến đã là làm được Diệp Thần giờ phút này tắm máu tươi, may mà bát quái thiên đan thuật khôi phục một chút. Là cái thằng nhóc đó. Thời khắc này âm ma thánh tổ cũng là phát hiện Diệp Thần dị thường, cái này vốn nên là tầm thường nhất còn thật tiểu tử, lại là đem hắn đường đường âm ma thánh điện chủ nhân đùa bỡn xoay quanh. Tự tìm cái chết. Phản ứng lại âm ma thánh tổ làm bộ đưa tay, cách trăm mét hư không, một cái màu máu bàn tay hoành chụp tới. Thế tất yếu đem Diệp Thần một lần hành động đánh thành thịt nát. Chỉ gặp Diệp Thần mắt chứa vẻ châm chọc, nhẹ giọng nói, thù này không báo không quân tử, ngày sau, ta cần thiết ngươi cùng mấy người trả bằng máu. Nói xong, Diệp Thần quanh thân không gian lại bắt đầu sụp đổ tới, ở huyết sắc kia bàn tay mới vừa chạm đến Diệp Thần vạt áo phân nửa lúc đó, vậy tan vỡ không gian phát ra lạc băng một tiếng, đem Diệp Thần các người bao gồm đi, tại chỗ biến mất. Màu máu bàn tay đánh ra to lớn dư âm phá hủy nguyên phiến chiến trường, U Thiên Điện Thánh Tử chỉ là bị dư âm đánh vào, chính là sắc mặt đỏ ửng, một ngụm máu tươi phun ra, đã là trọng thương khu. Trong xung quanh trăm dặm bị một trường này, tất cả đoạn tuyệt sức sống, không có một ngọn cỏ, lũ lụt khắp nơi. Liền vậy thất lạc chi hải bên trên sóng lớn, đều là bị miễn cưỡng bốc hơi hơn nửa. Một trường này, thật là khủng khiếp. Kim Sĩ Đại Bằng cùng Xích Huyết Cự Viên tất cả đều là giật mình nhìn trước mặt cái này thiếu niên vậy bộ dáng người, không dám lên tiếng. Này cùng tuyệt thế cường giả bị đùa bỡn một đạo, bọn họ nào còn dám chen vào nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc đầu ngươi mới là âm ma thiên thạch chủ nhân mới. Âm ma thánh tổ giờ phút này con ngươi bên trong, lại không có ngày xưa vậy ổn định, tràn ngập là sát ý vô biên.
thật là mạnh không gian quy tắc, ta lại không có phát hiện. Âm ma thánh tổ chợt lớn tiếng dặn dò, thằng nhóc này chạy không xa, lập tức phái ra người lục soát, sống chết miễn bàn. Trong chốc lát, âm ma thánh điện cao tầng tức giận, tuyên bố âm ma lệnh truy sát, để cho thất lạc chi hải rất nhiều cao thủ trước đuổi theo giết. Liền liền U Thiên Điện cũng là giống vậy, đối bên ngoài tuyên bố lý do chính là, Diệp Thần đánh chết U Thiên Điện cường giả Hàn Phong, không cho tích chữ đời. Ta xem ngươi có thể chạy đến nơi nào đi. Âm ma thánh tổ bóng người chậm rãi tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, ngoài trăm dặm, hư không chập chờn, một đạo liệt ngân xuất hiện. Diệp Thần đám người bóng người từ trong đó rớt xuống. Hô, một lát sau, Diệp Thần dẫn đầu đứng dậy, nhìn một chút bên người đã hôn mê Ngọc Thị huynh muội, quả nhiên, hư linh thần mạch và hư bia dùng không thích hợp tất cả người. Chỉ có nắm giữ không gian quy tắc lực người, mới có thể không việc gì tạt qua hư không. Ngọc Thị huynh muội ở Diệp Thần bảo vệ dưới, vẫn là bị cái này cường đại đánh vào lực liên lụy. Nơi này đến gần thất lạc thời không, vách ngăn không gian bá đạo như vậy. Diệp Thần cũng là trong lòng run lên, dứt khoát là hữu kinh vô hiểm. Âm ma thiên thạch ở giữa đại ma nhưng là dị thường yên lặng, chỉ có âm ma thiên thạch chớp mắt, Diệp Thần thấy vậy, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, thù này, tất trả bằng máu. Hắn siết chặt hai quả đấm, hai cánh tay chỉ không ngừng run rẩy. Đầu ngón tay lại là đâm vào da thịt, nắm quyền trạng hạ tí ti đỏ thẫm tràn ra, giọt rơi vào xốp đất đai bên trong, quần áo tản mát ra đại chiến sau này nồng nặc huyết tinh khí vị. Bên trong đan điền âm ma thiên thạch tựa hồ là nghe được Diệp Thần lời nói, ánh sáng một hồi lớn tránh sau đó chính là bình tĩnh lại. Hụ hụ, theo một tiếng nhẹ hụ, Ngọc Giác cùng Ngọc Khanh âm hai huynh muội trước sau tỉnh lại. Ngọc Thị huynh muội nhìn trước mắt bình tĩnh hết thảy, có chút không biết nguyên do. Mới vừa còn là một bộ đại chiến muốn thảm thiết liều chết hình dáng, hôm nay nhưng là gió êm sóng lặng. Đã không sao, Diệp Thần nhẹ nhàng gọi một tiếng, cái này mới mở miệng giải thích. Nghe được nguyên nhân hậu quả, Ngọc Thị huynh muội im lặng, Ngọc Giác trên mặt cũng là không nhìn ra bất kỳ tâm trạng, trận chiến này, các anh em của hắn tất cả đều chết trận. Liền liền hắn huynh muội hai người mệnh, đều là Diệp Thần bảo xuống. Sống khỏe mạnh đi, trả thù bằng vào ta một người. Còn không làm được. Diệp Thần tựa hồ xem thấu Ngọc Giác bộ kia tim như cho tàn diễn cảm, lúc này mới lên tiếng nói. Đúng như dự đoán, một lời ra, Ngọc Giác ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Thần nói cảm ơn. Người đàn ông tới giữa, không cần nhiều lời. Thời khắc này Ngọc Khanh Âm nhìn về Diệp Thần, nghĩ tới điều gì, nói cái đó. Thật ra thì ta có một số việc còn gạt ngươi. Không gấp, từ từ nói đi. Diệp Thần lúc này mới biết. Cái này thất lạc chi hải vùng lân cận, các thế lực lớn tụ tập, âm ma thánh điện cùng U Thiên Điện, bất quá ở trong đó hơi có danh tiếng thôi. Khó trách Nhâm Phi Phàm muốn hắn không nên ở chỗ này vận dụng cửu thiên thần thuật và cường đại võ đạo, một khi bị phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lần này ta phụng mệnh tới cùng U Thiên Điện thánh tử thông gia, thật ra thì chỉ là trên mặt nổi một con cờ thôi, U Thiên Điện muốn cậy thế tại âm ma thánh điện thế lực. À! Dựa theo Diệp Thần ý tưởng tới xem, cái này U Thiên Điện ở yêu tộc cũng coi là một khối cự phách, lần này ra tay hai người yêu tộc thánh mạnh thực lực hắn cũng là chính mắt nơi gặp, nếu không phải là có ý đồ. Căn bản không có thể tự mình lên đường. Ta chỉ là một công cụ, bất luận có đáp ứng hay không, đều sẽ có một cái Ngọc Khanh Âm tới gả cho U Thiên Điện thánh tử. Ngọc Khanh Âm nói, Diệp Thần biết rõ, cho dù là nàng muốn phản ra âm ma thánh điện, giữa eo khối kia cổ ngọc vậy sẽ xâm chiếm nàng ý thức. Chiếm lĩnh thân thể của nàng, thay nàng hoàn thành nhiệm vụ. Một khi thông ra, âm ma thánh điện liền có lý do thay U Thiên Điện ra mặt, trong này bọn họ ý đồ, chính là một kiểu đồ. Đồ, Diệp Thần có chút bất ngờ, thứ gì có thể để cho đám người này như vậy tranh? Chẳng lẽ so cửu thiên thần thuật pháp và 33 thiên thái thượng thần khí mạnh hơn? Ngọc Khanh Âm gật đầu một cái, đem hiểu biết toàn bộ thoái thác. Đây cũng tính là đối với Diệp Thần cứu mình huynh muội hai người báo đáp đi. Ta thân phận ở thánh điện tuy thành thánh nữ, nhưng rất nhiều cơ mật trọng yếu chúng ta bọn tiểu bối này là không có quyền lợi hỏi tới, ta hiểu biết cũng bất quá là chỉ nói ngắn gọn trộm nghe được. Ngay sau đó, Diệp Thần chính là nghe Ngọc Khanh Âm nói, âm ma thánh điện thông ra U Thiên Điện, không chỉ vì kết minh, càng vì U Thiên Điện nắm trong tay U Thiên Cổ Thành bên trong thánh cổ di tích. Cái này U Thiên Cổ Thành chính là thất lạc chi hải chi địa, phồn hoa nhất nhiệt lạc chủ thành một trong, cũng là tình báo các lái buôn thiên đường, ở chỗ này, chỉ cần ngươi có thực lực,
liền có thể lấy được ngươi hết thảy mong muốn. Ít ngày nữa trước, tuôn ra thứ nhất kinh thiên tin tức, U Thiên Cổ Thành bên trong có giấu một nơi thánh cổ di tích, nhưng là bị cao nhất đại năng lấy thuật pháp phong ấn, cho nên một mực ẩn núp ở trong thành, thiên cổ chưa từng hiện thế. Hôm nay có thể là bởi vì thời gian trôi qua, cũng hoặc là thất lạc thời không ảnh hưởng, phong ấn lực bắt đầu yếu bớt, cho nên bị U Thiên Cổ Thành bên trong cường giả nơi cảm ứng được. Nhưng là dẫu sao là thiên cổ trước cao nhất thuật pháp nơi phong ấn, cho dù là tụ tập thất lạc chi hải vùng lân cận toàn bộ cao thủ, nhưng vẫn như cũ là không cách nào phá vỡ. Cái này mấy ngày có nghe được tin đồn, phong ấn lực ngày càng suy thoái, các thế lực lớn liên hiệp chuẩn bị tại 10 ngày sau phá phong ấn, đưa con em đời sau tiến vào di tích, tranh đoạt tạo hóa. Diệp Thần gật đầu một cái này viễn cổ cường giả sợ rằng và bàn võ thiên đế một cái thời đại. Thất lạc thời không ảnh hưởng, để cho những di tích này cũng mở ra. Diệp Thần con người đông lại một cái, nói tiếp, cho nên U Thiên Điện cùng Âm Ma Thánh Điện thông ra, chỉ là hai bên tranh đoạt di tích hợp tác thêm một đạo trên mặt nổi bảo đảm. Không tệ, Ngọc Khanh Âm có chút lộ vẻ sầu thảm cùng không biết làm sao, xem các nàng như vậy thánh nữ, chỉ là vì trở thành thánh điện vật hy sinh thôi. Vậy di tích bên trong có vật gì, đáng như vậy hội tụ thất lạc chi hải chi địa toàn bộ thế lực tụ tập tranh đoạt cơ duyên. Đây mới là Diệp Thần chú ý vấn đề, nếu như nói là công pháp gì đan dược các loại, hắn ngược lại không quá mức cảm thấy hứng thú, dẫu sao trong tay mình rất nhiều bảo bối, vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Đồ mạnh hơn nữa cũng không khả năng cùng mình Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng và Tuyết Táng Tinh Trần như nhau đi. Hắn còn chưa luyện hóa vậy một nửa Tuyết Táng Tinh Trần, nếu như luyện hóa, phỏng đoán thực lực lại sẽ tăng lên không thiếu. Nghe nói trong đó có thời kỳ viễn cổ công pháp cùng linh đan bảo dược. Nghe được Ngọc Khanh Âm nói như vậy, Diệp Thần hứng thú đã đi một nửa, nhưng ngay sau đó nhưng là nghe được một cái chữ mấu chốt. Thật giống như còn có thời kỳ viễn cổ đại năng trải qua tâm huyết nơi vẽ võ đạo luân hồi đồ. Cái này một lời, làm được Diệp Thần tâm thần chấn động một cái. Võ đạo luân hồi đồ, Diệp Thần lần nữa hỏi. Thánh điện một ít lão gia nói như vậy, bất quá chính là không biết đồ chơi này có tác dụng gì. Ngọc Khanh Âm đúng sự thật đáp. Người khác không biết, Diệp Thần nhưng mà rõ ràng chặt, cái này võ đạo luân hồi đồ là luân hồi nhất tộc đồ à. Tuy không thuộc về mình, nhưng đối với mình luân hồi huyết mạch mà nói, cực kỳ có giá trị. Thậm chí bên trong còn cất giấu luân hồi nhất tộc bí mật à. Quan hệ đến luân hồi hai chữ, quan hệ đến biến mất luân hồi nhất tộc, vô luận như thế nào, hắn đều phải tham dự một phen. Võ đạo luân hồi đồ, Ngọc Giác cũng là tự lẩm bẩm, xem ra muốn trả thù, cái này võ đạo luân hồi đồ và những vật khác chính là một lớn trợ lực. Xem ra chúng ta không hẹn mà hợp. Diệp Thần cười một tiếng, đã biết được anh em gái này hai người dự định, còn như vì sao đem tình báo này toàn bộ cho biết, kỳ ý không cần nói cũng biết. Bọn họ cũng muốn tìm một cái cường đại đồng bạn hợp tác, không nghi ngờ chút nào, Diệp Thần chính là người này. Hiện tại mục tiêu quá rõ ràng, những tên kia khẳng định vậy đang đuổi giết chúng ta, tạm thời chia nhau hành động. Diệp Thần nhàn nhạt nói, cái này mấy viên thuốc các ngươi cầm đi, cái này mấy ngày đối với thương thế khôi phục. Có chút tăng thêm. Hắn hất tay đưa cho huynh muội hai người mấy cái bát quái thiên đan thuật luyện chế đan dược. Ngọc Giác cũng không phải kiểu cách người, hắn biết được chuyện lợi hại, đa tạ Diệp huynh. Như vậy các vị, chúng ta đỉnh phong gặp nhau. Đến đây, Diệp Thần cùng Ngọc Thị huynh muội tách ra, một mình đi U Thiên Cổ Thành. Sau khi chia nhau hành động Diệp Thần, một mình đạp ở phía trước đi U Thiên Cổ Thành trên đường, nhưng trong lòng đối với Âm Ma Thánh Điện lại là thêm mấy phần biết. U Thiên Điện đã là đắc tội, giết Hàn Phong một khắc đó trở đi, nhất định đã là thành hắn hắc trong danh sách một thành viên. Âm Ma Thánh Điện. Đây cũng là cái mìn định giờ, vô luận như thế nào, Âm Ma Thánh Tổ đã biết được hắn thân trong lòng Âm Ma Thiên Thạch là một, thời khắc này Diệp Thần cùng Âm Ma Thánh Điện, là tử địch. Đây cũng là tại sao Ngọc Khanh Âm sẽ chọn cùng hắn hợp tác nguyên nhân, còn như lúc trước Ngọc Khanh Âm nói, Âm Ma Thiên Thạch đứng đầu chính là Âm Ma Thánh Điện đứng đầu. Suy nghĩ một chút cũng được đi, dẫu sao bây giờ Diệp Thần, cùng Âm Ma Thánh Điện vậy tôn cự phách so sánh, nhỏ yếu có chút đáng thương. Đi trước U Thiên Cổ Thành thăm dò một chút tình huống nói sau. Diệp Thần đổi cả người quần áo sạch sẽ, liền hướng cổ thành phương hướng chạy đi. Không lâu lắm, tràn đầy vách đá cây có gai bí mật lâm tẫn đầu, một cái thẳng tắp rộng rãi đại lộ phơi bày ở trước mắt,
nhìn không tới cuối. Xem ra cái này U Thiên Cổ Thành, đã phải đến. Diệp Thần gợi lên 12 phần tinh thần, cũng là thả chậm bước chân, du ngoạn đại lộ lên. Ra không gặp cuối rừng rậm, Diệp Thần trước mắt là một tòa như sóng tràn bờ thành trì, ước chừng 500 trượng ra ngoài, có chừng 100 trượng cao to lớn cửa thành, phong cách cổ xưa uy vũ, tản ra nhàn nhạt uy áp. Cổ thành này, nên sẽ không thời kỳ viễn cổ liền tồn tại đi. Cách thật xa, Diệp Thần chính là cảm nhận được liền một loại đến từ trong xương cảm giác bị áp bách, đây là một loại đến từ đáy lòng chỗ sâu nhất uy áp. Sóng lớn cuồn cuộn, vỗ bờ biển. Trước mắt 108 căn do vạn năm thép chế tạo thông thiên liên nối thẳng chân trời, vững vàng khóa một tòa rách dưới phong cách cổ xưa cầu treo, đi thông trước mặt phong cách cổ xưa cửa. U Thiên Cổ Thành, là xây ở trên biển một thành phố. Diệp Thần có chút tối từ chắt lưỡi, xem ra cổ thành này giấu được bí mật không thiếu, tối thiểu vậy 108 cây thông thiên liên, chính là một mắt nhìn không tới cuối, tựa như chính là trên trời vật. Còn như một tòa thành trì vì sao như ở nơi này sóng đánh sóng tuyệt giới hạn biển sâu bên trên tồn tại, lại là không cùng lẽ thường, Diệp Thần có dũng khí như lâm vực sâu vậy cảm giác. Cái này U Thiên Cổ Thành, là thật không bình thường. Diệp Thần từng bước một đi ở tả tơi cầu treo bên trên, vạn trượng sóng lớn phóng lên cao tứ ngược, vậy nối liền bờ biển cùng cổ thành rách dưới cầu treo nhưng là đồ sộ không nhúc nhích, ở sóng lớn cuồn cuộn gầm thét dưới, vững như Thái Sơn. Diệp Thần dưới chân chính là vô biên biển sâu, cảm thụ bên người thổi lất phất mà đến bạo gió, trên mình trường sam vù vù vang dội, nhưng nhịp bước nhưng là không gặp bất kỳ đong đưa. Qua cầu treo, đập vào mi mắt chính là cao vút trong mây thành trì, phong cách cổ xưa kia cửa giống như ma quỷ to lớn ác miệng, dương ra trước. Phảng phất là đang nghênh tiếp đưa đến mép người đáng yêu. Người tuổi trẻ, cái này U Thiên Cổ Thành cũng không phải là tầm thường giới, vừa vào bên trong sâu tựa như biển. Không có nhưng trần duyên ý tưởng, khuyên ngươi không nên tùy tiện đặt chân, nếu không như lâm vực sâu vậy cảm giác, sẽ để cho ngươi không chiến mà lật. Ngay tại Diệp Thần sắp bước vào vậy cửa thành lúc đó, bên người hắn, một vị mặc rách dưới áo quần, một bộ ăn mày bộ dáng ông già cười gọi lại hắn. Sau đó vô luận Diệp Thần như thế nào hỏi, lão nhân gia chỉ là mặt mũi hiền lành nhìn hắn, nụ cười trên mặt nhưng là chưa từng giảm dần, nhưng vậy không đáp lời. Thành trước cửa. Một chồng người nhiệt nhiệt nháo nháo chen chúc ở ngoài ra một bên, không biết đang nhìn vật gì. Diệp Thần từ trước đến giờ không phải người thích tham gia náo nhiệt, hơn nữa nhất là hôm nay còn ở đôi phe thế lực dưới sự đuổi giết, vẫn là khiêm tốn làm việc cho thỏa đáng. Xác định ý tưởng sau đó, Diệp Thần ở lão nhân gia không chú gật đầu mỉm cười cùng mọi người quỷ dị khó lường chen chúc quanh quẩn bên trong, hắn nhẹ nhàng cúi đầu, im lặng hướng ma quỷ ác miệng chậm rãi mà vào. Phát hiện mục tiêu. Đã vào thành, đánh chết, một đạo cao ngất bóng người ngay tại Diệp Thần sau khi vào thành không lâu, từ một bên kia chật trội sóng người bên trong ngay trước mọi người lột xuống một cái bố cáo, chợt trầm giọng nói. Tạm thời tới giữa, chật trội sóng người tất cả đều ngẩng đầu, lộ ra nón lá dưới, hung ác ánh mắt, bên hông kiếm, hàn mang chớp động. Theo người thần bí ra lệnh một tiếng, tất cả người cùng trong chốc lát tại chỗ biến mất. Trong thoáng chốc. Lần trước dây còn sóng người mãnh liệt U Thiên Cổ Thành nơi cửa chính, cũng đã là lại không có dấu người, trừ vậy còn ở cười ngây ngô gật đầu hỏi thăm thần bí ăn mày. Diệp Thần giờ phút này bước chậm ở U Thiên Cổ Thành phố lớn bên trên, nhìn muôn hình muôn vẻ đám người, hắn muốn tìm một biện pháp, trước lẫn vào di tích nói sau. Có thể có cơ hội bắt được võ đạo luân hồi đồ người, đều là ngoại giới thông thiên thế lực, cũng hoặc là cổ bên trong thành gia tộc cao cấp. Diệp Thần ở nơi này căn bản cuộc sống không quen. Như vậy thứ nhất, Diệp Thần cảm thấy khá là nhức đầu, được tìm cái biện pháp mới được, ngay tại hắn suy nghĩ để gặp, vô số đạo sát ý chính là mở ra hiện ra. Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, lộ ra một đạo nụ cười, xé xuống một món vạt áo vẫn tại chỗ, chợt hướng bên đường hẻm nhỏ phóng tới, mấy chục tên hắc y nhân theo sát phía sau, thế tất yếu lấy Diệp Thần gáy trên đầu người. Nhiều lần chăn trở. Diệp Thần đi tới một nơi u ám hẻm nhỏ bên trong. Tất tất tốt tốt tiếng bước chân ở sau lưng hắn vang lên, quay đầu lúc đó, mấy chục người đã là đem ngăn ở u ám sâu ngõ hẻm bên trong. Ngược lại là một địa phương tốt, ở nơi này giải quyết đi. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói. Xác nhận mục tiêu, đánh chết, người áo đen cầm đầu như là có tổ chức vậy, nhìn Diệp Thần một mắt, lần nữa xác định mục tiêu nhân vật không thể nghi ngờ sau đó.
hướng về phía một đám dưới quyền phất phất tay, mấy chục tên hắc y nhân chen nhau lên. Không hổ là U Thiên cổ thành, Diệp Thần than nhẹ một tiếng, nơi này chiến đấu phải tốc chiến tốc thắng. Yên tĩnh hẻm nhỏ bên trong, ngất trời sát ý bạo tán ra, không lâu lắm, mùi máu tanh gay mũi chính là truyền ra tới. Một tên ước chừng 4-5 tuổi đứa bé chạy chậm đến bốn bể vắng lặng đầu hẻm, chừng vừa nhìn, vội vàng mở ra khố đai lưng cản rỡ. Đầu hẻm chỗ sâu, đỏ tươi chất lỏng chẳng biết lúc nào, đã chạy đến đứa bé bên chân. Ngõ hẻm chỗ sâu Diệp Thần, một cước đá văng ra đã sức sống đoạn tuyệt thần bí người trung niên, từ trên người lấy ra đồ như vậy, bất ngờ là chính hắn lệnh truy sát. Âm ma thánh điện cùng U Thiên điện quả thật là thủ đoạn thông thiên. Diệp Thần ánh mắt run lên, vậy đại chiến mới kết thúc bao lâu, mình lệnh truy sát đã là dán đến U Thiên cổ thành bên trong, xem ra lần này hành hung, hẳn là cổ thành này bên trong tổ chức dưới đất mới đúng. Đại quân người phát hiện ta tung tích, nếu như vậy. Liền dịch dung đi, Diệp Thần biết rõ, mình thân phận ở cổ thành này đã bị toàn diện truy nã, xem ra phải được thay hình đổi dạng, mới có thể ở trong cổ thành này hòa giải. Rất nhanh, Diệp Thần bóng người biến mất ở tại chỗ. Nghe nói không, Khương gia thiên tài kiếm đạo cùng Trịnh gia tiểu thư Trịnh San Thanh bên người cái thằng nhóc đó đánh nhau. Ngươi nói là Khương Thần Vũ, nghe nói vạn năm thời gian liền có cơ hội cảm ngộ cái gì si xui một kiếm, tu la trên bảng hạng thứ tư thiếu niên thiên tài. Không sai, đối thủ là Trịnh gia tiểu thư bên người cái đó chết thị, cũng là lấy thân hóa kiếm kiếm tu, hai đại cao thủ đánh một trận, khẳng định rất có ý tứ. Diệp Thần nghe được sững sốt một chút, si xui một kiếm. Ở thế giới hiện thật, không người có thể siêu thoát thực tế phép tắc hạn chế, căn bản tác phẩm không nghĩ ra si xui một kiếm. Chỉ có Hồng Quân lão tổ, chân chính dòm ngó gặp không không siêu cấp cường giả, mới có thể dựa vào đối không không lĩnh ngộ, nghịch đẩy ra kiếm đạo tinh túy, đó chính là si xui, nghịch chuyển thiên địa đại thế, coi thường thực tế phép tắc hạn chế, giết phá hết thảy, nghiền ép hết thảy. Mình thật vất vả đạt được si xui ra lông. Bây giờ lại có người có thể cảm ngộ si xui một kiếm. Mặc dù là vạn năm sau đó có thể cảm ngộ, nhưng cũng là cực kỳ kinh khủng. Mấu chốt cái này si xui một kiếm, hẳn có rất ít người biết mới đúng, là ai truyền ra. Hắn nhìn đám người phương hướng, rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, U Thiên cổ thành bên trong, không biết tên ám thất bên trong. Một đạo hư ảnh mở miệng nói, thực lực tính toán sai lầm, phải đi ra ngoài sát thủ. Toàn bộ thất lợi. Trong hư không, không gặp người liền nghe tiếng, thanh âm khàn khàn truyền tới, không sao, biết được vậy tiểu tử đi tới cổ thành là được. Hắn còn sẽ hiện thân, không gian quy luật và hủy diệt đạo ấn lực lượng, thậm chí trên mình tựa hồ còn có cửu thiên thần thuật nhân quả, có ý tứ. Vậy đạo hư ảnh chưa từng đáp lại, ngược lại là nghe được vậy âm thầm thanh âm khàn khàn lần nữa mở miệng nói, Ngọc Khanh âm cái đó nha đầu, có tung tích không? Có manh mối, cùng bên này một khi xác định, liền động thủ. Hư ảnh đáp lại. Nhất định phải bắt sống, nàng mới là mấu chốt nhất nhân vật, không có nàng, âm ma thiên thạch vậy không trọng yếu, thật đúng là một chàng đại thế. May mà ta không để lỡ. Thanh âm khàn khàn lần nữa truyền tới, có chút cảm khái ý. Đã như vậy, ta đi an bài an bài. Đến đây sau đó, ám thất bên trong, lại không bất kỳ vang động. Hình ảnh quay về. Diệp Thần đi theo dòng người, đi tới một tòa trên quảng trường, hắn tò mò vậy si xui một kiếm kết quả ai có thiên phú nắm giữ. Ánh mặt trời lặn dưới, hai bóng người đứng yên. Trịnh Ngật, cái này thất lạc chi hải chi địa, tất cả kiếm tu ta cũng đã giao thủ, không một ngoại lệ đều là ta vong hồn dưới kiếm, ngươi tuy làm nô, nhưng ta nguyện ý thừa nhận ngươi mạnh mẽ. Trên lôi đài, một tên người đàn ông đồ đen tay cầm một chuôi hàn xương kiếm, sát ý hiện. Băng xương vậy kiếm ý làm được tại chỗ người xem đều là không lạnh mà run, ở người đàn ông Khương Thần Vũ trong mắt dâng lên lãnh sắc ngay tức thì, trong tay hàn xương kiếm phát ra tiếng vo ve, tựa hồ đang hưởng ứng mình chủ nhân. Cái này thuần túy sát ý, dưới đài Diệp Thần nhìn trên lôi đài người đàn ông phong tư cũng là sững sờ, khí thế kia cùng hắn thi kiếm dưới trạng thái độc nhất vô nhị, bất quá khoảng cách si xui còn thiếu rất xa, bởi vì Khương Thần Vũ là thuần túy sát ý. Diệp Thần không nghi ngờ chút nào, cái này Khương Thần Vũ, đã là bị vậy hàn xương kiếm lanh lợi sát ý, ảnh hưởng đến ý chí, nếu như lại như vậy tu luyện tiếp, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ lâm vào là kiếm nô, trở thành kiếm linh người làm. Dĩ nhiên,
chiến lực vậy tuyệt đối sẽ thẳng tắp tăng vọt, lại xuất hiện năm đó huy hoàng. Hàn Xương Kiếm, quả thật là rất phi phàm, ở Khương Thần Vũ trong tay, thật là bảo kiếm tặng anh hùng. Đúng vậy, xem ra Trịnh Ngật hôm nay là muốn nói rõ ở chỗ này, nghe cái này Khương Thần Vũ bốn phương du lịch, quay về trước khi tới cũng đã đánh chết vô số thanh niên thiên tài kiếm đạo. Nghe nói lần này trở về là vì một bộ cái gì đồ. Xuyệt, cũng không dám nói bậy. Dưới đài người gì tai, làm sao có thể giấu giếm được Diệp Thần tai mắt, nơi có tình báo đều là thu hết tại trong túi. Hàn Xương Kiếm, Diệp Thần ngưng mắt nhìn Khương Thần Vũ trong tay vậy toàn thân toát ra màu xanh thẳm dị mang màu đậm thân kiếm, trên đó sát ý không cần nói cũng biết. Đáng tiếc kiếm đạo của hắn, phương hướng đi nhầm. Diệp Thần ánh mắt lần nữa nhìn về trên lôi đài Khương Thần Vũ, trong đầu nghĩ tới ban đầu mình ở Thập Phương Kiếm Thánh tiền bối trên học được kiếm đạo. Khương Thần Vũ ánh mắt đột nhiên chuyển hướng dưới lôi đài phương, thần thức tinh chuẩn không có lầm bắt được dịch dung qua Diệp Thần trên mình. Thời khắc này Diệp Thần một bộ thư sinh hơi thở, cho người một loại bình thường không có gì lạ cảm giác, Khương Thần Vũ ánh mắt nhìn thẳng Diệp Thần, mấy phen suy nghĩ sau đó, mới cuối cùng thu hồi ánh mắt. Kỳ quái! Vậy rõ ràng là một cổ càng cường thịnh kiếm ý. Khương Thần Vũ cũng là thu hồi ánh mắt, nghi ngờ lần nữa xem dưới khán đài Diệp Thần, chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi. Nhưng vào lúc này, trên lôi đài một vị khác ăn mặc to vải trường sam, trong tay ôm trước vậy gang kiếm Trịnh Ngật ở dưới con mắt mọi người, leo lên lôi đài. Khương Thần Vũ toàn bộ chú ý lực, đều là bị cái này sần sùi người đàn ông hấp dẫn đi. Thấy tình hình này, Diệp Thần cái này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá là trong nháy mắt, chính là bị vậy Hàn Xương Kiếm cảm giác được. Xem ra cái này Khương Thần Vũ, có phải là vì theo đuổi trình độ cao nhất lực lượng, cố ý thần phục với kiếm linh này, lúc này mới có thể ở cực nhanh trong thời gian đạt tới người kiếm hợp nhất cảnh giới. Khó trách, làm một danh kiếm nô, kiếm linh này đích xác là thật tốt sinh nâng đỡ mới đúng. Diệp Thần tự lẩm bẩm. Khương Thần Vũ cả đời này, thành tựu có hạn, Diệp Thần một mắt cũng đã là nhìn xuyên. Còn như vậy si xui một kiếm, căn bản không thể nào. Lúc này Diệp Thần mới đưa sự chú ý bỏ vào ngoài ra một tên tướng mạo xấu xí, thậm chí ăn mặc có chút tả tơi bị người khiêu chiến, Trịnh Ngật trên mình. Cái này lại là kiếm tu. Diệp Thần có chút buồn bực, trừ trong ngực ôm trước một chuôi gang phá kiếm, làm sao xem cũng không giống là kiếm tu, nhưng khí tức kinh người nhưng là tuyên cáo đám người, hắn không tầm thường. Bách gia cảnh nô lệ. Cái này Trịnh gia tam tiểu thư thật là lớn uy phong. Diệp Thần từ đám người một lời trong tiếng nghị luận lúc này mới biết, lúc đầu trước mặt cái này sần sùi người đàn ông, lại chỉ là một người phụ nữ nô lệ. Đây là lên đài Trịnh Ngật thật thà cười một tiếng, nhìn về một cái tuyệt đẹp hình bóng, chỉ nghe được vậy bóng đẹp lãnh đạm nói, tùy ý vui đùa một chút, thua chính ngươi tìm chỗ mà đi chết cho giỏi. Diệp Thần nghe tiếng quay đầu nhìn lại, đã là không gặp hắn cho. Tấm lưng kia chính là khoản bước rời đi, ngay sau đó huyên náo đám người bên trong, chính là vang lên đối với cô gái bình luận. Cái này Trịnh gia tam tiểu thư Trịnh San Thanh thật là bá đạo, lại ngay cả người mình đều là mặt mũi cũng không cho, xem ra là thật cầm cái này Trịnh Ngật cầm nô lệ để đối đãi. Nô lệ, có như thế thực lực cường đại nô lệ. Cái này Trịnh Ngật, cũng không phải người tốt lành gì, làm cho này Trịnh gia tam tiểu thư, làm qua không ít chuyện, cũng từng giết không ít người. Tiếng nghị luận sôi sùng sục, có thể vậy chân chính nhân vật chính nhưng là đã rời đi trước, chỉ có trên lôi đài, to vải đai sam người đàn ông nghe được tiểu thư nhà mình phân phó sau đó, ngây ngô cười một tiếng, gật đầu một cái. Khương Thần Vũ cực kỳ khinh bỉ ánh mắt nhìn về Trịnh Ngật, nói ta kính ngươi thực lực mạnh người, như vậy ở một người phụ nữ bên cạnh, ngoác đuôi xin xỏ, thật là không có chút nào khí phách. Trịnh Ngật nghe vậy, như cũng chỉ là ngây ngô cười một tiếng. Giống như là đứa bé vậy gật đầu một cái, đối với Khương Thần Vũ giễu cợt nói như vậy nửa điểm mà không nhớ để ở trong lòng, nhưng là nói tiểu thư mới vừa nói, có thể giết ngươi. Nói xong, còn ngượng ngùng gãi đầu một cái. Một màn này, ngược lại là làm được dưới khán đài Diệp Thần cũng có chút không đoán được, không biết tên này là giả thần giả quỷ, vẫn là vốn là tâm tính như vậy. Khương Thần Vũ nghe vậy, thần sắc run lên, đừng nữa vậy giả bộ. Ngươi vì Trịnh San Thanh cô gái điếm kia, chết ở trên tay ngươi mạng người còn thiếu. Hôm nay, ta liền thay trời hành đạo. Dưới đài khách xem im lặng, đúng là, cái này Trịnh gia tam tiểu thư Trịnh San Thanh danh tiếng, ở nơi này U Thiên Cổ Thành, cũng coi là vang dội. Dĩ nhiên,
là tiếng xấu rõ ràng như vậy. Bên người nàng nô lệ kiêm sát thủ Trịnh Ngật, tự nhiên cũng không bị đám người nơi chứa, nhưng hắn bộ kia tâm tính, ngược lại cũng là làm Trịnh Ngật mình, cũng không có nhiều như vậy phiền não. Hôm nay sẽ đưa ngươi lên đường. Khương Thần Vũ hiển nhiên chẳng muốn cùng Trịnh Ngật tên đầy tớ này hơn so đo, sở dĩ lần nữa khiêu chiến càng nhiều là vì mình chứng tên mà thôi. Một đạo u hàn kiếm quang cũng đã hướng Trịnh Ngật cổ họng giết tới. Mà một bên Trịnh Ngật giống như là sớm có cảm ứng vậy, không chút nghĩ ngợi chính là bay lên trời, tránh ra vậy ác liệt một kiếm, trong ngực kiếm sắt không còn là ôm cầm, mà là cầm ở mình tay phải. Đây là, Diệp Thần nhìn một màn quỷ dị này, Trịnh Ngật trên mặt vẻ mặt nói cho đám người, Khương Thần Vũ vậy dò xét tính một kiếm, hắn căn bản không có, nhưng là chân chân thật thật tránh ra. Hắn bản năng chiến đấu lại như vậy khủng bố. Diệp Thần ánh mắt híp một cái, xem ra trận chiến này, kết cục còn khó mà nói. Khương Thần Vũ mắt gặp mình dò xét tính một kiếm bị tránh ra, thần sắc bình tĩnh mở miệng nói, người có tư cách làm ta đối thủ, ra chiêu đi. Trịnh Ngật hai tròng mắt bên trong không gặp sát ý, nhưng ra tay nhưng là một chút cũng không hàm hồ, tay phải bên trong kiếm sát ở hắn cánh tay tráng kiện trên huy lai huy khứ, giống như là đứa nhỏ của mỗi nhà rượu vậy tùy ý, thế nhưng giống như thân cây miệng lớn bằng kiếm khí quy tắc, nhưng là kẹp theo sát ý uyển như du long vậy hướng về phía Khương Thần Vũ bay đi. Kiếm đạo như vậy tùy mình, có ý tứ. Khương Thần Vũ giữa lông mày thu hồi trước kia bình tĩnh vẻ, mặc dù ngoài miệng như cũ xem thường Trịnh Ngật, nhưng dưới chân nhưng là hổ hổ sinh phong, hàn xương kiếm toàn thân xanh thấm thân kiếm lại là kêu nhẹ trước. Khương Thần Vũ vung ra một kiếm, vẻn vẹn chỉ là trong nhất niệm, Trịnh Ngật trước ngực to vải đay sam chính là bị cắt ra một cái chỗ rách. Lau một cái đỏ thấm từ Trịnh Ngật ngực ra tràn ra, Khương Thần Vũ khóe miệng hoa dậy lau một cái độ cong, chợt xoay người liền muốn rời đi. Ở hắn trong mắt, ngực chính giữa hàn xương một kiếm, tim mạch đập sớm bị phá hủy, người này đã là một cái thi thể. Kết thúc, không rõ cho nên các khách xem nhìn thẳng liền muốn đi xuống lôi đài Khương Thần Vũ, lại xem trên khán đài chưa từng nhúc nhích Trịnh Ngật, tất cả đều là sửng sốt một chút. Mọi người ở đây muốn hạ phán đoán thời điểm, dưới đài một tiếng giống giận làm được tất cả người một hồi kinh hãi. Hống! Trịnh Ngật đấm ngực dậm chân phát ra một tiếng gào thét, một tiếng này, làm được đang muốn xoay người rời đi Khương Thần Vũ sửng sốt một chút, hắn bỗng nhiên quay đầu lại. Làm sao có thể, Khương Thần Vũ khó tin ánh mắt nhìn Trịnh Ngật, thời khắc này đối thủ trên lồng ngực đúng là đã nhảy ra lau một cái đỏ thấm, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, liền máu thịt kia, cũng chỉ là xé ra ra mà thôi. Trịnh Ngật bị đau, cầm trong tay kiếm sắt bước nhanh hướng Khương Thần Vũ vào tới. Kiếm sát ở tráng hán này trong tay, dùng được đều là một ít vô cùng hắn động tác tùy ý. Tựa hồ cái này Trịnh Ngật hoàn toàn là cầm thiết kiếm trong tay coi thành muộn côn ở sai khiến. Cũng chính là cái này không có chương pháp gì mãnh phách chém lung tung, để cho bản thân tinh thông kiếm kỹ Khương Thần Vũ có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Khương Thần Vũ một cái không lưu ý lúc đó, bị kiếm sát phong gánh hung hăng đập trúng, thân hình đổ bay ra. Mọi người ở đây kêu lên lúc đó, Khương Thần Vũ trên không trung vững vàng ổn định thân hình, đứng cách Trịnh Ngật mấy mét ra ngoài chỗ. Hắn khóe miệng dâng lên một chút vết máu, bị thương. Cùng ngươi chiến đấu, thật là vũ nhục kiếm tu danh hiệu. Khương Thần Vũ thần sắc rét lạnh, tiện tay xóa đi khóe miệng dấu vết, để cho ngươi cái này con đường hoang dã xem, cái gì gọi là kiếm tu. Cùng Khương Thần Vũ tâm ý giống nhau hàn xương kiếm giờ phút này ánh sáng đại thịnh, kiếm ý hiện. Theo hắn một tiếng quát chói tai, hàn xương kiếm không có thay đổi, nhưng Khương Thần Vũ bổn tôn khí thế nhưng là bắt đầu leo lên, đó là một loại thả gãy không cong cương kình. Hàn xương kiếm đạo, một gai, vẫn như cũ là nhẹ bỗng nhất kích đâm thẳng, lần này tốc độ nhưng là nhanh không chỉ gấp mấy lần, may là lấy Trịnh Ngật mạnh chiến đấu lớn bản năng, cũng là né tránh không ra tới. Vậy một gai, chính là ngực. Trịnh Ngật không biết làm sao. Đành phải theo bản năng đem kiếm sắt hoành tại trước ngực ngăn cản. Đinh! Một tiếng giòn giã, Trịnh Ngật thiết kiếm trong tay ở dưới con mắt mọi người vỡ vụn, hóa thành lau một cái phấn vụn tiêu tán ở thiên địa. Trời ơi, đây là lực lượng gì? Vậy thép kiếm sắt lại bị oanh thành bụi phấn. Kiếm đạo và thực lực chênh lệch quá xa. Diệp Thần nhìn trên đài phong tư chắc tuyệt Khương Thần Vũ, trong lòng ngầm thán, thắng bại đã phân. Bất quá chẳng biết tại sao. Diệp Thần nhưng từ Trịnh Ngật trên mình cảm thấy một chút xui một kiếm tương tự cảm giác.
Người này rõ ràng không có bất kỳ kiếm đạo có thể nói, vì sao trong thân thể nhưng ẩn chứa một chút xi xui cảm giác. Diệp Thần vốn cho là cảm giác, nhưng hồi tưởng mới vừa rồi một màn, hắn lại phát hiện cái này Trịnh Ngật Sa không có đơn giản như vậy. Khương Thần Vũ thấy vậy, không khỏi được khịt mũi, nhàn nhạt nói, xem ra ngươi cũng chỉ như vậy, kiếm ý đều không từng nắm giữ, như thế nào cùng ta tranh đấu. Hàn Xương kiếm đạo, diệt, vẫn như cũ là tùy ý một kiếm, lần này, Trịnh Ngật không cách nào né tránh. Thử, kiếm phong đâm vào máu thịt thanh âm vang lên, Khương Thần Vũ một cái treo ngược kim câu, lại là đem Trịnh Ngật thân thể cao lớn, hất bay liền đi. Sau đó nhẹ nhàng liền vung, đập về phía mặt đất. Ầm, một cái to lớn trong hố sâu, Trịnh Ngật nơi ngực mịch mịch ứa máu, sức sống bắt đầu tiêu tán, ý thức vậy dần dần bắt đầu mơ hồ. Đưa ngươi lên đường, Khương Thần Vũ không hề dự định lúc này thả qua Trịnh Ngật, trong tay Hàn Xương kiếm xanh thẫm mang đại thịnh, một đạo kinh thiên kiếm ý rạch ra. Nhưng mà, dị biến nổi lên. Đinh, một tiếng giòn giã, một đạo lãnh đạm bóng người chính là xuất hiện ở hố sâu trước, lúc trước vậy một kích chí mạng, cũng là bị hắn ngăn lại. Ngươi là người phương nào? Khương Thần Vũ mắt gặp lấy mạng lúc bị người ngăn lại, trong lòng khá là không vui. Nhưng mình thành tựu thế gia đại tộc con em, cơ bản hàm dưỡng vẫn phải có. Ta kêu Diệp Thí Thiên, coi như là một vị luyện đan sư và thầy thuốc đi. Diệp Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt đáp lại. Đồng thời phóng thích một chút đạo linh lửa tại quanh thân. Thời khắc này hắn cũng không dám đem đại danh nói lên, còn có vậy hủy diệt đạo ấn cùng không gian quy tắc lực, ở nơi này dưới con mắt mọi người, cũng là vạn không thể lại thi triển. Quả nhiên. Khương Thần Vũ nhắm mắt ngưng thần, đang cảm thụ đến Diệp Thần quanh thân khổng lồ đạo linh lửa dưới sự vận chuyển, lúc này mới thần sắc khá cho thỏa đáng chuyển, lễ phép tính ôm lấy một quyền, đại sư, các hạ vì sao ngăn trở tại ta. Vậy hàm nghĩa không cần nói cũng biết, ngươi là tên luyện đan sư, ta kính ngươi. Nhưng ngươi nếu là không cầm ra lý do tránh đáng tới, ta như nhau sẽ không bỏ qua ngươi. Đây là hắn Khương Thần Vũ. Làm một tên đã lĩnh ngộ Hàn Xương kiếm ý cao nhất kiếm tu kiêu ngạo. Diệp Thần không nói, chỉ là móc ra một viên thuốc, xoay người nhét vào Trịnh Ngật trong miệng, đồng thời, âm thầm thi triển bát quái thiên đan thuật chữa đối phương. Mấy tức sau đó, vậy hố sâu bên trong người đàn ông to lớn chính là lông mi mau trong nháy mắt, vùng vẫy đứng dậy. Thầy thuốc, lấy hành nghề y tế thế là đảm nhiệm, hắn bị người đầu độc làm việc, tuy có không thiếu sát nghiệt trong người. Nhưng cuối cùng hắn báo lại nữa ngươi. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng nói, Khương Thần Vũ ngược lại cũng là biết được, những thứ này luyện đan người, rất là thờ phượng nhân quả các loại đồ. Dù sao một kiếm này sau đó, Trịnh Ngật toàn thân tu vi đã phế hết, đối với một cái võ giả mà nói, mất đi bản thân năng lực, sớm muộn là vừa chết. Còn như Diệp Thần nói nhân quả, đại khái chính là người khác sẽ thu hắn tánh mạng đi. Ngược lại là hắn cái này một bộ cứu người thủ đoạn. Coi là thật làm Khương Thần Vũ liếc mắt, phải biết, cho dù là hắn không ra cuối cùng một kiếm, mấy tức bên trong, cái này Trịnh Ngật hẳn cũng phải chết, không nghĩ tới như vậy người chết, lại là có thể trở về xuân. Diệp Thần nhìn một cái Trịnh Ngật, tiếp tục nói, ngươi đi thôi. Lần này, Trịnh Ngật tựa hồ nghe hiểu vậy, hướng về phía Diệp Thần làm một đại lễ, che trước ngực vết thương, hướng lúc trước giọng nói kia lãnh đạm thiếu nữ rời đi phương hướng đuổi theo, trong miệng còn tự lẩm bẩm tiểu thư. Tiểu thư. Đám người mắt gặp Khương Thần Vũ không làm ngăn trở, vậy tất cả đều là mặc cho hắn rời đi. Một tên phế nhân, tức liền rời đi, có thể tung lên sóng gió gì? Đại sư, ta bán một mình ngươi mặt mũi, ngươi có thể hay không vậy tròn ta một cái tâm nguyện? Ta từ trên mình ngươi cảm giác được kiếm đạo. Thẳng đến nắng chiều dưới, Trịnh Ngật bóng người biến mất ở trên trời quang muốn giáp nhau cuối, tựa hồ là vì để cho Diệp Thần yên tâm. Khương Thần Vũ lúc này mới xoay đầu lại, hướng về phía Diệp Thần nói. Diệp Thần trên mặt mang lên vẻ mỉm cười, nhưng đáy lòng liền nhưng là than thầm một tiếng không tốt, vốn cho là luyện đan sư thủ đoạn, có thể trấn nhiếp người này. Nào biết mặc dù người ta cho mặt mũi, nhưng cái này Khương Thần Vũ rõ ràng cho thấy cái võ si, cảm giác được trên người mình kiếm ý, hôm nay đánh một trận, sợ là không cách nào tránh khỏi. Dẫu sao hắn từ thập phương kiếm thánh tu tập kiếm đạo, lại tay cầm ba chuôi thiên kiếm, đồng thời còn có thể thi triển xi xui một kiếm, bị phát hiện vậy coi là bình thường. Mời. Bị người nói ra còn không bằng mình muốn đặt lộ vẻ được có phong độ tới, xem cái này Khương Thần Vũ hôm nay thần tư,
nói không chừng chính là cái này U Thiên Cổ Thành một con em đại gia tộc, nếu có thể phối hợp cái nhập di tích danh ngạch vậy thì không thể tốt hơn nữa. Đây cũng là Diệp Thần vì sao bốc lên thiên hạ lớn sơ suất cũng phải cứu Trịnh Ngật một trong những nguyên nhân, vì chính là đưa tới người chú ý. Khương Thần Vũ mắt gặp đối phương như vậy hiểu hắn, cũng là không khỏi được sinh ra một chút vẻ tán thưởng, cẩn thận, ta kiếm đạo khắp nơi có thể chết người. Diệp Thần gật đầu một cái, mỉm cười nói, như vậy thứ nhất, Diệp Thí Thiên lãnh giáo. Khương Thần Vũ vẫn như cũ là xem đối mặt Trịnh Ngật lúc như vậy, hàn xương kiếm đạo. Phá thiên, hàm chứa ác liệt kiếm ý, thậm chí là có thể xé ra không gian một đạo kiếm khí vạch qua. Mặc dù Diệp Thần một kiếm liền có thể vẫn diệt Khương Thần Vũ, nhưng hiển nhiên không dự định bại lộ quá nhiều, bị người phát hiện. Diệp Thần khắp nơi né tránh, cũng không thi triển toàn lực. Đã như vậy, vậy thì động thật đi. Mắt gặp cái này dò xét tính chiêu thức đối Diệp Thần không tạo tác dụng, cho dù là gia trì kiếm ý, nhưng như cũ đánh không trúng kẻ địch, có còn hơn không? Một giây kế tiếp, Khương Thần Vũ khí thế lần nữa leo lên, lần này, người kiếm hợp nhất. Ác liệt hơi thở ở một người vô cùng quả nhiên cực điểm bạo tán xem ra, cường đại rét lạnh ý đánh thẳng vào mỗi một người tại chỗ cánh cửa lòng. Diệp Thần bốn phía nhìn lại, Khương Thần Vũ bóng người đã sớm biến mất ở tại chỗ. Bất quá rất nhanh, Diệp Thần chính là lộ ra một đạo nụ cười, một giây kế tiếp, cũng làm kiếm chỉ, thập phương kiếm đạo hạch tâm nghĩa sâu xa hội tụ trong đó. Ngay lập tức, hai cổ cực hạn kiếm đạo chính là xúc đụng vào nhau. Nháy mắt tức thì, kinh thiên sóng xung kích đạt tới toàn bộ cổ thành. Cùng lúc đó, một gian trà lâu chỗ trang nhã bên trong, bàng trước cửa sổ bóng đẹp trong tay, một ly mùi thơm bốn phía trà thơm bay ra lau một cái hơi nóng. Hô! Bóng đẹp nhẹ nhàng thổi một cái, trà mùi thơm khắp nơi, hai múi môi mỏng nhẹ nhàng điểm ở ly trà bên trên, lau một cái thơm dịu lối vào, thấm nhân tâm phổi. Khóe miệng của nàng phát họa một đạo nghiền ngẫm nụ cười. Vào thời khắc này, cách đó không xa, một đạo toàn thân xanh thấm kiếm mang thoáng qua, đem như lửa nắng chiều đều là che giấu đi, nguyên phiến chân trời dâng lên một phiến xanh thẳm vẻ. Xem ra đánh không thể tách rời ra à. Giờ phút này trên mặt cô gái đỏ ửng vẻ, bị xanh thấm bao phủ, lại nổi lên một chút rét lạnh kinh khủng sát ý. Thanh tiểu thư, Trịnh Ngật trở về. Vào thời khắc này, người làm báo lại. Ừ, Trịnh San Thanh ngước mắt lên mâu nhìn báo lại người làm, lại nhìn xem chân trời xa màu xanh ra trời kiếm mang, như thế nói, cùng Khương gia vậy tiểu tử chiến đấu, không phải Trịnh Ngật. Người làm nghe vậy, không dám lên tiếng. Cũng được. Để cho tên phế vật kia đi dưỡng thương đi, qua mấy ngày, để cho hắn cho ta đi giết một số người. Thiếu nữ từ trong ngực móc ra một trang danh sách, ném xuống đất. Hồi bẩm thanh tiểu thư, người làm mấy cái run run, trực tiếp quỳ xuống trên đất, không biết đúng hay không mở miệng, e sợ cho chọc giận thiếu nữ trước mắt. Trịnh San Thanh nhướng mày một cái, loãng nói. Trịnh Ngật bị Khương gia thần vũ, phế bỏ liền toàn thân tu vi, hôm nay. Có hai đầu gối quỳ xuống đất tư thái người làm cúi đầu nơm nớp lo sợ nhìn phần kia danh thiếp, lại bắt đầu cả người run rẩy. Cái gì, thiếu nữ nghe vậy, tay phải đặt ly trà trong tay xuống, trong mắt thậm chí có một chút cực độ âm lãnh. Nếu như vậy, nói cho Trịnh Ngật, ta Trịnh gia không cần phế vật. Thiếu nữ thần sắc bình tĩnh, giống nhau giờ phút này gió nhẹ lướt qua trà mặt nhấc lên rung động, đuổi hắn ra phủ, ngoài ra, tìm mấy người, cầm hắn chôn ở sau núi. Ta Trịnh gia nô lệ, chết vậy được chết ở Trịnh gia trong tay. Trịnh San Thanh phân phó nói, trước mặt quỳ xuống người, xỉ xỉ xách xách đứng dậy, liền muốn rời đi. À, cũng là một không cốt khí phế vật, Trịnh San Thanh nhìn lĩnh mệnh đi dưới quyền như vậy tư thái, cũng là líu díu một câu. Nhưng vào lúc này, trà lâu một góc thoáng qua bôi đen ảnh, vậy nguyên bản lĩnh mệnh rời đi dưới quyền, một cái đầu lâu phóng lên cao, cô lỗ lỗ lăn đến thiếu nữ bên chân. Đến chết viên kia tròn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ. Thiếu nữ Trịnh San Thanh lúc này mới hài lòng bưng lên ly trà trong tay, vậy phiêu mùi thơm khắp nơi mùi thơm như cũ, trà mặt nhưng là thêm mấy phần màu máu cùng tinh khí, thiếu nữ đem trước mặt nguyên ly chung trà uống một hơi cạn sạch, bóng dáng, đi thi hành đi. Trong bóng tối bôi đen ảnh biến mất, không nghi ngờ chút nào, lúc trước thiếu nữ chỉ thị, cũng là hạ cho thần bí nhân kia.